ngoặc kép chấm lục châu nhìn lấy dám chân hờ hững lắc đầu giơ bàn tay lên rơi xuống hạo nhiên thiên cương trưởng ấn đem hắn bao trùm một chiêu đem hắn hai mệnh cách liền cùng bản thể sinh mệnh một cùng mang đi phạn âm im bặt mà dừng bốn phía buông lỏng thổ nhưỡng yên tĩnh trở lại lục châu trở lại đám người trước mặt khổng văn nói ra các chủ hắn nhóm thế nào làm vệ giang nam cùng vệ kính nghiệp sắc mặt giống như giấy trắng đồng dạng không có chút huyết sắc nào thân bên trên cũng có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thối lục châu thở dài một tiếng lắc đầu nói dùng này pháp thu hoạch đến vĩnh sinh là đối người sống lớn nhất vũ nhục lòng bàn tay hướng về phía trước một đoàn hỏa diễm thôn vệ vệ giang nam cùng vệ kính nghiệp hai người hóa thành cho bụi tản mát lang mộ bên trong đám người sụt xịt không thôi ta nghĩ như là hắn nhóm còn sống lời nói hẳn là sẽ rất cảm kích các chủ khổng văn nói ra ta tình nguyện cái này dạng cũng không nguyện ý bị người điều khiển minh thế nhân nói ra ngươi thật giống như rất có cảm xúc khổng văn miễn cưỡng cười cười nói ra ta nhóm bốn huynh đệ vốn chính là nát mệnh một đầu khắp nơi cho thương vị giả bán mạc hắn nhóm hưởng thụ lấy xa hoa sinh hoạt hưởng thụ lấy người người kính sợ địa vị hưởng thụ lấy một tay già thiên quyền thế nhân sinh đến bình đẳng lại vĩnh viễn không bình đẳng nhìn đến vệ gian nam cùng vệ kính nghiệp khổng văn bốn huynh đệ cảm cùng cảnh ngộ phảng phất nhìn đến chính mình mình thế nhân phủi tay nói ra đừng thương cảm như vậy cái này không đều rất tốt. Đa tạ tứ tiên sinh khuyên bảo, khổng văn nói ra, khổng văn bốn người độ trung thành lại nói mười cái điểm. Trực chỉ nhân tâm trấn an cùng cách làm, so cường đại vũ lực yêu cầu phục tùng, muốn càng là trung thành, càng thêm kiên cố. Mang hai người hoàn toàn biến mất, Lục Châu nói, theo lên bên trên. Siêu siêu siêu, đám người hướng lấy lang mộ sâu chỗ bay lượn, triệu dục quay đầu nhìn thoáng qua mặt đất, hồi lâu mới tỉnh hồn lại, cấp tóc đi theo. Vô tình nhất là đế vương gia, như là chính mình đang cơ làm đế, không đến có một ngày, hội đi hắn nhóm đường cũ sao. Đi qua kéo dài thầm nghĩ, rơi tại nơi xa khe rãnh bên cạnh, khe rãnh từ một đầu cầu gỗ câu thông. Cầu gỗ toàn bộ đều là mạng nhiệt bốn phía ảm đạm không ánh sáng. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, đối diện mở ra cửa đá liền là tiên đế lăng mộ. Cái này cửa đá, chính là đại địa hạch tâm địa mạch, cưỡng ép phá vỡ, tất cả chúng ta đều hội bị dài vùi trong lòng đất. Nếu muốn đánh mở, cần thiết bạch hổ bàn long ngọc quý thực nói ra bạch hổ bàn long ngọc trong đó một phần nhỏ bị mạnh minh thị lấy đi còn lại đều tại doanh câu tay bên trong quý thực nói ra doanh câu tại cái nào minh thế nhân ngắm nhìn bốn phía nào có cái gì bất tử thần thi quý thực chỉ chỉ phía dưới vực sâu minh thế nhân rụt trở về nhan chân lạc rút ra một chương phù chỉ nhen nhóm kia ấn phù giống là đèn lồng từ từ tung tích chiếu sáng cầu gỗ phía dưới xua tan hắc ám làm kia ấn phù rơi xuống trăm mét chỗ thời điểm, hắn nhóm nhìn đến làm người ta sợ hãi một màn. Một cái hói đầu nhân loại, khuôn mặt dữ tợn, bị bốn đầu xiềng xích ôm lấy toàn thân, treo ở giữa không trung. Cái nanh của hắn rất dài, làn da giống cây khô vỏ cây, biểu tình được không không có chút huyết sắc nào. Thân bên trên mang theo tất cả đều là kim loại chế tạo y phục. Minh thế nhân lại đi sau rụt rụt, tiểu diên nhi nói, tứ sư huynh, đừng lui, lại lui liền đạp ta. Ách, sư muội sợ ta hội bảo hộ ngươi, Minh Thế Nhân nói ra. Hải loa khép mặt bật cười, không cười lên tiếng. Tần nhân Việt thấy cảnh này, không được lắc đầu, không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy thập đại thần thi một trong danh câu, kiến thức chướng không ít, liền là quá dọa người. Ấn phù quang mang tiêu thất, nhan chân lạc lại đốt một chương ấn phù, chiếu sáng bốn phía. Có lúc, quang mang xô tan không chỉ là hắc ám, còn có nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Lục Châu quay người, nhìn về phía Ly Sơn Tứ Lão nói ra, bạch hổ bàn long ngọc ở trên người hắn. Không sai, thôi Minh Quảng nói ra, Mình Thế nhân một cái lắc mình, đến bốn người trước mặt, tay bên trong ly biệt câu tán phát lạnh mang, cười nói, ít đùa cái này trùng trò xiếc, ngươi là muốn mượn danh câu tay, cho chúng ta đến trở tay không kịp. Ly Sơn Tứ Lão sững sờ, quý thực nói ra, nếu thật là dạng kia, ta hoàn toàn có thể dùng không đề cập tới danh câu sự tình, dạng kia chẳng phải là càng tốt. Có điểm đạo lý, kia muốn thế nào cầm tới bạch hổ bàn long ngọc minh thế nhân nói ra dùng tay cầm quý thực nói ha ha ngươi có phải hay không lừa ta đây minh thế nhân không vui nói ly sơn tứ lão chu trùng thuật nói ra lưỡng trùng phương pháp một đánh bại doanh câu hai nghĩ biện pháp từ trên người hắn ngỡ xuống bạch hổ bàn long ngọc nhưng độ khó khăn rất cao một ngày hắn thanh tỉnh chân nhân sợ không phải là đối thủ của hắn lục châu chắp tay suy tư cái này đích xác là một cái không quá tốt làm nan đề danh câu có bao nhiêu lợi hại, không cần nói năng dường ra, như là thao tác không thỏa đáng, chỉ sợ hôm nay đến người, đều khó thoát nhất kiếp. Không có dám tùy tiện cho ra ý kiến, liền kiến thức rộng rãi chân nhân tần nhân Việt, cũng là không được lắc đầu, không có biện pháp quá tốt. Ta đã sớm nói, tiên đế lăng mộ, không hề tầm thường Không phải ai đều có thể đi vào, quý thực nói ra. Suy tư một lát, Lục Châu nói ra, Lão Phu đi xuống xem một chút, như có dị động, nhanh rời đi, được, Tần nhân Việt gật đầu. Sư phụ cẩn thận, tiểu Diên nhi nói, lục châu chân đạp hư không, hướng lấy cầu gỗ hạ lao đi, người nhẹ như yến, không có bất kỳ thanh âm gì. Làm hắn đến kia bốn đạo xiềng xích phạm vi khu vực lúc, có thể rõ ràng cảm giác được doanh câu thân bên trên tán phát tử khí. Cùng vô thuật điều khiển tử thi rõ ràng bất đồng, cái này trùng tử khí ăn mòn bốn phía nguyên khí, lệnh đến gần người, rất khó tập trung tinh thần, điều động nguyên khí. Doanh câu hai mắt nhắm nghiền, như pho tượng, không nhúc nhích tí nào. Lục Châu nhìn đến hắn thiết y mang theo một khối bạch hổ bàn long ngọc, ẩn ẩn tản ra ám quang. Lục Châu ghi nhớ cương ấn, hướng về phía trước một đẩy, chụp vào kia bạch hổ bàn long ngọc. Bạch hổ bàn long ngọc chỉ động một lần, danh câu con mắt bỗng nhiên mở ra. Hồng quang có bí pháp kịch độc, ta tới chặn, đầy trời hồng quang hướng lấy đám người bay tới thời điểm, tần nhân Việt đi bộ nhàn nhã, nhấc lên tay hướng về phía trước một đẩy, tinh bàn dọc tại trước mặt mọi người, xanh quang nở rộ, đem những kia hồng quang ngăn tại bên ngoài. Không bao lâu hồng quang biến mất, lục châu xuống phía dưới lao xuống, muốn đạt đến cái đáy thời điểm, hắn nhìn đến dám chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, song trưởng một hợp, không ngừng mà niệm tụng kinh văn. Từng đạo kinh văn trôi hướng bốn phương tám hướng, mặt đất dần dần buông lòng. Phật môn cũng có cái này chủng làm người buồn nôn thủ đoạn. Minh thế nhân nhìn đến tê cả ra đầu, vu chính hải nhẫn không thể nhẫn không cần lại nhẫn, thống hận nhất liền là cái này chiêu số, đao cường nở rộ, hướng lấy những kia buông lỏng thổ những kích xa mà đi. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, sư huynh, ta còn là muốn đi ra ngoài, tiểu diên nhi cánh tay ra một lớp da gà, không ngừng mà xoa xoa. Ngu thượng nhung cười nói, không cần sợ hãi, đều là người đã chết. Sư muội người phải nhớ kỹ, thế gian nhất đáng sợ cũng không phải là những này người chết. Người sống, có lúc, so với chúng nó càng thêm xấu xí, nha, tiểu diên nhi cái hiểu cái không vu chính hải cười ha ha nói ra nhị sư đệ nói có lý nhưng mà cái này không trở ngại ta chán ghét hắn nhóm ngoặc kép chấm lục châu nhìn lấy dám chân hờ hững lắc đầu giơ bàn tay lên rơi xuống hạo nhiên thiên cương trưởng ấn đem hắn bao trùm một chiêu đem hắn hai mệnh cách liền cùng bản thể sinh mệnh một cùng mang đi phạn âm im bặt mà dừng bốn phía buông lỏng thổ nhưỡng yên tĩnh trở lại lục châu trở lại đám người trước mặt khổng văn nói ra các chủ hắn nhóm thế nào làm vệ giang nam cùng vệ kính nghiệp sắc mặt giống như giấy trắng đồng dạng không có chút huyết sắc nào thân bên trên cũng có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thối lục châu thở dài một tiếng lắc đầu nói dùng này pháp thu hoạch đến vĩnh sinh là đối người sống lớn nhất vũ nhục lòng bàn tay hướng về phía trước một đoàn hỏa diễm thôn vệ vệ giang nam cùng vệ kính nghiệp hai người hóa thành cho bụi tản mát lang mộ bên trong đám người sụt xịt không thôi ta nghĩ như là hắn nhóm còn sống lời nói hẳn là sẽ rất cảm kích các chủ khổng văn nói ra ta tình nguyện cái này dạng, cũng không nguyện ý bị người điều khiển. Minh Thế Nhân nói ra, ngươi thật giống như rất có cảm xúc, khổng văn miễn cưỡng cười cười, nói ra, ta nhóm bốn huynh đệ, vốn chính là nát mệnh một đầu, khắp nơi cho thương vị giả bán mạng. Hắn nhóm hưởng thụ lấy xa hoa sinh hoạt, hưởng thụ lấy người người kính sợ địa vị, hưởng thụ lấy một tay già thiên quyền thế. Nhân sinh đến bình đẳng, lại vĩnh viễn không bình đẳng, nhìn đến vệ giang nam cùng vệ kính nghiệp, khổng văn bốn huynh đệ cảm cùng cảnh ngộ, phảng phất nhìn đến chính mình. Minh Thế Nhân phủi tay, nói ra, đừng thương cảm như vậy, cái này không đều rất tốt. Đa tạ tứ tiên sinh khuyên bảo, khổng văn nói ra, khổng văn bốn người độ trung thành lại nói mười cái điểm. Trực chỉ nhân tâm trấn an cùng cách làm, so cường đại vũ lực yêu cầu phục tùng, muốn càng là trung thành, càng thêm kiên cố. Mang hai người hoàn toàn biến mất, Lục Châu nói, theo lên bên trên. Siêu siêu siêu, đám người hướng lấy lang mộ sâu chỗ bay lượn, triệu dục quay đầu nhìn thoáng qua mặt đất, hồi lâu mới tỉnh hồn lại cấp tốc đi theo. Vô tình nhất là đế vương gia, như là chính mình đang cơ làm đế, không đến có một ngày, hội đi hắn nhóm đường cũ sao. Đi qua kéo dài thầm nghĩ, rơi tại nơi xa khe rãnh bên cạnh, khe rãnh từ một đầu cầu gỗ câu thông. Cầu gỗ toàn bộ đều là mạng nhện, bốn phía ảm đạm không ánh sáng. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, đối diện mở ra cửa đá liền là tiên đế lăng mộ. Cái này cửa đá, chính là đại địa hạch tâm địa mạch, cưỡng ép phá vỡ, tất cả chúng ta đều hội bị dài vùi trong lòng đất nếu muốn đánh mở cần thiết bạch hổ bàn long ngọc quý thực nói ra bạch hổ bàn long ngọc trong đó một phần nhỏ bị mạnh minh thị lấy đi còn lại đều tại doanh câu tay bên trong quý thực nói ra doanh câu tại cái nào minh thế nhân ngắm nhìn bốn phía nào có cái gì bất tử thần thi quý thực chỉ chỉ phía dưới vực sâu minh thế nhân rụt trở về nhan chân lạc rút ra một chương phù chỉ nhen nhóm kia ấn phù giống là đèn lồng từ từ tung tích chiếu sáng cầu gỗ phía dưới xua tan hắc ám làm kia ấn phù rơi xuống trăm mét chỗ thời điểm hắn nhóm nhìn đến làm người ta sợ hãi một màn một cái hói đầu nhân loại khuôn mặt dữ tợn bị bốn đầu xiềng xích ôm lấy toàn thân treo ở giữa không trung cái nanh của hắn rất dài làn da giống cây khô vỏ cây biểu tình được không không có chút huyết sắc nào thân bên trên mang theo tất cả đều là kim loại chế tạo y phục minh thế nhân lại đi sau rụt rụt tiểu diên nhi nói tứ sư huynh đừng lui lại lui liền đạp ta ách sư muội yên sợ ta hội bảo hộ ngươi minh thế nhân nói ra hải loa khép mặt bật cười không cười lên tiếng tần nhân việt thấy cảnh này không được lắc đầu không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy thập đại thần thi một trong danh câu kiến thức chướng không ít liền là quá dọa người ấn phù quang mang tiêu thất nhan chân lạc lại đốt một chương ấn phủ chiếu sáng bốn phía có lúc quang mang xô tan không chỉ là hắc ám còn có nội tâm chỗ sâu sợ hãi Lục Châu quay người, nhìn về phía Ly Sơn Tứ Lão nói ra, bạch hổ bàn long ngọc ở trên người hắn. Không sai, thôi Minh Quảng nói ra, Minh Thế Nhân một cái lắc mình, đến bốn người trước mặt, tay bên trong ly biệt câu tán phát lạnh mang, cười nói, ít đùa cái này trùng trò xiếc, ngươi là muốn mượn danh câu tay, cho chúng ta đến trở tay không kịp. Chấm than ngoặc kép, Ly Sơn Tứ Lão sững sờ, quý thực nói ra, nếu thật là dạng kia, ta hoàn toàn có thể dùng không đề cập tới danh câu sự tình, dạng kia chẳng phải là càng tốt có điểm đạo lý kia muốn thế nào cầm tới bạch hổ bàn long ngọc mình thế nhân nói ra dùng tay cầm quý thực nói ha ha người có phải hay không lừa ta đây mình thế nhân không vui nói ly sơn tứ lão chu trùng thuật nói ra lưỡng trùng phương pháp một đánh bại doanh câu hai nghĩ biện pháp từ trên người hắn ngỡ xuống bạch hổ bàn long ngọc nhưng độ khó khăn rất cao một ngày hắn thanh tỉnh, chân nhân sợ không phải là đối thủ của hắn lục châu chắp tay suy tư cái này đích xác là một cái không quá tốt làm nan đề. Doanh câu có bao nhiêu lợi hại, không cần nói năng dường ra, như là thao tác không thỏa đáng, chỉ sợ hôm nay đến người, đều khó thoát nhất kiếp. Không có dám tùy tiện cho ra ý kiến, liền kiến thức rộng rãi chân nhân tần nhân Việt, cũng là không được lắc đầu, không có biện pháp quá tốt. Ta đã sớm nói, tiên đế lăng mộ, không hề tầm thường. Không phải ai đều có thể đi vào, quý thực nói ra. Suy tư một lát, Lục Châu nói ra, lão phu đi xuống xem một chút như có dị động nhanh rời đi được tần nhân việt gật đầu sư phụ cẩn thận tiểu diên nhi nói lục châu chân đạp hư không hướng lấy cầu gỗ hạ lao đi người nhẹ như yến không có bất kỳ thanh âm gì làm hắn đến kia bốn đạo xiềng xích phạm vi khu vực lúc có thể rõ ràng cảm giác được doanh câu thân bên trên tán phát tử khí cùng vô thuật điều khiển tử thi rõ ràng bất đồng cái này trùng tử khí ăn mòn bốn phía nguyên khí lệnh đến gần người rất khó tập trung tinh thần điều động nguyên khí. Doanh câu hai mắt nhắm nghiền, như pho tượng, không nhúc nhích tí nào. Lục Châu nhìn đến hắn thiết y mang theo một khối bạch hổ bàn long ngọc, ẩn ẩn tản ra ám quang. Lục Châu ghi nhớ cương ấn, hướng về phía trước một đẩy, chụp vào kia bạch hổ bàn long ngọc. Bạch hổ bàn long ngọc chỉ động một lần, doanh câu con mắt bỗng nhiên mở ra. Doanh câu cố gắng dãy ruộng lui về sau, sợ hãi để hắn lực lượng vô pháp phát huy ra, thân thể cũng là nửa cuộn mình trạng thái, răng nanh từ lâu thu vào xiên xích tư tư rung động, bị danh câu lôi kéo hỏa hoa văng khắp nơi. Danh câu thân phận không cần nói cũng biết, thập đại thần thi một trong, nắm giữ bất tử chi thân. Liền xem như chân nhân cấp bậc tần nhân Việt, cũng không dám giống lục châu cái này dạng, xuất hiện tại hắn hoạt động phạm vi bên trong. Tần nhân Việt dù sao cũng là chân nhân, và lúc này thể hiện ra siêu phàm tâm lý tố chất, nhấc lên tay dọc tại bên môi, ra hiệu đại gia giữ yên lặng. ồn ào cùng dị động rất dễ dàng đánh tan một lòng người phòng tuyến, từ đó mất khống chế. Đại đa số thời điểm, yên tĩnh là trình lý suy nghĩ phương thức cao nhất. Bạch hổ bàn long ngọc đã tới tay, lục huynh, tần nhân Việt là nghĩ khuyên lục châu tận nhanh rút lui. Nhưng mà không nghĩ tới là lục châu không chỉ không hề rời đi bốn đầu xiềng xích chỗ khu vực, ngược lại trầm xuống phía dưới, là một cái cảng lớn gan cử động, đến danh câu trước mặt, khoảng cách chỉ có khoảng 3 mét. Bốn cái xiềng xích bị lôi kéo thẳng tắp cứng rắn, vòng cùng vòng ở giữa chụp tại cùng một chỗ, phát ra chói tai thanh âm, danh câu càng thêm sợ hãi, thân thể xuất hiện kịch liệt run dày. Lục Châu thu hồi chút ít thiên tướng lực lượng, thân bên trên quang hoa ảm đạm một chút, uy áp giảm xuống một chút. Quả nhiên, danh câu sợ hãi biến mất một hơn phân nửa, thân thể dần dần bình phục. Cùng thiên tướng lực lượng có quan hệ, thiên tướng lực lượng nguồn gốc từ thiên thư, thiên thư tam quyền nguồn gốc từ hệ thống, hẳn là là thuộc về không biết lực lượng. Theo lý thuyết, cho dù là những thứ không biết, cũng không đến nỗi cái này sợ hãi. Nói ví dụ thác bạt tư thành, thiên ngô, Trấn Nam Hầu, hắn nhóm giác quan nhạy bén, cũng không giống doanh câu bộ dáng như vậy. Người nhận ra Lão Phu, Lục Châu đột nhiên hỏi. Doanh câu không nói chuyện, chỉ là co do thân thể, thậm chí liền nhìn cũng không dám nhìn Lục Châu. Lục Châu lại hỏi, là người nào, đem người nhốt tại ở đây? Doanh câu miệng há hợp, ít hầu bên trong giống là kết lấy như vậy, rốt cuộc mở miệng nói ra hai chữ, trí. Tôn, dùng Lục Châu cùng tần nhân Việt hiện tại tu vi, căn bản là không có cách cân nhắc trí tôn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu hắn nhóm thậm chí liền thánh nhân đều không thể cân nhắc lại huống chi là trí tôn tần nhân việt sắc mặt ngưng trọng nói vậy mà là trí tôn ngoại giới một mực tin đồn đem danh câu khốn tại ở đây là tiên đế để cho danh câu cho tiên đế thủ mộ hiện tại xem ra sự tình cũng không phải đơn giản như vậy lục châu nhìn lấy danh câu nói ra người nghĩ tự do lời vừa nói ra ly sơn tứ lão không khỏi lắc đầu tần nhân việt 49 kiếm, giật mình kêu lên. Tần nhân Việt nói, Lục Huynh, tuyệt đối không thể. Như là thả hắn, chỉ sợ sẽ làm hại người ở giữa, không đợi Lục Châu hồi đáp, danh câu lại dẫn đầu dao động xuống, mọi người càng thêm khó có thể lý giải được. Lục Châu hư ảnh lóe lên, rời đi bốn cái xiềng xích chỗ khu vực, đến cầu gỗ phía trên. Đám người lòng thở ra một hơi, danh câu cũng lòng thở ra một hơi, bốn cái xiềng xích cũng lỏng xuống dưới, cảm giác sợ hãi đại giam. Đám người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cầu gỗ đối diện cửa đá. Là thời điểm nhìn nhìn trong cửa đá rốt cuộc là thứ gì? Tần nhân Việt nhìn nhìn trong tay bạch hổ bàn long ngọc, nói ra, này ngọc có thể so với thánh vật, không hề tầm thường, cửa đá là dùng đặc thù trận pháp cố định, từ lúc tiên đế hạ táng về sau, không còn có người đi vào qua. Tất cả thủ mộ nhân, bao quát giám chân, cũng chỉ có thể tại mộ bên ngoài du đãng quý thực nói ra. Tần nhân Việt bay lượn tới, 49 kiếm, cùng với ma thiên các đám người theo thứ tự theo tại hậu phương, đến cửa đá phía trước. Cái này lúc, doanh câu chỗ phương vị truyền đến xiềng xích kéo động thanh âm. Đám người quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện doanh câu hai tay khép lại, nhắm mắt lại, giống là xa vào ngủ say giống như. Đừng nhìn, quá dọa người, tiểu diên nhi nói ra. Quý thực nhìn thoáng qua doanh câu, lại nhìn một chút thân trước cách đó không xa lục châu. Hồi tưởng lại đánh với mạnh minh thị một trận tràng cảnh, hắn đột nhiên cảm giác được, danh câu không có kia đáng sợ. Chân chính đáng sợ, chính phê lấy nhất tầng ra người, đứng tại bên cạnh của bọn hắn. Lục Châu nhìn nhìn cửa đá kia nói ra, mở cửa đá. Được, tần nhân Việt tiện tay vung ra bạch hổ bàn long ngọc, bạch ngọc hóa thành một đạo quang đoàn, hướng lấy trên cửa đá ao hãm đi xuống khu vực tạp đi lên. Két, bạch hổ bàn long ngọc rơi tại trên cửa đá. Trên cửa đá, bên trái bạch hổ đường vân phát sáng lên, bên phải bàn long văn sức cũng cùng lấy sáng lên, một trái một phải, hướng lấy hai bên di động, ông, cửa đá chậm rãi rời. Sau đó hắn nhóm nhìn đến lệnh người không rét mà run một màn, cái này là một phương đầy đủ rộng lớn thạch thất, không gian hắc ám. Tại cương ấn chiếu dọi xuống, càng nhìn không đến phần cuối. Lục châu trong nháy mắt bay ra một đạo quang đoàn, vạch quá trường không, hắc ám vô cùng trong thạch thất, đứng đầy các loại người tượng. Hoạn nhân rong, ly sơn tứ lão sắc mặt ngưng trọng, hoạn nhân rong, tiên đế băng hà lúc, không nghĩ bỏ qua đế vị, nghĩ muốn tiếp tục chinh chiến thiên hạ, vì thỏa mãn tiên đế nguyện vọng vương thất chọn lựa hơn vạn tên người sống đem hắn nhóm toàn bộ làm thành binh tượng chết sau y nguyên tiếp tục đi theo tiên đế quý thực nói ra hắn nhóm đều rất khó lý giải loại này bệnh trạng tâm lý nhưng mà suy nghĩ một chút cũng tại lý tu hành người đạt đến cảnh giới nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp cầu được trường sinh vật bồi táng cũng tốt người rong cũng được tồn tại ở đế vương bên trong cũng không kỳ quái chết đều chết rồi còn như thế chấp nhất nhan chân lạc thở dài nói. Ly Sơn Tứ Lão trầm mặc không nói, Lục Ly quay đầu nhìn thoáng qua Ly Sơn Tứ Lão, hỏi, ngươi nhóm vì sao cái này khăng khăng một mực đi theo hắn. Tiên đế đối với chúng ta Ly Sơn Tứ Lão có ân, thôi Minh Quảng nói ra. Cũng khó trách hắn nhóm hội bị mạnh minh thị che đậy. Đám người nhìn về phía lăng mộ bên trong, người rong chẳng lẽ hồi phục sinh, tiểu diên nhi co lại hạ đầu nói ra, lăng mộ bên trong nhìn thấy quái vật gì đều chẳng có gì lạ, cẩn thận là hơn, tần nhân Việt nói ra. Lục Châu đạp không hành tẩu, lướt đến giữa không trung, sau đó ngừng chân, mở ra thiên nhãn thần thông, liếc nhìn tứ phương, mở ra thính lực thần thông, đánh hơi thần thông. Ngũ giác lục thức toàn bộ mở ra, đón lấy, Lục Châu lấy ra thái hư kim giám, bám vào thiên tướng lực lượng, chiếu rọi cả cái lăng mộ. Không trung trận pháp, cạm bẫy, toàn bộ hiển lộ không thể nghi ngờ. Đi, Lục Châu cầm trong tay thái hư kim giám hướng lấy phía trước bay đi. Đám người thấy thế theo sát phía sau, siêu siêu siêu, theo tại hậu phương, từ hơn vạn danh nhân rong đầu bay lượn tới. Không bao lâu hắn nhóm đến mộ thất trung tâm vị trí, kia là một cái vuông vức bình đài, phía trên thả lấy hai người đen như mực quan tài. Phía trên có một luồng tia sáng, giống là sân khấu đèn chiếu, rơi tại trên bình đài. Đám người rơi xuống, tần nhân Việt nói ra, lục huynh thật đúng là thân mang trọng bảo, nếu không phải hắn kia cái gương, chỉ sợ ta nhóm hội xúc động những cơ quan kia, lục châu không để ý mông ngựa của hắn, mà là chỉ chỉ phía trên, nói ra, tiến vào lăng mộ là đi xuống dưới, nhưng mà ở đây lại có quang xuất hiện, có thể thấy ly sơn nội bộ là không, đích xác là cái này dạng, cái này lăng mộ có thể không ít dùng tiền, Lục Châu nói, phía trên hẳn là là có cạm bẫy ngăn, chỗ nào tiến đến, liền từ nơi nào ra ngoài, đám người gật đầu. Vu Chính Hải đã đi tới hai người quan tài chính giữa, trái phải quan sát, nói ra, như thế nào là hai người quan tài. Quý thực dao động xuống, này chúng ta cũng không biết, phàm là tiến đến, đều phải lưu tại nơi này, ta nhóm lúc đó không có tiên đến triệu dục nói ra mặc kệ mấy ngụm quan tài chỉ có một miệng là tiên đế cái khác có lẽ là tiên đế sủng ái phi tử loại hình a đây không có khả năng quý thực lắp đầu cái này không hợp lễ chế phi tử không có tư cách này cùng tiên đế đồng táng một vị trí chỉ có hoàng hậu mới có tư cách phi tử chết sau tụ tập bên trong táng tại sau ngủ quản hắn là cái gì mở ra nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết minh thế nhân nói đám người gật đầu hắn nhóm đi tới nơi này con mắt không chính là vì cái này sao lục châu chỉ chỉ bên trái quan tài nói ra mở ra vu chính hải đơn trưởng một đẩy ông quan tài so tưởng tượng bên trong dễ dàng rời theo lấy một tiếng lay động, đám người nhìn sang nhan chân lạc tế ra ấn phủ chiếu sáng bốn phía vu chính hải liếc một cái nói không có người chấm hỏi ngoặc kép kết quả này lại người bất ngờ ly sơn tứ lão không tin tưởng lập tức chạy tới nằm ở quan tài xem xét bên trong rỗng tuếch chỗ nào có cái gì thi thể liền xương cốt đều không có. Chỉ có một ít vật bồi táng, châu báu, tài vật, quần áo. Đây không có khả năng, chấm hỏi ngoặc kép, ly sơn tứ lão mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Ta tận mắt thấy tiên đế tiến vào lăng mộ, cái này, đường tử bình mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bên phải quan tài thường thường là chôn cùng vị trí, không có khả năng là tiên đế quan tài. Bên trái nếu không, kia bên phải dù sao cũng phải nhìn nhìn. Quý thực không cam tâm, đến bên phải quan tài, một bàn tay đem hắn đẩy ra, chút nào không dây dưa dài dòng. Quan tài mở ra kia một giây lát, đám người lần lượt nhìn sang. Quả nhiên, cũng là không, mọi người đều ngay tại chỗ mộng bức. Không, phí cái này đại kình, thế mà là không, cái này không phải đùa cái tịch mịch sao. Đám người hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc không cởi, có khả năng hay không, tần đế không có chết. Nhan chân lạc suy đoán nói, ly sơn tứ lão còn mắt hơi mở, có chút không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Quý thực nói ra, trước kia, Tiên đế đại hạn, ta nhóm bốn người tất cả cùng đi. Tiên đế băng hà, cung bên trong rất nhiều người tại chỗ, không quá khả năng có giả. Lại nói, tiên đế sinh tiền vì tiếp diễn thọ mệnh, khắp nơi tìm kiếm trường sinh chi pháp, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào tìm tới danh câu. Mặc dù danh câu nói là trí tôn đem hắn giam cầm tại ở đây, nhưng mà trước đế tầm tìm danh câu sự tình, là chân thực tồn tại. Như là tiên đế xông lấy, vì sao trốn đi không xuất hiện đâu. Đám người nghi hoặc không cởi, cho dù là tại mộ bên trong đột phá tu vi, dùng tần đế tính tình cũng hẳn là sẽ trở lại đại cầm trọng tân cầm quyền. Lục Châu cũng không để ý những này, mà là đi tới quan sát quan bên trong vật cũ. Hắn tiện tay vung lên, một đống vật bồi táng bên trong xốc lên. Tu hành người đối với tài vật những này đồ vật cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn nhóm không biết rõ Lục Châu muốn lật cái gì, chỉ là yên lặng nhìn. Sư phụ, ta không thiếu những này đồ vật, mình Thế Nhân nói ra người chết đồ vật, ít nhiều có chút điểm xấu, lại nói hắn nhóm cũng không phải trộm mộ, triệu dục biểu tình đều có chút không tự nhiên, Lục Châu tiếp tục phất tay áo qua, soạt, vang lên bên tai nhắc nhở, đinh, hoàn thành nhiệm vụ, kim bài bí mật, thu hoạch đến 10.000 điểm công đức, phát hiện vật phẩm, thiên ngân hộp gấm. Thiên ngân hộp gấm, Lục Châu nhìn đến bên cạnh một cái màu nâu hộp gấm, nhìn cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Có lẽ là bởi vì quan tài bên trong căn bản liền không có thi thể nguyên nhân, nội bộ sạch sẽ gọn gàng hộp gấm mặt ngoài liền cho bụi đều không có. Lục Châu năm ngón tay vồ lấy, hộp gấm kia bay vào trong lòng bàn tay, thiên ngân hộp gấm, đã từng vật cũ, cần thiết tu vi nhất định mới có thể mở ra. Chấm hỏi chấm hỏi ngập kép, nhìn đến cái này hộp gấm thời điểm, quý thực nói ra, ta nhớ tới, cái này là bệ hạ năm đó ở thiên khải chi trụ có được đồ vật, Lục Châu nói ra, hắn không khả năng mở ra hộp gấm. Quý thực lắc đầu, nói ra, cái này đồ vật rất kỳ quái, ngoại lực cơ hồ mở không ra tiên đế thử rất nhiều biện pháp cũng không khả năng mở ra, sau đến liền lãng quên, đường từ bình nói ra, thiên khải chi trụ lấy được đồ vật, từ trước đến nay đều là bảo bối, cái này hộp gấm cũng không ngoại lệ, âm. Lục châu lòng bàn tay vỗ một cái, cương khí tư tán, hộp gấm không nhúc nhích tí nào, tần nhân Việt nhìn nhìn phía trên tinh tế mà thâm thúy hoa văn, nói ra, là một loại cực mạnh mẽ phong ấn thuật, phong ấn thuật. Ta từng đi qua dạng sáng thiên khải chi trụ, tại thiên khải chi trụ nội bộ, nhìn thấy qua tương tự hoa văn, tần nhân Việt nói ra. Lục Châu nghĩ lên góc bên trong thiên khải chi trụ nội bộ hoàn cảnh, vách trong tựa hồ cũng có tương tự trận văn, hộp gấm là một loại khác hỏa pháp, nhưng mà phong cách là nhất trí. Lục Châu không có tiếp tục thử nghiệm bạo lực phá vỡ, cảm thấy không cần thiết, hệ thống đã nhắc nhở tu vi thích hợp thời điểm từ hội mở ra, vậy kế tiếp liền hào hào để thăng tu vi, sớm muộn đem hắn mở ra. Sư phụ, ngu thượng nhung lên tiếng, chỉ chỉ bên phải quan tài bên trong đồ vật, đám người nhìn sang ngu thượng nhung sở dĩ nhắc nhở sư phụ là bởi vì hắn nhìn đến quen thuộc đồ vật bên trong thả lấy không phải những vật khác chính là thiên thư khai quyển lục châu nghi ngờ nói lại là lão phu đồ vật tay phải vồ một cái kia thiên thư khai quyển bay vào lòng bàn tay bên trong đám người nhìn đến có điểm mộng bức thế nào liền là ngươi đồ vật rồi tần nhân việt muốn nói lại thôi vốn định phát biểu điểm ý kiến gì suy nghĩ một chút còn là được rồi hắn hôm nay đi tới nơi này vốn là không có dự định có thể thu được chỗ tốt gì chỉ tại rút ngắn cùng ma thiên các quan hệ đồng thời cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình được thêm kiến thức đinh thu hoạch đến thiên thư khai quyển toàn thiên không đề nghị hiện nay tu vi sử dụng đồng thời phía dưới xuất hiện một cột tân nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ chính tuyến tìm kiếm thái hư chú thích đề nghị túc chủ tận nhanh tăng thực lực lên lục châu nhìn xuống thiên thư giao diện phía dưới xác thực xuất hiện một cột tân thiên thư khai quyển đáng tiếc là ám sắc vô pháp quan sát cùng xem hắn đem thiên thư khai quyển cất kỹ động tác tự nhiên lưu loát thành thạo vô cùng này vật ngươi nghĩ muốn lục châu trực tiếp hỏi không 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 tần nhân việt cười nói này vật ẩn chứa đặc thù lực lượng tựa hồ rất là bất phàm cái này đồ vật liền cùng đại viêm vương thất thái hậu thả tại dưới gối đầu đồng dạng mặc dù không biết rõ vì sao thiên thư khai quyển hội tản mát các nơi nhưng có thể xác định dù chỉ là một kiện vật phẩm phía trên quần tàng lực lượng cũng để người thèm nhỏ nước rãi lão phu đồ vật, có thể là phàm vật sao? Sư phụ, trừ tài vật, cái khác không có thứ gì, vù chính hải bất đắc dĩ nói. Vốn cho rằng có thể từ bên trong thu hoạch đến thứ càng tốt, đại gia phân một phân, hiện tại xem ra có điểm nghĩ nhiều. Chúc mừng lục huynh, chúc mừng lục huynh, tần nhân Việt có thể là lão nhân tinh, hắn đương nhiên biết rõ lục châu mới là lần này lăng mộ chuyến đi lớn nhất kẻ thu lợi. Triệu dục nhìn nhìn hai người quan tài, bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù không người, nhưng mà trung quy là tiên đế chi mộ, còn mời lão tiên sinh, hỗ trợ đắp lên đi. Lục châu phất, vu chính hải cùng ngu thượng nhung một phải một trái, đồng thời phất tay, hai người quan tài trọng tân khép lại. Triệu dục không người nói, đa tạ, ly sơn tứ lão thở dài không thôi, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, phía trên có một cỗ lãnh phong đánh tới. Vốn là tu hành người không e ngại lãnh phong, nhưng mà cái này siêu siêu lãnh phong lộ ra dị thường quỷ dị, giống là xuyên thủng hắn nhóm hộ thể cương khí, mọi người run rẩy một chút, phảng phất là tại hạ lệnh trục khách lục châu cũng không nghĩ tại ở đây lưu lại vì vậy nói đi ly sơn tứ lão đồng thời quỳ xuống phù phù đám người hai mặt nhìn nhau đây cũng là hát đến kia ra đùa giỡn ta nhóm bốn người không dự định ra ngoài thôi minh quảng nói ra hiển nhiên bốn người này trên đường đi không trẻ mang lẫn nhau nháy mắt có thể đồng thời làm ra một dạng quyết định cũng là ít gặp lục châu ánh mắt rơi tại bốn người thân bên trên nói ra lăng mộ bên trong có thể không phải người sống có thể chờ địa phương. Bốn người quỳ xuống đất quỳ bái, tiên đế đối với chúng ta bốn người có đại ân, nếu là không có tiên đế, cũng liền không hội có hiện tại ly sơn tứ lão. Mong rằng lão tiền bối đáp ứng, thôi Minh Quảng nói ra, kỳ thực lục châu cùng trước mặt bốn người này cũng không có thâm cửu đại hân. Lập trường bất đồng, hắn nhóm bị mạnh minh thị lợi dụng, cũng nhận được tương ứng trừng phạt, đều tự hao tổn không ít mệnh cách. Quý thực nói ra, ta nhóm đáp ứng ngươi, mang các ngươi tiến vào lăng mộ ta nhóm làm đến. Cũng mời các vị tuân thủ hứa hẹn, tần nhân Việt đôi mắt bên trong hiện lên một tia không cho là đúng, nói ra, người nhóm cũng xưng nói hứa hẹn. Tức liền không có người nhóm, cũng có triệu công tử dẫn đường. Lục huynh thực lực siêu quần, liền danh câu đều muốn kiêng kỵ ba phần, tiểu tiểu phá mộ, còn có thể ngăn cản lục huynh hay sao? Phải biết rõ lục huynh thủ hạ còn có một cặp thân mang nghiệp hòa đệ tử, một vị thân mang thái hư hạt giống tương lai trí tôn. Ly Sơn tứ lão lộ ra mấy phần vẻ thê lương lục châu nói ra lão phu từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn đã các người nghĩ ở chỗ này kia liền lưu lại đi tần nhân việt nói ra lục huynh đây chính là hoàng thất lăng mộ có doanh câu tại hắn nhóm như là lợi dụng doanh câu chân nhân dù sao cũng là chân nhân có thể không phải ngốc bạch điểm dễ dàng bị dao động nhân tâm khó giỏ có lúc không thể không phòng quý thực vội vàng nói tần chân nhân nhiều lo trước tiên cửa đá đóng lại về sau ta nhóm ra không được liền tính có thể ra ngoài ta nhóm dám đến gần, danh câu sao? Tiếp đó, danh câu e ngại lão tiền bối, cái này làm không phải tự khiêng đá nện chính mình chân sao? Còn muốn đáp chúng ta mệnh, liền mệnh đều có thể không muốn. Ta nhóm cần gì chờ tới bây giờ chơi đùa những ngày cho siếc. Tần Nhân Việt nói ra, nói có chút đạo lý, chỉ là ta không rõ, Tần Đế thi thể cũng không ở nơi này, người nhóm thủ lấy là một tòa không ngộ, cái này làm có ý nghĩa gì? Thôi Minh Quảng thở dài một tiếng, nói ra, ra ngoài, lại có thể làm gì chứ? vấn đề này ngược lại là đem tần nhân việt cho hỏi khó tần nhân việt cũng lười vì hắn nhóm nghĩ vì vậy nói chúng ta đi bốn mươi chín kiếm chăm miệng một lời vâng siêu 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 đám người bay ra mộ thất lục châu quay đầu nhìn thoáng qua phái trên quan tài tia sáng lại nhìn một chút kia hai người quan tài nội tâm sản sinh một cái nghi vấn phía trước chính mình thật tới qua ở đây sư phụ tiểu diên nhi đem lục châu suy nghĩ kéo về lục châu đạp không hướng lấy mộ thất bên ngoài lao đi ma thiên các đám người theo sát phía sau rơi tại cửa đá bên ngoài lục châu quay người phất tay áo trên cửa đá bạch hổ bàn long ngọc chóc ra tại chóc ra thời điểm hóa thành toái phiến ông mọi người thấy kè cửa đá khe hở bên trong ly sơn tứ lão thân thể cứng ngắc quỳ trên mặt đất hướng lấy quan tải phương hướng đồng thời dập đầu cửa đá chậm rãi đóng chặt đám người lại liếc mắt nhìn danh câu danh câu ở vào tư thế cũ không có bất luận cái gì biến động. Lục Châu cùng tần nhân Việt xuất chúng rời đi lăng mộ. liền tại Lục Châu các loại người rời đi không bao lâu, lăng mộ bên trong ly sơn tứ lão nghe đến tiếng tạch tạch, phía trước hơn vạn danh nhân rong, ra chóc ra. Tay bên trong trường kích đồng thời hướng về phía trước đâm động. Một tiếng bị thiết, ma thần tái hiện, thiên hạ vong vậy. Ly Sơn tứ lão nội tâm chấn kinh, đồng thời tủ khép lại cùng một chỗ, như lâm đại địch nhìn lấy bốn phương tám hướng người rong đây đều là theo tiên đế trinh chiến thiên hạ binh sĩ, hắn nhóm dũng mạnh thiện chiến, hắn nhóm không sợ hãi, hắn nhóm gan góc phi thường. Mà bây giờ, hắn nhóm cái cái biểu tình sợ hãi, toàn thân rung động. Cạch, hắn nhóm thân thể giống là mục nát đá vụt, toàn bộ nứt ra, rơi trên mặt đất. Xoạt tiếng liên tiếp chập trùng, hơn vạn danh nhân rong đều tại một hơi thở ở giữa hóa thành đá vụt. Tại Lục Châu cùng tần nhân Việt xuất lĩnh dưới, đám người bình yên vô sự rời đi lăng mộ, đi ra phía ngoài đám người tham lam mút thỏa thích lấy bên ngoài không khí mới mẻ hưởng thụ lấy thoải mái dễ chịu tia sáng dường như đã có mấy đời vừa nghĩ tới mộ bên trong hoạt tử nhân thật giống như chính mình cũng chết qua một hồi giống như còn là bên ngoài dễ chịu tiểu diên nhi cười nói ừm ta cũng là thích bên ngoài hải loa nói ra tần nhân việt nhìn đến ước ao ghen tị một đống nắm giữ nghiệp hỏa đệ tử nếu là mình cũng có thể có mấy tên đệ tử như vậy tần ra lo gì không thể thật vất vả ra cái có điểm thiên phú lại là cái ngang ngược đồ chơi. Vừa nghĩ tới tần mạch thương, tần nhân Việt thở dài một cái. Hắn liếc bầu trời một cái, nói ra, lục huynh, thời tiết chuyển đổi, không bằng đến ta đạo tràng một lần. Lục châu không có trả lời ngay, mà là ngừng đầu nhìn một mắt không chung. Bất quá, đến thời điểm không chung bên trong vạn dặm vô vân, lúc này nhiều rất nhiều mây đoàn. Lương phong đánh tới, thời tiết lộ vẻ quỷ dị, cái này quỷ thời tiết nói biến liền biến, sư phụ, ta nhóm nhanh đi về đi. Tiểu Diên Nhi chạy về đến Lục Châu bên cạnh, hướng lấy Bạch Trạch vẫy tay, Bạch Trạch bay tới. Lục Châu gật gật đầu nói ra, vi sư chính có ý đó. Hô, lại là một trận gió lạnh thổi qua, Minh thế nhân run rẩy hạ, mắng, thời tiết này không đúng. Tất cả mọi người cảm thấy dị thường, dùng hắn nhóm tu vi đến xem, cái này chủng không khí lạnh đối bọn hắn cơ hồ không có lực sát thương, thế nào hội cảm giác được lạnh đâu. Hắn nhóm quan sát hoàn cảnh bốn phía, tuyệt không phát hiện dị thường, liền một cùng rời đi lăng mộ đi tới tần gia đạo tràng. Cùng lúc đó, tại vạn giảm xa không trung bên trong, một đạo bạch sắc thân ảnh, như ẩn như hiện, tại mây đầu cực nhanh mà qua, huyền giống như lưu tinh. Kia bạch sắc thân ảnh cầm trong tay trường kích, dừng ở không trung, một đôi mắt hiện ra quang hoa, liếc nhìn đại địa. Không bao lâu bạch sắc thân ảnh lưu lại tại ly sơn bầu trời, nhìn nhìn ly sơn tình huống, nhướng mày, lấy ra phù chỉ, tiện tay vung lên hóa thành một đoàn quang hoa, nói ra, thanh liên mất cân bằng hiện tượng tăng lên, sợ dẫn tới thiên địa sụp đổ mời thánh điện chỉ thị bạch sắc thân ảnh lưu lại một lát thân trước trôi nổi một chùm sáng quang mang bên trong hồi âm nói kiểm tra thập đại thiên khải chi trụ như có dị động nhanh chóng hồi báo bạch bào tu hành người thu hồi quang đoàn xuống phía dưới lao xuống mà đi mấy hơi thở công phu đến ly sơn trước mặt lại lần nữa lóe lên đến hoàng thất lang mộ bên trong nhìn khắp bốn phía hắn hai mắt lại lần nữa phát ra quỷ dị quang hoa không khỏi con mắt hơi mở thần thi thần thi thế mà lại xuất hiện ở đây bạch bào tu hành người sắc mặt nghiêm túc hắn rời tại trước cửa đá hư ảnh lóe lên lại xuyên qua liên tục mấy lần đại lấp lóe đến cầu gỗ bầu trời quan sát một mắt bốn cái xiềng xích ngay ngắn khóa lại danh câu quát danh câu danh câu mắt lường một cái nhìn về phía phía trên bạch bảo tu hành người răng nanh lộ ra gầm thét lên nhân loại chấm than ngoặc kép ngươi có biết tội của ngươi không danh câu như mũi tên xông lên phía trên phong dương nanh múa vuốt nhưng cũng tiếc là, bốn cái xiềng xích đem hắn một mực cố định, vô pháp tại hướng lên di động. Bạch bào tu hành người trầm giọng nói, nguyên lai like là bị nhốt lại. Doanh câu phi thường táo bạo, hảo hảo ngủ một giấc đều lao lực như vậy, hắn không ngừng mà thử nghiệm công kích. Bạch bào tu hành người không nghĩ tới doanh câu cái này táo bạo, cũng không muốn theo một cái thần thì tính toán quá nhiều, liền hư ảnh lại lóe lên, chính là muốn tiến vào lăng mộ, âm. Cửa đá kia bạch hổ cùng long văn phát sáng lên, đem hắn ngăn trở. Bạch bào tu hành người nhíu mày, ngăn cách không gian chi trận văn, không có pháp đi vào. Hắn lại thử nghiệm mấy loại phương pháp, đều không thể tiến vào, tại cửa đá chỗ đến về bay lượn mấy lần, không thể không từ bỏ. Hắn nhìn đến mặt đất tản mát lấy bạch hổ bàn long ngọc, cùng với khe rãnh bên trong bị đốt cháy khét quái vật thi thể. Những này vết tích đều là tươi mới, thuyết minh có người đến qua, mà vừa rời đi. Bạch bào tu hành người hư ảnh lấp lóe đến danh câu trước mặt, hỏi, ta hỏi ngươi, còn không hỏi ra lời nói danh câu gào thét đánh tới phanh 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 bạch bào tu hành người lợi dụng tay bên trong trường kích đón đỡ hư ảnh lấp lóe né tránh danh câu tiến công không biết tốt xấu bạch bào tu hành người tay bên trong trường kích vung mạnh bạo phát cương ấn không ngừng mà rơi tại danh câu thân bên trên một liên tục tiến công về sau danh câu vẫn y như cũ táo bạo không thôi hắn nhíu mày đem việc này hồi báo cho thánh điện thánh điện hồi âm làm hắn trước đi kiểm tra thiên khải chi trụ tình huống, tạm thời không muốn can thiệp thiên khải chi trụ bên ngoài mất cân bằng nhân tố, hắn chỉ đến hử lạnh một tiếng, nếu không phải thánh điện có lệnh, ta tất trị ngươi tử tội, danh câu trong mồm phát ra a ba a ba thanh âm, phun ra hai chữ, trí tôn, ít cầm chủ nhân của ngươi hù dọa ta. Ma thần, danh câu lại nôn hai chữ, đánh giám, danh câu, chức trách của ngươi là thủ hộ thiên khải chi trụ, không phải yêu ngôn hoặc chúng. Còn dám nói bậy, ta định hướng thánh điện chờ lệnh, luyện hóa thân thể của ngươi, bạch bào tu hành người phẫn nộ quát. doanh câu căn bản không sợ, càng thêm phẫn nộ lên, công kích hướng lên, lại lần nữa hình thành hình chóp hình dạng. bạch bào tu hành người thật muốn đánh, một lúc thật đúng là không làm gì được doanh câu, bạch bào tu hành người đành phải hử lạnh một tiếng, thi triển đại lấp lóe biến mất tại chỗ. trạng vạng tối, tần gia đạo tràng bên trong, tần nhân việt bưng chén rượu lên, hướng lấy lục châu nói ra, hiếm thấy lục huynh đến ta đạo tràng làm khách ta mà làm trước hiểu lầm, cảm thấy có lỗi. Lục huynh, mời, uống một hơi cạn sạch, theo lý thuyết tu hành người đến chân nhân tầng thứ, sớm liền không lại chiêm nhiễm rượu loại hình tục vật, nhưng mà những này văn hóa phong tục, tự sinh đến liền in dấu vào nhân loại cốt tủy bên trong, không thể xóa nhòa. Lục châu chỉ là biểu tượng nhấp một miếng, nghĩ lên nhiệm vụ chính tuyến, nhân tiện nói, nhân loại tu hành đến nay, cùng hung thú địa vị ngang nhau, cho đến nay, không có một người biết thái hư tại cái nào. Tần nhân Việt có chút kinh ngạc nói, thái hư đích xác tồn tại, có người tận mắt thấy qua cân bằng người xuất hiện. Nghe nói tử liên giới đoàn mộc chân nhân chính là bị thái hư bên trong người mang đi, bất quá kia là ba vạn năm trước sự tình. Đến mức thái hư vị trí, một mực truyền ngôn tại chỗ bí ẩn, lục châu nhẹ gật đầu. Cho tới bây giờ, hắn nhóm tại chỗ bí ẩn hoạt động khu vực, giới hạn tại ngoại vi, cùng với góc bên trong cái này dạng thoáng đến gần khu vực trung tâm tầng thứ hai khu vực. Chiếu theo địa đồ biểu hiện, chỗ bí ẩn phân ba đại khu vực, ngoại vi, trung tầng khu vực, cùng với khu vực trung tâm. Mỗi nhất tầng có ba đại thiên khải chi trụ, trung tâm chiếm một chỗ. Người đi qua khu vực trung tâm, Lục Châu hỏi, tần nhân Việt gật đầu, nói ra, đi qua, nhưng mà không có đợi quá lâu. Khu vực hạch tâm có thánh thú tọa chấn, bọn chúng năng lực nhận biết rất mạnh, cũng có có thể so với trí tôn thánh thú. Thập đại thần thi, cùng với thái hư di chủng quá hư thánh hung, đều ở hạch tâm khu vực. Nhân loại đi khu vực trung tâm, hữu tử vô sinh, phu chính hải tò mò nói cửu giới cho tới bây giờ phía trước đại thanh liên cũng là mới chân nhân không phải nói nhân loại cùng hung thú địa vị ngang nhau mới có cân bằng sao cái này thực lực tranh lệch không khỏi quá lớn tần nhân việt cười nói ngươi chỉ biết một mà không biết hai chủ đạo thái hư nhiều mấy là nhân loại nhân loại là cái rất kỳ diệu động vật ngoài miệng nói cân bằng nhưng mà dù sao vẫn hội thiên hướng mình giống loài nếu như ta là trí tôn ta tuyệt không hội cho phép hung thú tự ý sát hại nhân loại người cứ nói đi, chiếu theo nhân loại tu hành giới suy đoán đến xem, phàm là đạt đến cảnh giới nhất định, ảnh hưởng mất cân bằng tu hành người xuất hiện, đều có thể hội bị thái hư cân bằng người mang đi. Nếu là nhân loại lọt vào tai họa ngập đầu, kia thái hư chẳng phải là không có cái mới xuất hiện huyết dịch vận chuyển. Vu Chính Hải gật đầu nói ra, có đạo lý. Lục Châu lại hỏi, người có thể nhận ra Lục Thiên Thông? Bên cạnh ngồi trên mặt đất Lục Ly, không nói lắc đầu, lão tổ tông, ngài cái này là làm gì, lại yếu nhân trước sái bảo, khoác lác trang bức sao. Lục ly nội tâm trách tâm tư một đống, mặt ngoài như trước đây bình tĩnh, chính kinh uy nghiêm, thỉnh thoảng bưng chén rượu lên nhấp một miệng, Mỹ tư tư hưởng thụ lấy mùi rượu tại vị giác mở ra cảm giác. Lão tổ tông trang bức, ta nhìn liền được, dễ chịu. Tần nhân Việt kinh ngạc nói, lục chân nhân, ba vạn năm trước, hắc liên hoành không xuất thế lục chân nhân. Không sai, nghe nói qua người này, nếu không có hồng tuyến tồn tại, có lẽ ta cùng người này hội là hảo hữu trí giao, nghe thấy người này hoành áp hắc liên, chấn động thiên cổ, vạn dân kính ngưỡng, là tu hành giới nhất đẳng truyền kỳ nhân vật. Tần nhân Việt nói ra, chỉ tiếc, hiểu quá ít, mong rằng Lục Huynh đừng nên trách. Lục Ly hướng lấy tần nhân Việt duỗi cái ngón tay cái. Còn là chân nhân như bức, mông ngựa vỗ ba ba vang, chúng ta chi tấm gương. Tần nhân Việt nhìn thoáng qua Lục Ly ngón tay cái, có điểm mờ mịt, nhưng mà xét thấy tôn trọng khách nhân, hắn chỉ là nở nụ cười, dùng làm hồi ứng. Lục Ly gật đầu, tiếp tục cười uống rượu, tần nhân việt cũng cười gật đầu, người thông minh nói chuyện liền là không giống dễ chịu. lục châu nói ra, lục thiên thông đích xác là vị hiếm thấy truyền kỳ nhân vật, lão phu tại hắc liên lúc không ít nghe nói hắn truyền kỳ cố sự, tại cửu khúc huyễn trận bên trong được hắn bút ký, lĩnh ngộ một chút đạo lực lượng, còn có việc này có thể để cho lục huynh được lợi đạo lực lượng, cái này vì lục chân nhân tại tu vi tạo nghệ chỉ sợ là đến gần thánh nhân, tần nhân việt tán thán nói lục ly lại một lần nữa hướng lấy tần nhân việt duỗi ra ngón tay cái tần nhân việt hắn còn là bảo trì lễ phép hướng lấy lục ly cười cười lục châu nói ra người này xác thực đến gần thánh nhân hắn bút ký có ghi chép chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thánh kia thật là đáng tiếc chỉ sợ là sớm liền bị thái hư bên trong người để mắt tới tần nhân việt nói ra vu chính hải ngược lại là đối cái này thái hư không có ấn tượng gì tốt nói ra đây ý là không cho phép cử liên thành thánh cũng là không phải Tần nhân Việt nói ra, tịnh đế liền bên trong, liền có một vị thánh nhân. Chỉ này một vị, Lục Châu nghe nói, trong lòng hơi động, nói ra, lời nói là thật. Thiên chân vạn sắc, tần nhân Việt cười nói, biết rõ này sự tình người không nhiều, đúng lúc, ta là một cái trong số đó. Đám người nổi lòng hiếu kỳ, lần lượt dừng lại trong tay chén, đặt ở trên bàn, nhìn về phía tần nhân Việt. Ánh mắt một tập trung, tần nhân Việt ngược lại có chút ngượng ngùng, ra hiệu đại gia không muốn câu nệ, cười cười nói ra, hiện tại cũng không phải cái gì đại bí mật, truyền ngôn sớm liền trải rộng ra, gặp ma thiên các đám người cầu học như khát, tần nhân Việt ngữ khí một lần nói ra, cái này vị thánh nhân ở tịnh đế thanh liên bên trong, không đi phủ văn thông đạo, từ vô tận hải xuất phát, dùng chân nhân tu vi phi hành, cần phi hành hai tháng. Tịnh đế liên bản không cùng một chỗ, hai liên cách nhau tương đối gần, hậu nhân vô danh lực lượng, dần dần đến gần, ghép lại tại cùng một chỗ, hai liên điệp ra chi chỗ dung hợp vì sơn, giống cuống kết nối, cho nên tu hành giới gọi là tịnh đế thanh liên. Người nhóm suy nghĩ một chút, nguyên bản hai cái người không liên hệ loại cùng hung thú, lại bởi vì vô danh lực lượng, kéo đến gần như thế, sẽ phát sinh cái gì? Hắn cái này hỏi một chút, đám người càng hiếu kỳ, chiến tranh, Lục Ly nói ra, tần nhân Việt nhìn thoáng qua Lục Ly, gật đầu nói ra, không sai, sẽ phát sinh chiến tranh. Tịnh đế liên bên trong phát sinh duy trì liên tục gần vạn năm chiến tranh, song phương lẫn nhau đấu đá, dân chúng lầm than, tu hành giới thế lực khắp nơi khắp nơi mưu cầu bản thân chi tư lưỡng giới năm bè bảy mảng hỗn chiến không ngớt nói đến đây hắn thở dài một cái lục châu mở miệng hỏi cái này một bên không có người đi qua tần nhân việt nói ra kia lúc không có người nguyện ý đi huống hồ vạn năm chiến tranh là tại thượng cổ thời kỳ sau đó khoảng cách hiện tại quá mức xa xôi kia thời điểm tu hành giới không có hiện tại cái này thành thục thượng cổ phía trước nhân loại ở tại chỗ bí ẩn vốn là một gia dần dần cát cứ hỗn chiến, kéo dài tới ra cửu giới đại thế lực, chỗ bí ẩn biến động lớn, càng ngày càng không thích hợp nhân loại ở lại, thượng cổ nhân loại đại lượng di chuyển, hình thành hiện nay cửu liên hình thức ban đầu. Nói về tịnh đế thanh liên, cái này vạn năm chiến tranh, sở dĩ có thể kết thúc, liền là cái này vị thánh nhân chấm dứt. Liền giống hắc liên lục chân nhân đồng dạng, hoành không xuất thế, chấn áp vạn cổ. Thế lực khắp nơi không không thần phục, có thánh nhân tồn tại, hai liên sát nhập, thành tựu đại hàn thiên hạ. Hà. Thánh nhân từ đó quy ẩn, không lại hỏi đến chuyện thế tục, Lục Châu lại nói: "Thánh nhân viễn siêu chân nhân, như hắn có giá tâm lời nói, chẳng phải là thiên hạ nguy rồi." Lục huynh nói có chút đạo lý, bất quá, cái này vị thánh nhân ngược lại không có giá tâm gì. Thánh nhân sở dĩ là thánh nhân, là sớm đã nhìn xuyên thế gian bản chất, lãnh thổ, địa vị, quyền thế, đối với thánh nhân mà nói, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói, thánh nhân thượng giả, theo đuổi đều là đại đạo. Lui một vạn bước mà nói: liền tính hắn có gia tâm nghĩ muốn xâm thôn thiên hạ cửu liên cũng phải hỏi hỏi thái hư có đồng ý hay không thái hư duy trì cân bằng từ xưa gây ra tần nhân việt nói ra thánh nhân một người liền có thể hoành áp cửu liên đã nghiêm trọng uy hiếp cân bằng chân nhân đều bị cân bằng người coi là không ổn định nhân tố mà bị xóa đi thánh nhân vì sao không có bị xóa đi nhan chân lạc tò mò hỏi tần nhân việt nói hỏi rất hay cái này gọi thánh nhân đặc quyền thánh nhân đặc quyền nhân loại tu hành người cũng tốt, cường đại hung thú cũng được, thái hư đều rất thận trọng đối đãi Đến thánh nhân cái này một cấp bậc tu hành người, liền có khả năng xung kích trí tôn. Mỗi nhiều một vị trí tôn, nhân loại liền hội cường thịnh một phân. Nói một cách khác, làm người đủ cường đại thời điểm, rất nhiều quy củ đều hội thay đổi một chút, cái này kêu là thánh nhân đặc quyền. Tần nhân Việt nói ra, đám người gật gật đầu, cái này chủng đạo lý không cần nhiều lời đại gia cũng minh bạch. Giống như Hồng Liên Đế Vương Lý Vân Tranh, gặp Lục Châu còn phải gọi một tiếng sư công. Nhất quốc chi quân không có nghĩa là địa vị nhất định là cao nhất. Trong thế tục quy củ, thậm chí tu hành giới bên trong quy củ, đối với cái này tầng thứ tu hành người không có cái gì đại dung. Nói hồi lâu, người còn không nói cho Lão Phu, hắn gọi cái gì, Lục Châu nói ra. Tần nhân Việt vỗ xuống chán, có chút ngượng ngùng nói, hắn họ Trần, tên Phu, Trần Phu, Lục Châu đối với cái này danh tự thuộc về là hoàn toàn xa lạ trạng thái. Tần nhân Việt nói ra, người này là nho môn tập đại thành người một thân hạo nhiên chính khí dưỡng tại thiên địa ở giữa không phải bình thường tu hành người có thể đạt tới cảnh giới hắn có khả năng hay không biết rõ thái hư vị trí lục châu hỏi tần nhân việt gật đầu nói ra ta nhận là hắn hẳn phải biết thậm chí cùng thái hư bên trong cân bằng người có lui tới lục huynh người sẽ không là đi dự định tìm kiếm hắn a à? có gì không ổn chỉ sợ hắn sớm đã đại hạn quy ẩn giữa thiên địa tần nhân việt thở dài một tiếng đám người hơi hơi kinh ngạc thánh nhân cũng gánh không được thiên địa ràng buộc nhan chân lạc có chút khó mà tin được ba mệnh quan về sau mỗi tăng một mệnh cách có thể đến vạn năm thọ chân nhân ba vạn năm tức liền không tính đã tiêu hao thọ mệnh sáu mệnh cách tăng sáu vạn thọ thánh nhân thọ chín vạn năm tịnh đế liên hỗn chiến thời đại đã qua mười vạn năm trừ phi hắn lại tiến hành đột phá nhưng mà tần nhân việt lắc đầu khẽ thở dài một cái ba mệnh quan chân nhân đều cái này nói lại huống chi những người khác. Lục Châu nói ra, người nói có chút đạo lý, bất quá, Trần Phu có thể bước vào bốn mệnh quan, cùng Thái Hư đối thoại, kia tiếp tục đột phá khả năng rất lớn. Nhân loại tu hành người, có thể tổng kết ra 36 mệnh cách tu hành lộ tuyến, hẳn không phải là nghĩ viển vông. Tần nhân Việt gật đầu phù họa, Lục Huynh nói đúng. Là ta quá hẹp hòi, nhìn chung cửu liên thế giới, có mạnh có yếu, cường giả quan sát kẻ yếu, như ếch ngồi đáy giếng, thái hư quan sát thanh niên làm sao không phải như vậy. Hắn nhóm nói cho cùng không có đến thánh nhân tầng thứ. Đám người lại tán gỗ tán gỗ cái khác, không có tiếp tục quay quanh thánh nhân chủ đề. Cái này lúc, tần nhân Việt nói ra, lục huynh, ta tỉ mỉ quan sát qua lệnh đồ, cái cái thiên phú cao bao nhiêu. Đặc biệt là cái này vị, hắn chỉ chỉ ngồi phía bên trái chính ăn hoa quả, một mặt vui thích hưởng thụ. Minh thế nhân, ánh mắt mọi người tụ khép lại, nhìn về phía Minh thế nhân, minh Thế Nhân lập tức điệu thấp lên, thu liếm thái độ, ho khan trầm biếm, ngượng ngùng nói, cách kia, chân nhân quá khen, cùng đồng môn so sánh, ta vẫn là kém xa. Tần nhân Việt nói ra, người quá khiêm tốn, trên người của ngươi có mang. Không phải bình thường đặc chất, hắn nguyên bản muốn nói thái hư hạt giống, nhưng mà cảm giác cái này dạng quá mức trực tiếp, luôn nhìn chằm chằm nhân ra thái hư hạt giống, không quá lễ phép. Mặc dù thanh liên tu hành giới đã tại tin đồn thái hư hạt giống hiện thế, nhưng mà có thể không đề cập tới liền không đề cập tới thất phu vô tội hoài bích có tội ai có thể cam đoan không có lòng mang làm loạn người trong bóng tối ngấp nghe thái hư hạt giống thậm chí muốn hạ độc thủ đâu không khiêm tốn ta nói đều là thật minh thế nhân nói ra tần nhân việt chỉ là cười cười biết rõ chính mình là tương lai trí tôn kẻ này tiền đồ bất khả hạ lượng liền xông cái này khỏa thái hư hạt giống tần nhân việt há có thể lướt qua lôi kéo quan hệ cơ hội ta ngược lại là nghĩ giúp ngươi một tay Tần Nhân Việt nói ra. Lời vừa nói ra, tại chỗ 49 kiếm, Tần gia đệ tử cùng với Ma Thiên các đám người hai mặt nhìn nhau. Có thể được đến chân nhân tương trợ, cái này tại tu hành người nghĩ cũng không dám nghĩ. Minh Thế Nhân cười nói, "Tần chân nhân quá khách khí, ta người này thích tay làm hàm nhai." Trước hết nghe ta nói xong, mới quyết định, Tần Nhân Việt nói ra. Lục Châu đưa tay, ra hiệu hắn nói tiếp, Tần Nhân Việt nói ra, "Nếu như ta đoán được không sai, lệnh đồ vừa qua hai mệnh quan không lâu." một mệnh quan nhị mệnh quan, ta giúp không được gì, nhưng nếu là lệnh đồ muốn qua ba mệnh quan, ta có thể trợ hắn một chút sức lực. Ma thiên các đám người nghe nói, nhãn tình sáng lên. Qua mệnh quan cần thiết cực hạn chỗ, một mệnh quan nhị mệnh quan còn tốt, càng về sau thì cần thiết càng khắc nghiệt hoàn cảnh cùng điều kiện. Cái này không chỉ có là minh thế nhân cần thiết quan tâm vấn đề, cũng là ma thiên các thập đại đệ tử cộng đồng quan tâm vấn đề lớn. Đương nhiên, cũng bao quát lục châu, chỉ bất quá lục châu ở trong mắt tần nhân Việt, là cao hơn chân nhân, là truy cầu bốn mệnh quan đại năng, tần nhân Việt tự nhận giúp không được Lục Châu. Lục Châu hiếu kỳ nói, ngươi có qua ba mệnh quan chi pháp. Tần nhân Việt gật đầu, nói ra, trùng thiên phong, câu thiên tác đạo, là qua ba mệnh quan tuyệt hảo chỗ. Bất quá tại Lục Huynh nhìn đến, có thể có chút múa rìu qua mắt thợ. Lão Phu đồ nhi phần đông, cũng cần ba mệnh quan chi pháp, lão Phu chi pháp, gần như khắc nghiệt, chưa chắc thích hợp hắn nhóm, Lục Châu nói ra tần nhân việt nghe ra lục châu ý tứ cao hứng lên nói ra kia liền quá tốt có thể trợ giúp lục huynh là vinh hạnh của ta nói hắn nhìn về phía minh thế nhân nội tâm thầm nghĩ tương lai có một ngày hắn liền có thể hướng người khác nói khoác cái này vị minh trí tôn được đến qua hắn trợ giúp minh thế nhân bị nhìn thấy toàn thân nổi da gà nói ra ta liền tính ta khoảng cách ba mệnh quan còn rất xa cái này chuyện tốt còn là tặng cho hai vị sư huynh đi tần nhân việt nhìn về phía vu chính hải cùng ngu thượng nhung hai người lại liếc một cái tiểu diên nhi cùng hải loa tần nhân việt đương nhiên cũng nhìn tốt cái khác đệ tử nói cho cùng hắn nhóm thân mang nghiệp hỏa nhưng mà nghiệp hỏa cùng thái hư hạt giống so sánh còn là kém rất nhiều so sánh dưới hắn càng nhìn tốt thái hư hạt giống người sở hữu không vội vã ta chờ được tần nhân việt cười nói nắm giữa thái hư hạt giống còn sợ hắn tốc độ phát triển hội chậm sao lục châu nói ra Nói một chút cái này Câu Thiên Tác Đạo, Tần Nhân Việt gật đầu nói, Câu Thiên Tác Đạo ở vào phía Đông Nam Trùng Thiên Phong, bên kia có hai tòa. Trùng Thiên Phong, không so Thiên Khải Chi Trụ kém, tại cực cao không trung, Trùng Thiên Phong ở giữa có một đầu đường cáp treo, tên là Câu Thiên Tác Đạo. Câu Thiên Tác Đạo thượng cổ đại tiên hiền lưu lại, nghe nói là dùng tại duy trì cân bằng sử dụng, có Thiên Khải Chi Trụ năng lực. Sau đến bị vô số tu hành người tìm tòi nghiên cứu, dần dần thành vì ba mệnh quan bốn mệnh quan cực hạn chỗ ba bốn mệnh quan đều có thể tại ở đây vượt qua. Lục Châu nghi hoặc, đúng thế, tần nhân Việt tiếp tục nói, qua mệnh quan bản chất giống nhau, chỉ cần phù hợp đều có thể thử nghiệm. Phạm trọng qua ba mệnh quan dùng là lôi kiếp, bất quá lôi kiếp quá mức không hiểm, kém điểm bị giáng cấp, lôi kiếp ngược lại là một cái phương pháp thật tốt, Lục Châu nói ra. Cái đồ chơi này càng thích hợp chính mình, thời điểm mấu chốt, còn có thể lợi dụng lôi kiếp để thăng lam pháp thân đẳng cấp. Có lam pháp thân kháng trụ lôi kiếp, cơ hồ sẽ không nhận tổn thương gì, qua mệnh quan cũng hội dễ dàng rất nhiều. Lôi kiếp hạ mệnh quan đích xác càng cường đại, bất quá điều kiện quá mức hà khắc. Muốn tìm được ác liệt thời tiết, còn cần thiết lão thiên gia phối hợp. Hoặc là liền là cần thiết cực mạnh mẽ trận pháp cùng thánh vật hấp dẫn, rất khó chế tạo lôi kiếp hoàn cảnh. Phạm Trọng có thể qua lôi kiếp, Vân Túy là vận khí tốt, Tần Nhân Việt không quá tán đồng lôi kiếp, lại nói, ta không quá đề nghị lôi kiếp qua ba mệnh quan dùng lôi kiếp qua bốn mệnh quan khả năng càng tốt hơn một chút, tần nhân Việt nói ra. Lục Châu cũng cho là như vậy, hắn tại Bạch Tháp đi qua một lần lôi kiếp, mặc dù là lợi dụng ba vạn đạo văn hoàn thành, nhưng mà nghĩ muốn lại trải qua một lần phi thường khốn khó. Bốn mệnh quan sự tình, sau này hãy nói, trước mắt còn là trước qua ba mệnh quan. Muốn thế nào qua câu thiên tác đạo? Lục Châu hỏi. Cái này hỏi một chút, tần nhân Việt tâm sinh bội phục. Sư người, truyền đạo thủ nghiệp giải hoặc, dùng lục huynh cái này dạng thân phận, vì các đồ đệ qua mệnh quan, khiêm tốn, không thể không khiến người bội phục. Tần nhân Việt tiếp tục nói, trùng thiên phong độ cao cực cao, nguyên khí phi thường mỏng manh. Một ngày đi lên, có thể dùng tu vi ước chừng chỉ có một phần ba. Câu thiên tác đạo bên trên khắc họa các loại trận pháp. Những trận pháp này hội căn cứ mỗi người tình huống, thiết trí bất đồng khốn khó. Nói cách khác, người càng e ngại cái gì, càng khả năng cho người ra nan đề đứng tại phụ cận 49 kiếm một trong nguyên lang nói bổ sung, ta nhóm 49 kiếm cùng đi thử qua, ta sợ lạnh, hắn hết lần này tới lần khác làm ra cực hàn đường cáp treo. Đám người vừa nghe, cái này rất có ý tứ, câu thiên tác đạo còn có thể nhìn trộm nhân tâm, mình thế nhân cười nói, đúng, tần nhân Việt khẳng định nói, có lúc, rất nhiều chuyện, dùng không được người không tin. 49 kiếm liền hai mệnh quan đều không có, cũng dám qua ba mệnh quan. Câu thiên tác đạo, minh thế nhân hỏi nguyên lang ha ha cười nói ta nhóm thuần túy là đi lịch luyện qua mệnh quan là cần phải từ một mặt hoàn toàn xuyên qua câu thiên tác đạo ta nhóm chỉ cần đến một phần tư liền được không cao hơn khu vực này không hội có nguy hiểm bất luận cái gì cực hạn chỗ đều hội có nguy hiểm có thể đem nguy hiểm khống chế tại hợp lý phạm vi bên trong kia liền là tuyệt hảo tu luyện cùng lịch luyện trang giống như lục thiên thông lưu lại cửu khúc khuyến trận muốn vượt qua câu thiên tác đạo cần phải có một loại hiếm thấy đáng quý phẩm chất cái này một điểm cùng thiên khải chi trụ một dạng, trùng thiên phong cũng có cái này đặc điểm, dùng ta vượt qua câu thiên tác đạo kinh nghiệm đến xem, cái này trùng phẩm chất thường thường sẽ trở thành một tên tu hành người khắc phục tâm ma lớn nhất sát khí, tần nhân Việt nói ra. Vu chính hải nói ra, ta ngược lại là có thể đi thử xem. Rất nguy hiểm, tần nhân Việt nhìn nói với Vu chính hải, người chỉ có một mệnh quan, đi chỉ sợ càng nguy hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm, Vu chính hải nói ra. Có đảm phách, nếu có thể ở câu thiên tác đạo qua hai mệnh quan ba mệnh quan hội biến đến dễ dàng nhưng là cái này làm vô cùng nguy hiểm ta không đề nghị ngươi làm như thế hắn ngược lại là có thể dùng tần nhân việt chỉ chỉ minh thế nhân liền hắn vu chính hải nghi hoặc minh thế nhân đại sư huynh nhiều như vậy người cho chút mặt mũi sư đệ ta cũng là muốn mặt người a tần nhân việt cười không nói có chút lại nói ra đến sợ thương người tự tôn cũng không thể nói cho ngươi nhân gia có thái hư hạt giống loại sự tình này còn là đừng nói tốt. Không đợi tần nhân Việt giải thích, Lục Châu ngược lại là trước mở miệng nói, ngươi là muốn nói, lão tứ thân bên trên có thái hư hạt giống, đồng thời được đến qua thiên khải chi trụ tán đồng, đã có một loại phẩm chất. Có thể dùng nhẹ nhõm vượt qua câu thiên tác đạo, thật sao? Người hiểu ta Lục Huynh vậy, tần nhân Việt cười nói, Lục Châu gật đầu nói ra, lão tứ các phương diện điều kiện cố nhiên không tồi, nhưng cùng vu chính hải. Ngu thượng nhung so sánh, ít chút nhuệ khí cùng can đảm như cần thiết qua ba mệnh quan, làm phiền ngươi dìu dắt hai bọn họ. Minh Thế Nhân, tần nhân Việt lộ vẻ xấu hổ, bất quá trên nét mặt một mực là mỉm cười trạng thái, nói ra, không dám. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đồng thời chắp tay, đa tạ. Nhưng mà gặp Lão Tứ biểu tình dị dạng, Vu Chính Hải nói ra, Lão Tứ, người có ý kiến. Minh Thế Nhân hai tay vẫy một cái nói ra, không không không, Đại sư Huynh cùng Nhị sư Huynh Thiên Phú viễn siêu với ta, tại hai vị sư Huynh trước mặt, ta nhiều lắm là tính cái rắm Tần nhân Việt, cái này tương lai trí tôn thật là quá mức khiêm, khiêm tốn đến có chút quá phận. Như là tần mạch thương có thể có hắn một phần vạn khiêm tốn, cũng không hội rơi vào kết cục này. Ai, Lục Châu nói ra, lão tứ như là cần thiết, cũng có thể dùng đi thử xem. Nói cho cùng người được đến thiên khải chi trụ tán đồng, tu hành tốc độ hội đột nhiên tăng mạnh. Minh Thế Nhân được đến an ủi, nói ra, vâng. Tần nhân Việt nói ra, ta tin tưởng Minh Hiền Điệt hội là cái thứ nhất vượt qua câu thiên tác đạo, có thể đừng quên, hắn mệnh cung bên trong, có một khỏa mệnh cách chi tâm, tùy thời đều có thể mở ra, hai mệnh quan đã qua, mở thập nhất diệp, phía sau tu hành tốc độ không cần nói cũng biết. Khủ khủ, tần chân nhân quá khen, đại sư huynh cùng nhị sư huynh trước qua, ta tại đằng sau liền được, mình thế nhân chính nhi bát kinh nói. Tiểu Diên Nhi đột nhiên mở miệng xen vào nói, sư phụ, ta cũng nghĩ qua. Lục Châu lắc đầu nói, người tu hành thiên phú mặc dù hơn xa những người khác, nhưng mà khoảng cách ba mệnh quan còn rất xa xôi chờ thời cơ chín ngùi tự có người cơ hội ta đều ba mệnh cách tiểu diên nhi bẻ ngón tay đếm chiếu theo cái tốc độ này mười năm ta liền có thể vượt qua đại sư huynh cùng nhị sư huynh người lần trước không phải nói năm năm lục châu hỏi tiểu diên nhi ngượng ngùng nói ta quên sư huynh cũng hội tiến bộ a mười năm liền mười năm sư phụ lần này nhất định tần nhân việt để thăng mệnh cách là cái này tính toán sao cảm giác so đầu đường mua thức ăn còn muốn nhẹ nhõm, Lục Huynh thật đúng là còn có thể cùng chính mình đồ nhi đùa giỡn một chút. Sư người, cũng đến thế mà thôi. Lục Châu hài lòng gật gật đầu nói ra, người thiên phú, vi sư không lo lắng, liền sợ ngươi lười biếng, tiểu diên nhi bảo đảm nói, ta cố gắng, ta cũng cố gắng, hải loa nói theo. Vu chính hải cởi mở cười một tiếng, nói ra, ta chờ cửu sư muội siêu việt ta, ngu thượng nhung theo lấy nói ra, cửu sư muội cùng tiểu sư muội thiên phú hơn người, lý nên như đây, nghe lấy chính ma thiên các người thương nghiệp lẫn nhau thổi, tần nhân Việt thật là nhìn có chút không hiểu, thả lấy thái hư hạt giống nắm giữ người không nâng, lại nâng cái khác mấy cái. Nghĩ lại, khả năng là sợ hãi mình thế nhân quá mức kiêu ngạo. Vì đồ đệ trưởng thành, lục huynh thật đúng là nhọc lòng. Đã như vậy, kia lục huynh liền tại tần gia đạo tràng ở lại, như thế nào? Tần nhân Việt cười nói, tứ đại chân nhân ít hai đại chân nhân, mất cân bằng hiện tượng nhất định hội tiến một bước tăng lên, như là có thể có một vị đại năng, chờ tại tần gia đạo tràng vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn lục châu nói ra lão phu rời đi ma thiên các hồi lâu tại bên ngoài lưu lại thời gian quá dài cũng là nên trở về thanh niên lại lớn chỗ bí ẩn lại lớn thủy chung không phải chính mình địa bàn ma thiên các đám người nhẹ gật đầu hắn nhóm cũng là nghĩ trở về tần nhân việt nói ra lục huynh nghe ta giải thích lục châu gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp tần nhân việt tiếp tục nói ta có thể lý giải các vị rời đi cố hương tâm tình từ xưa đến nay, người ly hương tiện, đặc biệt là tại khác biệt cửu liên bên trong, lại càng dễ nhận đối địch. Bất quá, trước mắt chính vào mất cân bằng hiện tượng, kim liên, hắc liên, hồng liên tu hành hoàn cảnh không tốt, rất khó tìm đến giống tần gia đạo chẳng cái này tốt tu hành vị trí, cùng với tài nguyên. Lại người, từ thanh liên trở về tùy thời đều có thể. Ta hội chuẩn bị một khối tập thể truyền tống ngọc phù, đồng thời lệnh phù văn sư, xây dựng tân phù văn thông đạo. Các vị ý như thế nào? ma thiên các đám người không nói gì không thể không nói tần nhân việt lời nói rất có đạo lý câu thiên tác đạo tu luyện hoàn cảnh cùng với tài nguyên đều muốn so kim liên tốt hơn nhiều bất quá có trở về hay không còn là đến nhìn lục châu quyết định yên tĩnh một lát lục châu nói ra vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo tần nhân việt khoát tay nói lục huynh thật là nghĩ nhiều ta dùng thành đối đãi chiêu đãi bằng hữu chỉ thế thôi như lục huynh cảm thấy ta chỗ này không được tùy thời có thể rời đi lời đều nói đến phân thượng này người nào còn không biết xấu hổ đi lục châu nói ra lão phu từ trước đến nay không thích thiếu người khác nhân tình người có yêu cầu gì nói ra tần nhân việt cười cười nói ra yêu cầu là thật không có mà ngược lại là có hai cái ma thiên các trong lòng mọi người không còn gì để nói quả nhiên là lão hồ ly tinh một cái trên đời này nào có cái gì cơm trưa miễn phí sống đến từng tuổi này người cho dù là muốn làm lôi kéo quan hệ mua bán cũng không đến nỗi cái này đuổi tới ăn thiệt thòi nói đi lục châu thản nhiên nói tần nhân việt nói ra mấy năm nay ta khổ tâm tu nói cố gắng nghiên cứu đạo lực lượng bất kể ta như thế nào nghiên cứu đều rất khó tiến thêm một bước nếu như có thể mà nói ta nghĩ mời lục huynh chỉ điểm một hai lục châu mặt ngoài bất động thanh sắc nội tâm đã bắt đầu tại nhổ nước bọt lão phu đều không có lĩnh ngộ chân chính đạo lực lượng lượng dựa vào từ lưu ly cùng thiên thư thần thông miễn cưỡng có đạo lực lượng lượng trình độ kia chỉ điểm ngươi đi. Loại sự tình này, đến nhìn cái người lực lĩnh ngộ, mình Thế Nhân nói ra. Bình thường tu hành, trừ chính thức bái sư thành vì đệ tử y bát, sư phụ mới hội sẽ so với giác hạch tâm công pháp truyền thụ ra ngoài, giống đạo lực lượng lượng lĩnh ngộ tâm đắc, dưới tình huống bình thường thuộc về cấm kỵ vấn đề. Đây cũng là tần nhân Việt nguyện ý hoa cái này đại công phu, triều đãi đám bọn hắn nguyên nhân. Tần nhân Việt cười nói, cái này hiển nhiên, ta cùng lục huynh trung quy không phải sư đồ quan hệ, chỉ điểm chỉ giới hạn tại giao lưu bên trên, lĩnh ngộ không, chỉ tự trách mình, sao có thể trách Lục Huynh. Nếu thật là dạng kia, ta chẳng phải là là phi không phân. Lục Châu gật đầu nói ra, yêu cầu thứ hai. Tần nhân Việt nói ra, hiện nay thanh niên bốn vị chân nhân không có hai vị, căn cứ cân bằng pháp tắc, thanh niên rất có thể sẽ xuất hiện thú hoàng cấp hung thú, hoặc là hội ở cạnh gần thanh niên chỗ bí ẩn chiếm cứ, hoặc là hội xâm lấn thanh niên. Phạm trọng cái này người, ta không tin tưởng hắn, cho nên, như cần thiết còn hy vọng lục huynh, thân xuất viện thủ, minh thế nhân nghi ngờ nói, cân bằng pháp tắc hội để hồng tuyến hai bên thực lực tổng hợp cân bằng. Nếu như ta sư phụ đem bọn nó giết, đây chẳng phải là sẽ còn tiếp tục mất cân bằng, sau đó dẫn tới hung thú, cái này dạng giết không bao giờ hết a. À. Yêu cầu này bên trong là hố to, tần nhân Việt nói ra, giết chết về sau, thú hoàng cấp hung thú sẽ không dễ dàng xuất hiện, khu vực trung tâm kia cường đại cỡ nào hung thú không có gặp bọn họ chạy tới, thái hư có thể sẽ không đáp ứng bọn hắn làm loạn mặt khác, cũng có thể dùng đưa chúng nó xua đuổi, cái này dạng liền sẽ không ảnh hưởng cân bằng, đám người gật gật đầu. Lục Châu nói ra, được, tần nhân Việt vui mừng quá đỗi, lúc này phất tay lệnh, nhanh đem Nam Sơn đạo tràng thanh lý ra đến, tất cả tần gia đệ tử, không được tự tiện đến gần, vâng, 49 kiếm lĩnh mệnh, hướng lấy Nam Sơn đạo tràng bay đi. Lục Châu cùng với Ma Thiên các đám người cũng không có đợi quá lâu, liền tại tần gia đệ tử dẫn đường đi Nam Sơn đạo tràng. Nam Sơn Đạo Tràng đệ tử nhóm ngay tại Vân Đài luyện kiếm, không ngừng mà bay tới bay lui. 49 kiếm Nguyên Lang dẫn đội, ra lệnh một tiếng, chân nhân có lệnh, Nam Sơn Đạo Tràng tất cả đệ tử thanh lui, không đến đạp vào Nam Sơn Đạo Tràng, quấy nhiễu quý khách. Chuyện gì xảy ra, là cái gì quý khách, cần thiết lui các đệ tử. Cái này đại đại ngộ, liền xem như cái khác chân nhân làm khách, cũng không cần thiết thanh lui chính mình người A. Chúng đệ tử tại không trung lơ lửng, nghị luận ẩm ý một tên đệ tử bay đến nguyên lang trước mặt hỏi nguyên lang huynh đây thật là chân nhân mệnh lệnh nguyên lang nhíu mày ngươi là tại chất vấn ta truyền giả mệnh lệnh không 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 ta chính là hiếu kỳ đến cùng là người nào có giá trị chân nhân dùng loại đãi ngộ này kia đệ tử hiếu kỳ không thôi đừng ngu hỏi chấp hành chân nhân mệnh lệnh là đủ ta chỉ có thể nói cho ngươi người này chỉ có thể kính sợ không thể chiêu chọc nguyên lang nói ra đám người hít sâu một hơi không cái này nói còn tốt một nói như vậy hắn nhóm ngược lại hiếu kỳ tại nguyên lang giám sát hạ nam sơn đạo tràng bên trong đệ tử nhóm hỏa tốc quản lý thu dọn lưu lại một đống người hầu nha hoàn canh giữ ở vân đài bên trên nửa canh giờ qua đi viễn không lục châu bọn người ở tại tần gia đệ tử dẫn đường bay lượn mà tới nguyên lang thấy thế nói ra để hắn nhóm nhanh điểm những người khác cùng ta cùng một chỗ cung nghênh tiền bối vâng một tên đệ tử hướng lấy phía dưới bay đi những người còn lại lăng không lơ lửng khom người làm lễ cung nghênh lục lão tiên sinh lục châu quan sát hạ nam sơn đạo tràng hoàn cảnh thanh u dựa vào núi ở cạnh sông nam sơn lâm lập đích xác là một vị trí cực giai đạo tràng nguyên lang nói ra lão tiên sinh cái này nam sơn đạo tràng là tần chân nhân đặc biệt cho ngài thu xếp được phòng có người làm cùng với nha hoàn như là còn có khác cần thiết mời ngài phân phó nguyên lang nói ra không cần để hắn nhóm đều rời đi đi lục châu nói ra Lục Châu dự định tại Nam Sơn Đạo Tràng thiết hạ trấn thọ thung, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nguyên Lang nói ra, vâng, đúng lúc này, nơi xa truyền đến lốp bốc tiếng đánh nhau, hơn vạn đạo kiếm cương cùng đao cương sống mái với nhau, một đường hướng lấy Nam Sơn Đạo Tràng lướt đến. Nguyên Lang thấy thế, giật nảy mình, liền nổi giận nói, tiểu chu, tiểu ngũ, không được hổ nháo. Kia bị gọi là tiểu chu tiểu ngũ hai tên trẻ tuổi tu hành người sửng sốt một chút, tiểu chu gọi nói, Nguyên Lang sư huynh đừng ngắt lời chúng ta lập tức phân ra thắng bại. Tiểu ngũ cũng nói theo, mới vạn đạo đao cương, còn không đủ. Hai người ngược lại liều đến kịch liệt, nguyên lang tức giận đến răng run lên, chính muốn nổi giận, lục châu xua tay ngắt lời nói, không sao. Chúng ta đi, vâng, ta... nguyên lang xuất 49 kiếm theo lấy ma thiên các đám người hướng lấy nam sơn đạo chẳng bay đi. Tiểu chu cùng tiểu ngũ càng đánh càng kịch liệt, lục châu chủ ý là, đạo tràng vốn là dùng tại tu luyện, xem bọn hắn tu vi cũng không tệ lắm, ngay tại luận bàn, không cần thiết cưỡng ép đánh gãy. Nói cho cùng cũng là có tố chất tu dưỡng người, không làm dã man sự tình. Chính làm bọn hắn muốn rơi tại vân đài thời điểm, tiểu chu cùng tiểu ngũ đầy trời đao cương cùng kiếm cương lướt đi tới. Nguyên lang thấy thế, cực kỳ hoảng sợ, cái này nếu là mạo phạm lão tiên sinh, về sau chịu không nổi. Lục châu chậm rãi quay người, có chút hăng hái nhìn lấy đầy trời đao cương cùng kiếm cương, nói ra, thú vị, nguyên lang. Hắn cái này nhìn mộng, cái này cũng có hứng thú lục châu quay người nhìn về phía vu chính hải cùng ngu thượng nhung nói ra hắn nhóm cũng có chút giống ngươi nhóm nhỏ thời điểm vu chính hải cùng ngu thượng nhung lộ ra vẻ xấu hổ tiểu diên nhi thò đầu ra nhìn nhìn đánh đến mặt đỏ tới mang tay tần ra đệ tử nói ra đại sư huynh cùng nhị sư huynh trẻ tuổi thời điểm cũng cái này thích đánh nhau vu chính hải ngu thượng nhung lục châu thở dài một tiếng chuyện cũ nghĩ lại mà kinh một hồi thủ đều là hồi ức người đại sư huynh cùng nhị sư huynh tại đao kiếm tạo nghệ bên trên, không người có thể so, luôn muốn phân cao thấp. So lên hai người này, chỉ có hơn chứ không kém, Phù Chính Hải nói, để sư phụ nhọc lòng, ngu thượng nhung chỉ là không người, không nói chuyện. Nguyên lang lòng thở ra một hơi, nguyên lai là nhìn đến đồ đệ mình cái bóng. Hơn vạn đạo kiếm cương cùng hơn vạn đạo đao cương từ ma thiên các đỉnh đầu của mọi người bay lượn tới. Tiểu Chu cao hứng nói, nguyên lang sư huynh mau nhìn, ta đã có thể khống chế hơn vạn đạo đao cương. Tiểu ngũ thì là nói, ta cũng là vạn đạo kiếm cương, có gì đặc biệt hơn người? Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, đao kiếm cương ở trên đỉnh đầu va chạm. Sư huynh, người nhóm có thể khống chế nhiều ít đạo kiếm cương. Tiểu Diên nhi hiếu kỳ nói, vu chính hải lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói ra, không đáng giá nhắc tới, cực hạn trạng thái cũng bất quá chính là 500 vạn, ngu thượng nhung mỉm cười thản nhiên, nói ra, cùng đại sư huynh so sánh, không dám nói nhiều, 600 vạn còn có thể điều khiển, vu chính hải. Hắn đồng thời cho Ngu Thượng Nhung một ánh mắt, ngươi liền thổi a, 49 kiếm thì là âm thầm tắc lưỡi, hắn nhóm tu cũng là kiếm đạo, tự nhiên rõ ràng cái số này hàm nghĩa. Lần lượt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, Nguyên Lang nói ra, Nguyên Lai like hai vị huynh đài tại đao kiếm tạo nghệ cao như thế, bội phục bội phục. Quá khen, Ngu Thượng Nhung nói ra, Tần Chân Nhân dùng chân nhân năng lực, miễn cưỡng có thể khống chế ngàn vạn đạo kiếm cương, nhưng mà cũng chỉ là miễn cưỡng, Nguyên Lang nói ra. Hắn nhóm nghĩ lên tại Hàm Dương Thành lúc một màn, Nguyên Lang lập tức nói bổ sung, lão tiên sinh Hàm Dương một chiến, nhẹ nhõm khống chế ngàn vạn đạo kiếm cương, ngược kiếm toàn thành, cái này khống chế năng lực. Viễn Siêu Tần Chân Nhân, nội tâm bồi thêm một câu, nói thật, chỉ mong Tần Chân Nhân đừng sinh khí. Phanh phanh phanh, phanh phanh, không trung bên trong đao kiếm cương va, chạm càng ngày càng kịch liệt, Vu Chính Hải nhìn đến làm lấy gấp, nhịn không được nói, dùng đao, người rút lui 30 mét đao không nên quá mức tại câu nệ chi tiết, nam nhân dùng đao, muốn bạo phát lực lượng, đại khai đại hợp, nhất lực phá vạn pháp. Tiểu Chu nghe nói, gật đầu, cấp tóc hướng sau lấp lóe 30 mét, đao cương cự long thành cực lớn đao cương, bổ tới, phanh, đầy trời kiếm cương bị đánh mở. Tiểu ngũ thì là mặt mũi tràn đầy khó chịu, sau bay liên tục. Ngu thượng nhung nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở, kiếm cũng không phải đao, cần gì dùng mình ngắn, kích sở trương. Hắn rút lui, người sẽ không theo đi lên, nha, tiểu ngũ lấp lóe đi tới sát hướng tiểu chu lại xuất kiếm cương hai người dính lên đến đánh tiểu chu rơi hạ phong vu chính hải nói hắn sát ngươi lui nha ngu thượng nhung nói hắn lui ngươi lại sát tiểu chu tiểu ngũ không ngừng biến chiêu vu chính hải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói hắn còn dám sát ngươi liền quét ngang quán tính biến chiêu hắn đến không kịp ai quá chậm ngu thượng nhung hơi hơi nhíu mày hắn hoành hướng thì triển đao cương ngươi rời nửa thước lấy kiếm đâm chi là được vì cái gì lại muốn lạnh bính. Đám người nghe đến một mặt im lặng, Lục Châu cũng là im lặng, cảm giác giống là đến địa cầu trong công viên nhỏ, nhìn đến hai cái hạ cờ lão đại gia, bên cạnh đứng hai vị tuyệt thế cao thủ giống như. Lão đại cùng lão nhị không ngừng chỉ huy, mùi thuốc súng càng phát dần nồng. Tiểu Diên Nhi che lỗ tai, lầm bầm một tiếng, lại tới. Tiểu Chu cùng Tiểu Ngũ bị chỉ huy đến trong lòng đại loạn. Không chỉ huy còn tốt, nhất chỉ vung đánh đến càng là không có đặc tính rõ ràng hắn nhóm đối đao kiếm lĩnh ngộ vốn là không có vu chính hải cùng ngu thượng nhung khắc sâu như vậy, tự nhiên đánh không ra hiệu quả, ngược lại có điểm bắt trước bừa ý tứ. Hai người luận bàn đến cũng rất tức giận, bắt đầu còn tốt, đằng sau có điểm không kiên nhẫn. Hai người dứt khoát ăn ý dừng tay, đứng lơ lửng giữa không trung. Người đi người đến, tiểu Chu thở hồng hộc, tiểu Ngũ cũng là đưa tay làm ra một cái tư thế xin mời. Nhìn đem các ngươi có thể, nói đến đạo lý rõ ràng, người đi người lên a. Nguyên lang thấy thế, quát lớn, không được vô lễ. Hai người cúi đầu xuống, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đã lên lòng hiếu thắng, chỗ nào còn nhớ được hai cái trẻ tuổi hậu sinh có không có lễ phép. Hai người nhìn nhau, Vu Chính Hải nói, nhị sư đệ, mời. Ngu Thượng Nhung nói, đại sư huynh, mời. Hai người hư ảnh lóe lên, đến tiểu chu cùng tiểu ngũ bầu trời. Nguyên lang miệng há mở, ẩn ẩn lo lắng nói, lão tiên sinh, ngài. Ngài không ngăn cản, lục châu liếc bầu trời một cái, nói ra, dẫn đường. Đạo tràng vốn là tu luyện luận bàn địa phương, chỉ cần không phải đồng môn chém giết, cùng khí phách vật lộn, có lý do gì ngăn cản. Nha, Nguyên Lang mang lấy Lục Châu cùng Ma Thiên các những người khác hướng lấy Nam Sơn đạo tràng biệt viền bên trong bay đi. Bị Thanh lui rời đi đệ tử, lần lượt rơi tại vân đài bên trên, tò mò nhìn không chung bên trong xuất hiện người xa lạ. Tiểu Chu cùng Tiểu Ngũ rơi xuống, nhìn về phía hai người. Vô chính hải đơn trưởng lật một cái, bích ngọc đao lượn vòng mà ra cùng lúc đó trường sinh kiếm ra khỏi vỏ đao cương nở rộ mấy trăm vạn đạo kiếm cương lập tức phủ đầy không trung kiếm cương không thua bao nhiêu đồng dạng là mấy trăm vạn nói cùng đao cương sống mái với nhau tiểu chu cùng tiểu ngũ miệng trình hình chữ o đứng tại chỗ tần gia đệ tử nhóm cũng là ngây ra như phỗng xem lấy đầy trời đao cương cùng kiếm cương ma thiên các đám người sớm liền nhìn chán không hứng thú còn không tiến vào nam sơn đạo tràng Nguyên lang chỉ chỉ bầu trời xa xa bên trong phi cầm nói ra, lão tiên sinh chớ trách, mất cân bằng hiện tượng không có xuất hiện phía trước, ở đây căn bản không có phi cầm. Lục Châu nhìn thoáng qua viễn không nói, không sao, chi chi, chi chi chi, kia phi cầm thanh âm thực tại nhiễu người. Khổng văn dựa vào tới nói ra, phụ cận làm không tốt có điểm giống dạng mệnh cách chi tâm, ta muốn đi xem. Lục Châu liếc bầu trời một cái bên trong chim tước, nói ra, ngươi nhóm xử lý một chút, không nên rời đi quá xa. Vâng, Vân đài đệ tử nhóm đa số người đều bị vu chính hải cùng ngu thượng nhung chiến đấu hấp dẫn số ít người cũng nhìn đến tiến vào nam sơn đạo chàng ma thiên các đám người tần gia đệ tử nhóm rất hiếu kỳ lại không dám lỗ mãng nhiều hỏi chờ lục châu các loại người không thấy bóng dáng hắn nhóm mới quay người nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng sống mái với nhau tới lui đao cương cùng kiếm cương trái lại phía trước luận bàn không ngừng tiểu chu cùng tiểu ngũ một câu cũng nói không nên lời tiểu chu nhìn đến một rượu chiêu sợ hãi than nói không phải chứ còn có thể cái này dùng đao cương kết thành trận vì sao không tiến công tiểu ngũ lắc đầu nói uy hiếp so tiến công càng có tác dụng nếu như là ta ta chỉ có thể trốn a à, hắn thế mà tuyển trạch tiến công thật là nhanh chóng độ nguyên lai like là cái này dạng quá nhanh đao thế nào cản không phải chứ hắn thế mà thanh đao cương thu lại a à, diệu a à. đều tập trung ở đao thượng không phải thu lại diệu kiếm cương tiến công có thể có hiệu quả như vậy khống chế nhập vi hai người ngươi một câu ta một câu đã triệt để bị Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đao cương cùng kiếm cương chinh phục. Tại chỗ cái khác tần gia đệ tử, cũng là như đây, hắn nhóm chưa từng gặp qua như vậy hùng vĩ đao cương cùng kiếm cương, tức liền tần chân nhân có cái này bản lĩnh, nhưng mà chân nhân cũng không am hiểu những thứ này. Vân đài bên trên, thỉnh thoảng vang lên một chàng thốt lên tiếng. Chiến đến kịch liệt nhất lúc, đao kiếm va chạm hỏa hoa vang khắp nơi. Ngu Thượng Nhung ẩn ẩn chiếm cứ ưu thế, lấy kiếm đỉnh lấy Vu Chính Hải hướng về phía trước bay tứ tung hắn nhóm thủy chung tại nam sơn đạo tràng bầu trời lượn vòng lượn quanh đi liền này dạng hai người bảo trì động tác này trọn vẹn nửa canh giờ không có biến chiêu không có bất kỳ động tác gì khác ở vào dài thời gian rằng co cùng đấu sức bên trong nhìn thấy người buồn ngủ sau cùng tốc độ chậm lại kiếm thủy chung chiếm thượng phong ta nói đi đao không như kiếm tiểu ngũ nói ra ngươi nói hưu nói vượn kiếm không như đao kia dùng đao tiền bối rõ ràng tu vi có điểm lạc hậu cao thủ so chiêu sai một ly đi nhìn dặm tiểu chu nói ra tiểu ngũ lắc đầu nói không phải vậy dùng kiếm tiền bối liền không có toàn lực ứng phó thật so đấu lên đến nhất định có thể tất cả phương vị áp chế đối thủ không 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 cái này dù sao cũng là luận bàn dùng mệnh tương bác đào pháp mạnh hơn một bậc luận bàn đều đánh không lại nói cái gì dùng mệnh tương bác ngươi thật khôi hài liền tại hai người tranh luận không nghỉ thời điểm không chung bên trong đao kiếm cường phát tiết tứ phương với thiên tế toát ra hoa lệ choáng vòng như quầng trăng phủ kín tinh không hai người dừng tay lại bên trong động tác đồng thời hướng sau bay lăng không dừng lại xa xa tương đối rốt cuộc đánh xong vu chính hải nói ra ngươi trên kiếm đạo đích xác tinh tiến rất nhiều ngưu thượng nhung nói ra đại sư huynh tại đao pháp cũng thế thập nhị diệp kiếm cương mỗi nhất diệp đều là một cái lợi khí vu chính hải nói ra đại sư huynh quá khen thập nhị diệp lại mạnh trung quy không có mệnh cách đến quý giá như thật dùng mệnh tương bác tất có thắng bại Ngu Thượng Nhung nói ra. Hai người không lại nói, lẫn nhau chắp tay, nhìn đến đám người một mặt mộng bước, Một giây trước hai người còn tại lẫn nhau không phục đối thủ, lúc này liền thương nghiệp lẫn nhau thổi thượng, đây cũng là hát cái gì đùa giỡn. Kỳ thực song phương đều rất rõ ràng lẫn nhau ưu khuyết điểm. Ngu Thượng Nhung chảm liên tu hành, mang đến rất nhiều chỗ tốt, tại tu vi hơi dẫn trước Vu chính hải. Vu chính hải nói cho cùng còn không có vượt thứ hai mệnh quan. Tiếp đó, chảm liên tu hành trung quy là không có mệnh cách bằng thân, tương đương với chỉ có một cái mạng. Trái lại Vu chính hải, trừ mệnh cách bên ngoài, còn có hắn vô khải đặc tính có thể dùng phục sinh, đánh phá hạn mức cao nhất, mất quá là hao tổn thọ mệnh thôi. Cho nên hai người luận bàn, đều không dùng tận toàn lực. Người nhóm, đến cùng ai thắng rồi? Tiểu Chu cùng Tiểu Ngũ biểu thị nhìn mộng, hắn nhóm có thể mặc kệ đối phương là người nào, liền đóng khúc mắc quả. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung từ không trung rơi xuống, dò xét hai người một mắt. Ngươi nhóm gọi cái gì? ta gọi tần tiểu chu ta gọi tần tiểu ngũ ra bên trong xếp hạng lão ngũ hai người thành thật trả lời bên cạnh tần gia đệ tử lướt đi tới thấp giọng nhắc nhở tiểu chu tiểu ngũ cái này là tần gia quý khách nguyên lang đại sư huynh nói chớ làm loạn nha hai người hướng lấy vu chính hải cùng mưu thượng nhung đồng thời khom người làm lễ kia tần gia đệ tử tiếp tục nói để hai vị quý khách chê cười tiểu chu cùng tiểu ngũ còn rất nhỏ không biết rõ trời cao đất rộng bình thường liền thích tại nam sơn đạo tràng luận bàn tu hành Vu Chính Hải cười mở cười một tiếng, cũng không ngại, chính như sư phụ nói như vậy, hắn nhóm từ tiểu chu cùng tiểu ngũ thân bên trên nhìn đến tới cái bóng, thiên nhiên ấn tượng không tệ. Ngươi nhóm tu hành bao lâu rồi? Tu vi bao nhiêu? Vu Chính Hải hỏi, tiểu chu hồi đáp, 65 năm, năm nay vừa vào thiên giới, tiểu ngũ hồi đáp, ta cũng là 65 năm, năm nay vừa vào thiên giới, đây coi như là thiên giới mới nhập môn tân nhân tu hành người, có thể có vạn đạo kiếm cường điều khiển năng lực, là thật không dễ dàng. Phu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung âm thầm gật đầu, này thiên phú không kém. Đương nhiên, thật cùng Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung so sánh, thiên phú còn không đủ. Kim liên giới là bởi vì có kim liên trói buộc tồn tại, dẫn đến hắn nhóm tạp tại bắt diệp hồi lâu, thanh liên 65 năm cùng kim liên lúc trước 300 năm tu hành hoàn toàn là lưỡng chủng khái niệm. Trói buộc giải khai về sau, ngắn ngủi qua mấy thập niên, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung tu vi đột nhiên tăng mạnh, từ bắt diệp đến hiện nay đến gần hai mệnh quan tình trạng cái này không chỉ có là thái hư hạt giống công lao, đồng thời cũng là bọn hắn tại bắt diệp tu vi hậu tích bạc phát, cái người cố gắng kết quả. Không tệ, tiếp tục cố gắng, vô chính hải cổ vũ hai người một câu. Chính muốn quay người rời đi, tiểu chu ấp úng, lấy dũng khí nói, về sau ta có thể hướng thỉnh giáo ngài đao pháp sao? Vô chính hải từ hắn mắt bên trong nhìn đến đối với tu hành chi đạo tò mò, một lúc sửng sốt. Tiểu ngũ gặp sao lại rơi tại người phía sau, vội vàng nói, ta cũng nghĩ thỉnh giáo kiếm pháp, bên cạnh lớn tuổi tần gia đệ tử, quát lớn, đừng làm ẩu, loại lời này đừng nhắc lại. Hai vị quý khách, mời, truyền đạo kia là sư phụ mới làm sự tình, cái này tùy tiện thỉnh giáo truyền thừa, phi thường thất lễ. Nhưng mà vô chính hải cùng ngu thượng nhung cũng không tức giận. Giống như mình năm đó đồng dạng, ham học hỏi đường bên trên lúc nào cũng gập gành, nào có hiện nay điều kiện. Con đường tu hành bên trên, hắn nhóm khó khăn gặp phải, tuyệt không phải phổ thông người có thể tưởng tượng. Vu Chính Hải cười ha ha một tiếng, tùy thời qua tới, Tiểu Chu vui mừng quá đỗi, không người nói, tạ ơn, tạ ơn. Ngu Thượng Nhung chỉ lấy Tiểu Ngũ nói, cùng một chỗ qua đến là được, Tiểu Ngũ kích động không thôi, không khỏi không người. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cười lướt hướng Nam Sơn Đạo Tràng. Trạng vạng tối, Lục Châu đem chấn thọ thung đặt vào Nam Sơn Đạo Tràng bên trong, lưu chuyển tốc độ thiết chí vì gấp trăm lần. Lấy ra thiên ngân hộp gấm thả tại trước mặt, lại thử nghiệm mấy lần cũng không khả năng mở ra thiên thư khai quyển cũng là như đây, cũng không có để hắn lĩnh ngộ đến lực lượng mới. Chân nhân cấp bậc mới có thể mở ra sao? Lục châu tâm sinh nghi hoặc, nếu là như vậy, kia mau chóng tăng thực lực lên. Hiện tại là 14 mệnh cách, khoảng cách chân nhân còn cần thiết 4 mệnh cách, lục châu lấy ra hà la ngư cùng vọng nguyệt kinh mệnh cách chi tâm, cái này hai cái đều là thông qua siêu đẳng hàng cách, từ mạnh minh thị thân bên trên lấy được thú hoàng cấp mệnh cách chi tâm. Còn kém hai cái mệnh cách chi tâm còn lại hai cái liền không cần muốn dùng thú hoàng mệnh cách chi tâm, chỉ cần thú vương là đủ. Hiện tại đại mệnh cách khu vực đều không có mở ra, cho dù là có thú hoàng mệnh cách chi tâm, cũng không dùng được. Chỗ bí ẩn nửa đoạn thời gian kia, thu hoạch rất nhiều thú vương mệnh cách chi tâm, cũng không thiếu. Quay đầu từ minh thế nhân bên kia lấy hai cái liền được. Nói cách khác, Lục Châu hiện tại cần chính là thời gian. Lục Châu không có gấp gáp tiến vào tu hành trạng thái, mà là quan sát cái cái đồ đệ tình huống cụ thể tại nam sơn đạo tràng các đồ đệ không cần quan sát chư hồng cộng vẫn là nằm ở trên giường tu dưỡng bệnh tình diệp thiên tâm tại bạch tháp bên trong tu luyện lúc không có chuyện gì làm mới hội cùng thừa hoàng ra ngoài tản bộ một lần đoàn mộc sinh trở lại ma thiên các liền cùng lục ngô cả ngày đối luyện tiến bộ thần tốc bốn vị trưởng lão rất nhàn nhã cũng không vội vã mỗi ngày luận đạo sau đó mới tiến vào tu hành để thăng tốc độ so không lên nắm giữ thái hư hạt giống đồ đệ phan trọng cùng chu kỳ phong cùng với mấy vị hộ pháp tiến bộ chậm một chút Tư vô nhai mấy ngày nay biểu hiện có chút kỳ quái. Lục Châu liên tục ba ngày đều tại tập trung quan sát tư vô nhai, thiên vũ viện bên trong, tư vô nhai đem ra dê cổ đồ cất kỹ, lắc đầu. Thất tiên sinh, ta kiếm, bên ngoài truyền đến thanh âm. Tư vô nhai cau mày nói, ngươi đi tìm vương đại trùy liền được, cần gì lại đến phiền ta. Thất tiên sinh đây chính là ngươi không đúng, là ngươi để cho ta tới trực tiếp tìm ngươi, kia người trực tiếp nhảy vào bệ cửa sổ. Tư vô nhai không có để ý đến hắn, nói ra, ta để cho người cha có động tĩnh rồi. Đúng thế, người cũng không nhìn ta giang ái kiếm là ai, hai ta song kiếm hợp bích, thiên hạ vô địch. Giang ái kiếm là một cái vông lên tóc tư thế, nói đến, cái này đoạn thời gian ngươi đều chờ tại bồng lai. Không có đi đại viêm nhìn nhìn, tư vô nhai nói ra, giang ái kiếm gãi gãi đầu nói ra, ai nói ta không có đi qua. Tư vô nhai gật đầu, cười nói, bồng lai bên kia có động tĩnh rồi. Đây chính là ngươi để ta tra tin tức còn là ta tự mình qua đến cho ngươi đưa tin đủ không đủ ý tứ. giang ái kiếm ném ra một trang giấy dựa vào cái bản nói bồng lai năm đảo coi như bình ổn mất cân bằng hiện tượng xuất hiện về sau mực nước dâng lên không ít hướng đi về hướng đông khoảng ba vạn dặm đích xác có một tòa trọng minh sơn ta có thể là kém điểm mê thất trong vô tận hải ngươi nếu là không hảo hảo bù đắp ta một lần chúng ta không có xong ta tư vô nhai hài lòng gật đầu nói ra khối tiếp theo hỏa linh thạch cho ngươi dùng đề thăng một lần long ngâm kiếm, giang ái kiếm nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn nói, tốt tốt tốt, cái này tốt. Giang ái kiếm lời nói xoay chuyển, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào biết rõ hướng đông ba vạn dặm có một tòa trọng minh sơn. Tư vô nhai nói ra, giải thích không, ngươi ngược lại là giải thích thử xem, ta kiến thức xa xa lớn hơn ngươi, tư vô nhai nói. Giang ái kiếm nhíu mày một cái nói, ta có thể là thuận tiện cũng điều tra một lần. Cái này trọng minh sơn, có trọng minh điểu ẩn hiện từng là trọng minh điểu nơi ở sau đến trọng minh điểu không thấy tư vô nhai kinh ngạc nhìn hắn một cái nói ra là có cái này chuyện kia ngươi tra chuyện này để làm gì hứng thú tư vô nhai mặt không thay đổi hồi đáp không thú vị giang ái kiếm gặp hắn không có cái gì hào hứng đành phải xoay người đi tìm đoán tạo đại sư vương đại trụy đi lục châu bên trong đoạn thần thông về sau nghĩ lên trọng minh điểu tại bạch tháp xuất hiện lúc trang cảnh nghĩ lên tư vô nhai hai mắt dị động chẳng lẽ tư vô nhai cùng trọng minh điều có quan hệ não hải bên trong cũng không có cái này phương diện tin tức từ đối với tư vô nhai tín nhiệm lục châu không còn quan tâm hắn cần thiết chuyên tâm tu luyện sớm ngày đạp lên tấn thăng chân nhân mất cân bằng hiện tượng mặc dù nghiêm trọng nhưng mà cũng may cử liên tu hành giới lẫn nhau đấu đá sự tình ngược lại biến ít nhân loại cùng hung thú ở giữa tại mất cân bằng hiện tượng hạ thành lập vi diệu địch ta cân bằng lục châu lợi dụng khôi phục tốt tử lưu ly cùng trấn thọ thung phối hợp lẫn nhau tiến vào chìm đám thức tu luyện bên trong vu chính hải cùng ngưu thượng nhung phần lớn thời gian cũng sẽ ở trấn thọ thung bên trong tu luyện chỉ điểm tiểu chu cùng tiểu ngũ thời điểm liền sẽ rời đi trấn thọ thung khu vực tiểu diên nhi cùng hải loa cũng biến đến vô cùng nghiêm túc hai người cùng một chỗ tu luyện liền này dạng mỗi ngày lặp lại tần nhân việt thân vì chân nhân cùng chủ nhà cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới thăm viếng lục châu một lần Dùng thỉnh giáo đạo lực lược cảm ngộ cùng tâm đắc đáng tiếc là lục châu ở vào bế quan trạng thái cũng không thể cho hắn chỉ điểm hắn chỉ có thể tìm mình thế nhân giao lưu tâm đắc lấy mỹ danh chỉ điểm hậu sinh vãn bối ma thiên các nhân tài phần đông tần chân nhân hết lần này tới lần khác mình thế nhân thái độ không phải bình thường thời gian đã lâu đã thành đạo tràng mọi người đều biết sự tình ngày qua ngày đông đi xuân tới năm qua năm thoáng qua năm cái xuân xanh đi qua nam sơn đạo tràng yên tĩnh gian phòng bên trong két lục châu nghe đến đàn điền khí hải bên trong truyền đến một tiếng vang giòn cái này là tường khí hải đạt đến bình cảnh tức đem đột phá dấu hiệu hắn mở mắt miệng há hợp cảm giác được có chút miệng đắng lưỡi khô trên bệ cửa sổ một luồng ánh sáng mặt trời rơi tại đạo tràng bên trong gió nhẹ cuốn lên ngoài cửa sổ hơi khô héo thù diệp báo trước ngày mùa thu muốn đến lục châu đình chỉ tu luyện hắn cảm giác chính mình giống là ngủ hồi lâu làm một giấc mộng rốt cuộc tình hắn nhìn nhìn mặt đất, đã rơi một chút cho bụi. Đạo tràng bốn phía đường vân rõ ràng, khiến hắn không có mạng nhiệt, không có mục nát, cũng không có mùi vị khác thường. Lục châu năm ngón tay rơi xuống, một đạo cương khí phẳng sáng phát tán tứ phương, đạo tràng bên trong cho bụi toàn bộ bay ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là đi qua 10 ngày nửa tháng, lục châu nghĩ thầm. Hắn mở ra giao diện nhìn nhìn còn thừa thọ mệnh, còn thừa thọ mệnh, 6 triệu 188 731. 16.460 năm, ít 500 năm. Chấm than ngoặc kép, lục châu ngơ ngẩn, chiếu theo chấn thọ thung gấp trăm lần lưu chuyển tốc độ, hiện thực bên trong vượt qua thời gian hẳn là là 5 năm. 5 năm, cái này hoàn toàn ra khỏi lục châu dự đoán bên ngoài. Hắn không nghĩ tới sẽ đi qua thời gian lâu như vậy, thậm chí hao tổn 500 năm chi thọ. Lão Tứ, lục châu nhẹ giọng mở miệng, nam sơn đạo tràng bên ngoài 300 mét sơn phong bên trên. Minh Thế Nhân nội tâm chấn kinh nói, tần chân nhân, ngày khác trò chuyện tiếp gia sư hẳn là muốn xuất quan tần nhân việt nghe nói vui mừng nói ra lục huynh muốn xuất quan kia quá tốt ta cùng ngươi cùng đi nói hai người hai cái lấp lóe rơi vào lục châu chỗ tu hành đạo bên ngoài sân đồ nhi bái kiến sư phụ lục huynh đã lâu không gặp lục châu thản nhiên nói tiến đến hai người tiến nhập đạo giữa sân tần nhân việt nhìn quanh hai bên cảm thấy được lưu chuyển không gian tồn tại vì vậy nói khó trách bọn hắn tu hành tốc độ tiến bộ nhanh như vậy nguyên lai là chấn thọ thung. Này vật có lợi có hại, dám lại chấn thọ thung phụ cận tu hành, lục huynh thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nói trắng ra, liền là dùng mệnh đổi tu vi, lục châu nói ra, chính là 500 năm mà thôi, tu hành không tuế nguyệt, một cái búng tay. Tần nhân Việt nói, thụ giáo, sư phụ, ngài gọi đồ nhi đến, có dặn dò gì? Minh Thế Nhân nói ra, Lục Châu ánh mắt rơi tại Minh Thế Nhân thân bên trên, hắn có thể có thể rõ ràng cảm giác ra lão tứ khí tức phát sinh biến hóa, nội liễm dầu có nhuệ khí, thuyết minh 5 năm qua, tiến bộ rất lớn. Ngược lại lại hoa 500 năm thọ mệnh vững chắc cảnh giới. Lục Châu chủ ý là nghĩ hoa mấy tháng vững chắc cảnh giới, thoáng một cái hoa 500 năm ra ngoài, cực điểm không hợp lý. Tại quá khứ mỗi một lần đề thăng tu vi, đều không có phát sinh qua tình huống như vậy. Cho dù là đề thân thiên thư quyền hạn cũng bất quá là mấy tháng thời gian, kia thời điểm còn không có chấn thọ thung. Cho dù là mở đợi nhất mệnh quan, cũng chỉ là hoa thời gian nửa năm. Cái này vững chắc cảnh giới dùng lúc, 500 năm, có vấn đề. Tần nhân Việt phát lên bực tức nói, Lục Huynh, ta cái này nghĩ muốn gặp ngươi một đầu có thể thật không dễ dàng. Mỗi lần tới, ngươi đều là tại bế quan bên trong, ta thật đúng là muốn chết Lục Huynh. Nghe đến mình thế nhân vò đầu ra, quá buồn nôn. Lục Châu nói ra, ngươi có việc, Lục Huynh quên rồi, Tần nhân Việt nói ra, Lục Châu nghĩ tới, nói ra, Lão Phu vốn định bế quan nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới thoáng qua liền đi qua 5 năm cũng không phải có ý muốn làm như thế tần nhân việt lại không phải người ngu đương nhiên tin tưởng lục châu lời nói nam sơn đạo tràng bên trong một ngọn cây cọng cỏ cùng với đạo tràng bên trong vật có người hay không động qua đi qua khi tức ba động cái gì thoáng quan sát liền biết nhìn đến lục huynh đốn ngộ chúc mừng chúc mừng tần nhân việt cười nói mình thế nhân nói ra đốn ngộ là cái gì đốn ngộ là một loại tu hành trạng thái một loại cực hạn mà quên mình tu hành trạng thái rất nhiều người tha thiết ước mơ, lại lại mong mà không được. Tiến vào loại trạng thái này, tu hành hội đột nhiên tăng mạnh, tăng lên rất nhiều. Ai, nếu như ta có thể có lục huynh như vậy kỳ ngộ, phá 19 mệnh cách không thành vấn đề, Tần Nhân Việt nói ra. Minh thế nhân nói ra, chân nhân trở lên rất khó để thăng. Tần Nhân Việt gật gật đầu nói ra, đương nhiên, đến 18 mệnh cách sau đó, tu vi thường thường cũng không phải là tính quyết định nhân tố, ảnh hưởng dâng lên thường thường là đạo lực lượng, đối với thiên địa cảm ngộ, đối quy tắc trưởng khống. Trừ cái đó ra, thích hợp mệnh cách hội biến đến càng phát thưa thớt. 18 mệnh cách phía trước, nên có mệnh cách, cơ bản đều có. Như là vì mệnh cách số lượng không chú ý chất lượng, không chỉ hội tu hành dừng bước, sau này cũng rất khó lĩnh ngộ càng cao tầng thứ đạo lực lượng lượng. Mệnh cách số phi thường ảnh hưởng tâm thái, minh thế nhân gật đầu nói ra, kia ngươi còn nói ta tất thành trí tôn. 5 năm qua, tần nhân Việt gặp không đến Lục Châu, trên cơ bản đều tại tim minh thế nhân nói chuyện phiếm luận đạo hai người cũng coi là hết sức quen thuộc nói chuyện cũng không có chủ khách ở giữa khách sáo tần nhân việt cười nói không có cách thái hư hạt giống nghị lực liền tại tại đây minh thế nhân vốn muốn nói sư huynh hắn nhóm cũng có còn là nhịn xuống một phương diện loại sự tình này còn là đừng bại lộ tốt một mặt khác bị một vị chân nhân mỗi ngày vuốt mông ngựa cảm giác cũng thật là không tệ lục châu đứng lên nói ra đốn ngộ bất quá là vận khí thôi tần nhân việt nói ra Bất kể nói thế nào, chúc mừng Lục huynh, đốn ngộ sau đó, ý thức hội có chút hỗn độn, ta liền không quấy dậy Lục huynh, ngày khác trở lại bái phỏng, nhìn nhân gia sư đồ rõ ràng có lời muốn nói, Tần Nhân Việt liền tùy tiện tìm cái cớ, quay người rời đi đạo tràng. Minh Thế Nhân đưa mắt nhìn Tần Nhân Việt rời đi về sau, cười nói, hắn quả là biết làm người, cái này đoạn thời gian, đại gia tình huống như thế nào? Lục Châu hỏi, Minh Thế Nhân liền đem Ma Thiên các chỉnh thể tình huống nói một lần, trừ tu vi đều chiếm được bước tiến dài bên ngoài cái khác đều còn bình thường. Nói đến các đại liên cùng mất cân bằng hiện tượng thời điểm, Minh Thế Nhân thở dài tiếng nói, mất cân bằng hiện tượng xuất hiện về sau, cửu liên ở giữa coi như bình ổn, nhưng mà gần hai năm vẫn là không nhịn được, có chút thanh liên tu hành người vượt qua hồng tuyến, thường xuyên đến hồng liên cùng hắc liên cướp đoạt tài nguyên cùng tài phú. Thanh liên hai năm trước xuất hiện qua thú hoàng cấp hung thú, không biết rõ vì sao, lại rời đi. Đồ nhi cùng tần nhân Việt tại đạo tràng bên trong, chờ ngày hai ngày hai đêm, Lục Châu gật gật đầu, nói ra, còn có khác dị động. Đến gần Kim Liên vô tận hải, có người nói xuất hiện qua thánh thú. Cái khác, Liên là cửu sư muội tiến bộ thật lớn, thế nào có thể dùng nhanh như vậy? Minh Thế Nhân có chút bất mãn, Tiểu Diên Nhi hiện tại tu vi bao nhiêu? Lục Châu hỏi, nhớ rõ từ chỗ bí ẩn về thời điểm, nàng mới hai mệnh cách. Minh Thế Nhân nói ra, cho tới bây giờ không gặp cửu sư muội nghiêm túc qua, cái này một nghiêm túc thật đúng là tiến phòng trưng muốn chuẩn bị qua đệ nhất mệnh quan, đệ nhất mệnh quan, cũng chính là sáu mệnh cách trái phải thực lực. Chẳng khác gì là hơn một năm một điểm một mệnh cách, thêm lên gấp trăm lần chấn thọ thung hỗ trợ, tốc độ coi như có thể dùng. Đại sư Huynh cũng tại chuẩn bị hai mệnh quan, bất quá, mình thế nhân ấp úng. Có chuyện nói thẳng, Lục Châu nói, chúng ta mệnh cách chi tâm nhanh không đủ dùng, mình thế nhân nói. Cái này cũng trong dữ liệu, cái này nhiều người chờ lấy mở mệnh cách, chỗ chỗ đều muốn dùng đến mệnh cách chi tâm, Lục Châu gật đầu nói ra, vi sư cho phép ngươi nhóm rời đi Nam Sơn đạo tràng, liệp sát hung thú. Chờ thực lực đầy đủ, lại đi thiên khải chi trụ, vâng, minh thế nhân thật là nín chết. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung so hắn còn khó chịu hơn, cả ngày lưu tại Nam Sơn đạo tràng, liền cái địch nhân đều không có, không phù hợp thói quen của bọn hắn. Năm năm qua, sững sờ là đem tiểu chu cùng tiểu ngũ tra tấn không thành nhân dạng. Đem còn lại mệnh cách chi tâm toàn bộ cầm tới, Lục Châu nói ra đồ nhi tuân mệnh minh thế nhân rời phòng đi một hồi đem còn lại mệnh cách chi tâm cầm tới lục châu đại khái nhìn xuống còn thừa lại sáu bảy khỏa trái phải một hơn phân nửa đều là sơ đẳng mệnh cách còn lại ba khỏa có hai cái tốc độ loại cùng chữa trị loại mệnh cách tốc độ loại còn có thể dùng chữa trị loại thuần túy dư thừa hắn đem hai cái tốc độ loại mệnh cách toàn bộ lưu lại nói ra cái khác lấy đi phân a à, sư phụ ngài cái này hai khỏa đều là linh hầu loại mệnh cách chi tâm còn lại cái này khỏa, đồ nhi không cần a, à, minh thế nhân nói ra, không cần có thể cấp cho người khác, lục châu nói ra, còn không ra đi, lục châu nói ra, vâng, một điểm ánh mắt đều không có, mà lại quá tham lam, chỗ bí ẩn đoạn thời gian kia lấy được mệnh cách chi tâm cũng không ít, không nghĩ tới chỉ còn lại cái này điểm, chờ minh thế nhân rời đi về sau, lục châu thở dài một tiếng, cầm lấy kia hai khỏa linh hầu loại mệnh cách chi tâm nhìn nhìn, nói, hẳn là là ra từ cùng một cái hầu vương mệnh cách chi tâm coi như không tệ dùng đến quá độ mệnh cách cho đại mệnh cách đặt nền móng không thể thích hợp hơn lục châu tế ra liên tọa nhìn về phía mệnh cung làm hắn nhìn đến mệnh cung thời điểm sửng sốt một chút mệnh cung phạm vi biến lớn một chút mà lại lớn rồi không chỉ một mệnh cách khu vực có hai đến ba cái khu vực trái phải ý vị này hắn hạn mức cao nhất đề cao đây là có chuyện gì lục châu nội tâm nghi hoặc không cởi năm năm này chỉ là vững chắc cảnh giới vì sao mệnh cung khu vực phát sinh biến hóa lớn như vậy. Đốn ngộ có thể dùng để thăng hạn mức cao nhất, thác bạt tư thành thông qua đốn ngộ đạt đến 19 mệnh cách, lại thông qua. Diệp chính cho thái hư huyền đan đạt đến 20 mệnh cách. Có lẽ đốn ngộ trạng thái so tưởng tượng bên trong muốn phức tạp huyền diệu. Mệnh cung mệnh cách khu vực phi thường vuông vức, ý vị này hắn cảnh giới sớm liền ổn định. Bất kể nói thế nào, đốn ngộ là một cái kỳ ngộ, từ tần nhân việc phản ứng đến xem, cái này trùng kỳ ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu cũng khó trách 5 năm như nhất mộng, nếu cảnh giới ổn định, kia liền tay mở ra mệnh cách. Lục Châu bắt đầu tuyển trạch mệnh cách khu vực, đại mệnh cách mở ra là cơ nguyệt đồng lương, cho ra giải thích là vững vàng, là một cái càng cầu ổn đại mệnh cách. Bất quá, mở ra cái này mệnh cách, có thể dẫn động bốn cái mệnh cách. Dẫn động bốn cái mệnh cách, Lục Châu không quá có thể lý giải cái này kỷ nguyệt đồng lương ý tứ. Não hải bên trong tái hiện mệnh cách đồ vị trí, tứ tinh giao hội, mệnh bàn tương chiếu, tam kỳ mệnh cách, lục châu tuyển định trong đó tam kỳ, mang ý nghĩa tam tinh trước cử động đầu, thêm lên cơ nguyệt đồng lương vừa tốt bốn cái mệnh cách khu vực. Còn có một cái đại mệnh cách khu vực, phù hợp tiêu chuẩn, đúng lúc là thái âm ô, còn thừa lại một cái, không có đại mệnh cách khu vực, cho dù là có, cũng không có thú hoàng cấp mệnh cách chi tâm đi chiếm vị trí. Lục châu tuyển một cái ăn sạch mệnh cách, kinh dương nhập miếu ô, tùy dễ đến khó, Lục Châu quyết định trước mở, nhân, cấp kinh dương nhập miếu ô, hắn cầm lấy linh hồ mệnh cách chi tâm, tìm đúng vị trí, lên trên nhẹ nhẹ một nhấn. Kết, thanh âm thanh thúy vang lên, sau tưởng tượng bên trong muốn dễ dàng hơn nhiều, mà trực tiếp cách ra mệnh cách khu vực. Một trận đau đớn đánh tới thời điểm, lệnh Lục Châu có chút trở tay không kịp. Nhanh như vậy sao, nhanh đến mức vượt quá Lục Châu ngoài ý liệu, hắn thôi động tử lưu ly, chống cự đau đớn, chờ đợi một lát, lại phát hiện mệnh cách khu vực không có tiến vào giai đoạn thứ hai chiếu theo phía trước kinh nghiệm đến xem, cách ra khu vực về sau, giai đoạn thứ hai hẳn là tiến vào lỗ thủng khu vực, hấp thu thọ mệnh mới đúng, mở ra hoàn thành về sau, tăng thọ phản bổ, hoàn thành mệnh cách mở ra. Này cũng tốt, trực tiếp kẹt ở chỗ này không động. Lục Châu lại chờ một hồi, mệnh cung khu vực vẫn không có động tĩnh. Hắn cảm giác được không thích hợp, tay không chụp vào mệnh cách chi tâm, muốn lấy ra đến thử một lần nữa. 500 năm cảnh giới vững chắc, dựa theo đạo lý mà nói, là không có khả năng thất bại làm hắn tiếp xúc mệnh cách chi tâm thời điểm, dùng cơ nguyệt đồng lương ô làm điểm xuất phát, xuất hiện một tia sáng, cấu kết, thái âm, tam kỳ, kinh dương, bốn cái vị trí đồng thời chiếu lấp lánh. Chuyện gì xảy ra, Lục Châu có chút không thể lý giải, vừa tốt hắn tuyển định bốn cái mệnh cách khu vực, là phù hợp cơ nguyệt đồng lương dẫn đạo điều kiện, lại vừa tốt đồng thời phát sáng lên. Lục Châu thoáng dùng lực, kia mệnh cách chi tâm tạp phi thường chặt chẽ, rút không động. Hắn điều động nguyên khí, ý đồ đem hắn rút ra nguyên khí còn không có đến nơi, một cỗ lực lượng đụng vào nhau, biến mất. Cái này, tu hành người lực lượng, vốn là nguồn gốc từ đan điền khí hải, mà đan điền khí hải cùng mệnh cung hỗ trợ lẫn nhau, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Lục Châu vừa rồi cử động có điểm giống là, dẫm lên chính mình chân muốn thượng thiên. Cũng khó trách lực lượng hội tiêu thất, mệnh cách chi tâm lấy không xuống đến, lại không cách nào tiếp tục mở ra, liền này kẹp lấy. Lục Châu không ngừng mà quan sát lấy bốn cái mệnh cách khu vực, ánh sáng không ngừng kéo dài hắn cầm lấy cái thứ hai linh hầu mệnh cách chi tâm, so với hạ vị trí. Không có sai lầm, rất ăn khớp, Lục Châu tự nhận mở mệnh cách vẫn luôn rất cẩn thận, cho tới bây giờ đều không hội ứng phó sự tình. Thực tại khó có thể lý giải được vì sao sẽ phát sinh cái này dạng sự tình. Mệnh cung bắt đầu ông ông tác hưởng, bốn cái mệnh cách khu vực quang hoa độ sáng không ngừng đề cao, nguyên khí từ mệnh cung bên trong sông ra. Tràn ra liên tọa, hình thành tán hình dáng mệnh cách lực lượng liên giống là cỡ nhỏ cực quang đồng dạng cùng đạo tràng không trung sáng lên tận lực bồi tiếp đạo tràng không trung cực quang cảnh quan nở rộ tại trong bầu trời đêm lộng lẫy nam sơn đạo tràng nơi xa cái khác đạo tràng lần lượt quang tới ánh mắt nhìn lên bầu trời bên trong hùng vĩ tràng cảnh nhanh đi thông chi chân nhân có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất phát sinh vâng tần thị năm đại đạo tràng đệ tử nhóm lần lượt lao đi quan sát không trung tần nhân việt được đến thông chi về sau hư ảnh lóe lên xuất hiện tại không trung, nghiêng nhìn, cực quăng. Bốn mệnh cùng nhánh, chấm than ngoặc kép, chân nhân, cái gì là bốn mệnh cùng nhánh? Bốn mệnh cùng nhánh, ý là bốn cái mệnh cách thành vì một đầu trụ cột mở ra lộ tuyến. Có thể dùng một lần tính mở ra bốn cái mệnh cách, cái này là cực kỳ hiếm thấy nhìn thấy một loại kỳ ngộ, hội dẫn động thiên địa dị tượng, tần nhân Việt nói ra. Lời vừa nói ra, phụ cận đệ tử nhóm lộ ra ánh mắt hâm mộ. Sẽ là ai? 49 kiếm một trong nguyên lang thấp giọng hỏi lục huynh sớm đã là chân nhân hẳn là không phải là hắn nếu không liền mở bốn mệnh cách thực tại quá mức rung động tất sẽ dẫn tới thái hư chú ý có thể là minh hiền điệt tần nhân việt nói ra ma thiên các thứ tư đệ tử nguyên lang nói ra trừ hắn ta thực tại nghĩ không ra ai có thể có này kỳ ngộ tần nhân việt gật đầu nói lại qua mấy năm hắn thành tựu định không hội tại lục huynh phía dưới nguyên lang tâm sinh kinh ngạc theo tần nhân việt thái hư hạt giống nắm giữ người phát sinh bất luận cái gì kỳ tích đều là có thể lý giải sự tình. Hâm mộ thì hâm mộ, hắn nhóm có thể không dám tùy tiện quấy dây. Thế là tần nhân Việt lệnh người không được đến gần Nam Sơn đạo tràng, thậm chí phái 49 kiếm, tại trong lúc này, với đạo tràng phụ cận tuần tra, dùng miễn có hung thú hoặc là xem náo nhiệt tu hành người đi qua, quấy dày đạo tràng. Lục Châu nhìn lấy không ngừng bay ra mệnh cách lực lượng, cái này dạng không phải biện pháp thật vất vả tích lũy tu vi cùng mệnh cách lực lượng tất cả chạy. Đồng thời dẫn động, có lẽ thật là cái này dạng. Lục Châu càng nghĩ càng thấy đến hợp lý, lúc này đem cái thứ hai mệnh cách trì tâm nhấn đi vào. Kết, mệnh cách trì tâm thành công khảm vào mệnh cách khu vực, cách ra vị trí thứ hai. Một bộ phận mệnh cách lực lượng bị ngăn chặn, cực quang, hiệu quả yếu bớt. Có hiệu quả, Lục Châu cầm lấy Hà La Ngư cùng vọng nguyệt kình hai đại thú hoàng cấp mệnh cách chi tâm, nhìn về phía mệnh cung bên trong đại mệnh cách khu vực, không do dự nữa, đồng thời nhấn xuống dưới. Ken két, hai đại mệnh cách chi tâm, cũng là thuận lợi đến lạ thường, khảm vào mệnh cung. Bốn đạo mệnh cung khu vực liền thành nhất thể, tiến vào giai đoạn thứ hai, xoay tròn, hấp thu thọ mệnh. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn không có biện pháp đem đại mệnh cách lưu cho đồ đệ lặp lại lợi dụng. Thôi, vì hắn nhóm nhọc lòng cái gì, Lục Châu đem lực chú ý thả tại mệnh cung bên trong, tỉ mỉ quan sát lấy mệnh cung biến hóa, cảm thụ tu vi ba động, cùng với còn thừa thọ mệnh giảm bớt số lượng không ngừng khiêu động, giảm bớt. Nam Sơn đạo tràng không chung, cực quang hiện tượng hoàn toàn biến mất. Thái hư, bạch sắc cung điện bên trong, thị nữ đến điện bên trong, hạ thấp người nói, chủ nhân, thanh niên xuất hiện bốn mệnh cùng nhánh hiện tượng, có thể là thái hư hạt giống nắm giữ người xuất hiện. Thánh điện đã phái người đi, Lam Hy Hòa gật gật đầu nói ra, trước kia thái hư rơi mất người khỏa hạt giống, chỉ cần có người sử dụng hạt giống, sớm muộn đều hội bị thái hư phát hiện. Bạch tháp bên ngoài sự tình, không cần phải để ý đến, thánh điện tự hội thanh lý hắn nhóm. Thị nữ nói ra, có thể là bạch tháp hiện nhiệm tháp chủ, nàng không hội bại lộ. Kia là ta đặc tràng, ngươi đừng quên, ta cũng là cân bằng người. Ta so với bọn hắn hiểu rõ hơn, như thế nào tránh né thái hư, Lam Hy Hòa nói ra. Nô tì minh bạch. Lam Hy Hòa lại nói, diệp thiên tâm thân mang thái hư hạt giống sự tình, chớ chuyển đi, như ngươi dám khắp nơi nói bậy, ta nhất định không tha ngươi. Nữ hầu lúc này quỳ xuống lời thề son sắt nói ta đối chủ nhân trung thành cảnh cảnh nhật nguyệt chứng giám nếu có nửa điểm bất trung nguyện nhận thiên đao vạn quả lam hi hòa lên trước nâng lên nữ hầu nói ra ta đương nhiên tin tưởng ngươi ngươi cùng ta cái này nhiều năm liền liền hóa thân tại bạch tháp duy trì cân bằng thời điểm ngươi cũng theo lấy ta nếu như ngay cả ngươi đều không tin ta liền thật không có người có thể dùng tin tưởng lời nói này lên đến có chút thương cảm lớn như vậy thái hư phảng phất liền một cái đáng giá tin tưởng người đều không có nữ hầu cười nói chủ nhân còn có diệp tháp chủ có thể dùng tin a à, lam hi hòa thở dài nói nàng cũng không tín nhiệm ta nàng sở dĩ nguyện ý lưu tại bạch tháp đảm nhiệm tháp chủ đều là bởi vì lục các chủ mệnh lệnh ai ta có phải hay không làm người quá thất bại không phải a à, rất nhiều người đều tin tưởng ngươi đâu nữ hầu tận lực an ủi hắn nhóm liền tính không phải có thể có lợi liền là chiếm tiện nghi lam hi hòa nói ra nữ hầu gật đầu nói ra chủ nhân nói đúng lắm Lam Hy Hòa tiếp tục nói, nếu thật là thái hư hạt giống hiện thế, kia cái khác tám khỏa cũng hội theo thứ tự xuất hiện. Thái hư hạt giống có thể thay đổi cực lớn tu hành người thể chất cùng thiên phú hạn mức cao nhất. Như là bản thân thiên phú cũng tốt, không khác dệt hoa trên gấm. Có lẽ, mất cân bằng hiện tượng là thiên hạ đại loạn bắt đầu. Nói nàng nhẹ giọng than nhỏ, nữ hầu an ủi nói, chủ nhân không cần cái này lo lắng, dù sao ta nhóm thủ lấy. Diệp tháp chủ là được rồi, nô tỳ cho dù chết, cũng sẽ thay chủ nhân nhìn tốt. Bạch tháp, nhất chủ một tớ, đứng tại đại điện bên trong nhìn về phía điện bên ngoài xanh thẳm không trung trầm mặc lại. Thanh liên, nam sơn đạo tràng bên trong, lục châu nhìn lấy mệnh cùng bốn mệnh cùng nhánh biến hóa, cảm thấy bất khả tư nghị. Căn cứ trước mắt hắn nhận biết đến xem, nghĩ muốn một lần tính mở bốn cái mệnh cách, cơ hồ là không có khả năng sự tình, nhưng là hắn làm đến. Cái này đích xác là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ chẳng khác gì là đem bốn lần mở mệnh cách phong hiểm cùng dày vò qua toàn bộ thả tại một cái mệnh cách bên trong. Trên thực tế Lục Châu đi qua 500 năm vững chắc cảnh giới, mệnh cung vùng vức đã đạt đến mức trước đó chưa từng có, liền xem như không thể một lần tính mở bốn cái mệnh cách, mở hai cái không đáng kể. 500 năm là vì cái này, Lục Châu điểm một cái, lộ ra hài lòng biểu tình. Hắn có tính ra thọ mệnh hấp thu tốc độ, cũng không nhanh, thế là điều chỉnh. Chấn thọ thung lưu chuyển tốc độ, từ gấp trăm lần điều chỉnh đến gấp 400 lần, quả nhiên, mệnh cách hấp thu tốc độ cùng phía trước bế quan tốc độ không kém bao nhiêu. Gấp 400 lần thêm lên bốn mệnh cùng nhánh, dẫn đến hắn xuất hiện một chút đau đớn, cũng may có 500 năm vững chắc làm nội tình, cái này điểm đau đớn hoàn toàn có thể dùng chịu đựng. Lục Châu thi triển thiên tướng lực lượng, triệt tiêu bộ này phân đau đớn. Pháp thân, hắn lại tế ra làm pháp thân, làm pháp thân hiện tại là thuần túy màu xanh thẳm, ẩn nặc tạp hiệu quả sớm liền tại bế quan kỳ ở giữa tiêu thất như này sung mãn, Lục Châu cảm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới làm pháp thân năng lượng như này tràn đầy. Nhất là bản thân hắn cơ sở cùng nội tình là Kim Liên, cứ việc giết địch thời điểm đa số dùng là thiên tướng lực lượng, nhưng mà Kim Liên đối hắn trợ giúp lớn hơn một chút. Thế cho nên không chú ý làm pháp thân tình huống tu luyện. Làm pháp thân cũng là có thể dùng thông qua tự thân tu hành không ngừng tăng cường. Lĩnh hội thiên thư là tăng cường chủ yếu của nó phương thức. Như là đã bão hòa, kia liền thử nhìn một chút có thể hay không đột phá lục châu đơn trưởng đẻ ép đan điền khí hải bên trong nguyên khí điều động một đạo lam sắc vòng tròn xuất hiện tại lam pháp thân bên hông hiện ra đẻ xuống chi thế tư lam vòng tại đẻ xuống bên trong xuất hiện đình trệ trạng thái hạ xuống qua cũng không thuận lợi thậm chí có điểm khó không giống kim liên kia dễ dàng nhìn đến lam pháp thân đột phá cũng không phải tưởng tượng bên trong dễ dàng đây thật là nghĩ muốn lão phu mệnh dùng thọ mệnh đột phá dễ dàng một chút, trực tiếp có thể dùng tấn thăng, nhưng mà nhất diệp cần thiết vạn năm thọ mệnh, cái này quá khoa trương. Nếu có đầy đủ kiên nhẫn lời nói, không ngừng lĩnh hội thiên thư dùng dùng đột phá làm pháp thân, cũng là lựa chọn tốt, liền là quá khó. Tư, tư, lam vòng hạ xuống giống là bị một cỗ lực cản ngăn trở như vậy, cực kỳ gian nan, thậm chí để lục châu cảm thấy ý chí, thức hải, có một loại cảm giác đè nén kim liền đột phá mang đến là đan điền khí hải đau đớn xông phá tưởng khí hải là đủ lam vòng là tinh thần ý chí áp bách cái này hạ tốt tinh thần cùng thân thể song trọng áp bách có điểm xúc động lỗ mãng hẳn là các loại bốn mệnh cùng nhánh hoàn thành về sau lại tiến hành đột phá nhưng bây giờ đã đâm lao phải theo lao chỉ có thể kiên trì tiếp tục tới lão phu liền không tin cái này ta lục châu năm ngón tay đè xuống điều động lam pháp thân thu nhỏ lam vòng phóng đại tư tư thanh âm càng lúc càng lớn, giống là nước nóng tại sôi trào. Trên trán của hắn dây lát ở giữa xuất hiện lít nhà lít nhít mồ hôi. Liền giống là tiến vào cực hạn kiềm nén không gian, tinh thần ý chí đều ở vào áp bách trạng thái. Thân vì xuyên Việt khách hắn, ngược lại vào lúc này nghĩ lên trên địa cầu một vật cùng lam vòng tương tự, kia liền là khẩn cô chú. Lão Phu cũng không phải hầu tử, nghĩ trói buộc Lão Phu. Lục Châu Năm ngón tay lại đe, kim trưởng rơi tại Lam Pháp thân Lam vòng bên trên, năm ngón tay ở giữa đạo thường vô danh, giống là một đầm nước sạch rơi xuống. âm, lam vòng hạ xuống, lục châu cảm giác được một cỗ khó hiểu lực lượng đảo ngược mà đến, cả cá nhân ngửa mặt sau bay. âm, lục châu sau lưng đâm vào trên đạo trường trận văn bên trên, trận văn đường vân toàn bộ phát sáng lên, giống là mạng nhện giống như cầm lấy. lam pháp thân cấp tốc xoay tròn, mang ra thiên tướng lực lượng lượn vòng tứ phương. lục châu ức chế cuồn cuộn khí huyết, hướng về phía trước lao xuống, một chiêu lăng không đè xuống lại lần nữa thôi động lam vòng đè xuống. Cái này khó, tại 500 năm cảnh giới vững chắc điều kiện tiên quyết, lam pháp thân đột phá lại có cái này khó, nếu là bình thường tu luyện kia hẳn là xong. Kim lam hai màu, một trái một phải, chiếu sáng dạng dỡ. Quang mang hỗ trợ lẫn nhau, nhìn dị thường trói lọi. Cũng chính là lúc này, Lục Châu nhìn đến bốn mệnh cùng nhánh quang hoa cùng lam vòng lẫn nhau cấu kết, thành nhất thể. Ngoặc kép chấm hỏi, chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép lục châu ngừng lại dứt khoát không tiếp tục để ý rơi tại bồ đoàn bên trên lúc lục châu hít sâu một hơi nhìn lấy hoàn toàn không thể lý giải một màn cái này vượt qua hắn nhận biết tin tưởng cũng vượt qua trước mặt tu hành giới bên trong bất kỳ người nào nhận biết không có người tu luyện qua lưỡng chủng pháp thân lúc trước hắn tu lam pháp thân lúc đã từng kiểm tra qua tương quan điển tịch trong sách xưa chưa bao giờ có bất luận một loại nào song pháp thân tu luyện ghi chép nói cách khác lục châu là từ xưa đến nay song pháp thân tu luyện đệ nhất nhân hắn nhẫn nhịn áp lực tinh thần mạnh mẽ nhìn lấy hỗ trợ lẫn nhau quang hoa cùng lực lượng nối liền với nhau lại lại để cho hắn tinh thần cảm thấy vui vẻ thế gian tất cả mỹ hảo đồ vật đều hội để người cảm thấy vui vẻ trở về đến ban đầu không có tu hành phổ thông trạng thái nhìn đến cái này dạng lưỡng trùng quang đoàn giao hòa trang cảnh không nên cảm thấy cảnh đẹp ý vui sao mỹ hảo đồ vật dù sao vẫn là ngắn ngủi giống như hoa quỳnh đồng dạng bốn mệnh cùng nhánh hiệu quả tại lúc này im mặt mà dừng Kết. Mệnh cách khu vực quang hoa theo thứ tự sáng lên, quang mang giống là một đạo điện hồ, chuyển hướng lam pháp thân lam vòng, lam vòng kim lam giao hòa, du tẩu mấy vòng, sau đó, cũng là ca một tiếng, lam vòng rơi xuống. Mệnh cung bên trong tứ đại mệnh cách biến thành nhất thể, vuông vức mà nhãn bóng, ý vị này tứ đại mệnh cách mở ra hoàn thành, đan điền khí hải bên trong cảm giác đau đớn tiêu thất, ngược lại cung cấp lấy nhàn nhạt dòng nước ấm, làm dịu tường khí hải, một loại trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác, khắp toàn thân làm pháp thân liên tọa bên trên, ngẩng đầu ra thứ sáu phiến làm sắc lá cây. Là được rồi, cái này vượt quá lục châu dự đoán bên ngoài, hắn không nghĩ tới chính mình buông tay mặc kệ, ngược lại hai tòa pháp thân đồng thời tấn thăng thành công. Tinh thần cảm giác áp bách cũng biến mất, khôi phục bình thường. Hắn cảm thấy một loại rất mát mẻ, rất nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác. Có trùng muốn thượng thiên cảm giác, lục châu đơn trưởng lật một cái, hướng lên vừa nhấc, nhảy, làm pháp thân hướng lên thả người nhảy lên, nhảy ra trọn vẹn một mét chi cao. Độ cao so trước đó cao, rơi tại liên tọa sau đó, làm pháp thân khôi phục bình thường. Lục châu hai chỉ xê dịch, làm liên liên tọa lượn vòng mà lên, pháp thân chủ thể tiêu thất, lục phiến lam diệp tại không trung lượn vòng. Tại lục châu khống chế hạ, liên diệp vạch qua bên cạnh cái bàn, phanh phanh phanh. Lại cấp tốc bay về liên tọa, làm pháp thân tiêu thất, cái bàn kia, tứ phần ngũ liệt, vết cắt chỉnh tề. Lục Châu biết rõ cái này cũng không thể khảo thí ra làm pháp thân chân chính lực lượng, hắn hiện tại khảo nghiệm là độ linh hoạt, cùng với từng cái bộ phận điều khiển năng lực. Hiện tại xem ra cũng không tệ lắm, có thiên thư thần thông, tạm thời không cần thiết cân nhắc quy lực của nó lớn đến bao nhiêu. Cho dù là 18 mệnh cách kim liên pháp thân, hắn cũng không cho rằng có thể địch nổi làm pháp thân đầy thiên tướng lực lượng một bàn tay. Lục Châu nhìn về phía kim liên liên tọa, liên giống là đang thưởng thức một kiện cực kỳ tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, phía trên đồ hình cùng với mệnh cách khu vực, đều làm người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. 18 mệnh cách, ra ngoài đi đi, kiểm tra một chút 18 mệnh cách cảnh giới phải chăng vững chắc. Kỳ thực tại đạo tràng bên trong cũng có thể khảo thí, ổn thỏa lý do, ra ngoài thử xem, như là ổn định, có thể dùng thừa cơ đi một chuyến câu thiên tắc đạo, như là không ổn định, trở lại tốn một chút thời gian đem nó vững chắc. Dùng bảo đảm qua chân nhân mệnh quan càng thêm thuận lợi. Thứ ba mệnh quan, cũng nghiêm túc nhân mệnh quan, chân chính qua cái này một mệnh quan, liền có thể chính là tấn thăng làm chân nhân. Lục Châu nhìn xuống còn thừa thọ mệnh, còn thừa thọ mệnh, 10 triệu 28.459 năm. Chân nhân 3 vạn năm, tăng thọ 1 vạn 2, Lục Châu thoáng tính toán hạ. Như là không phải vì lặp lại lợi dụng mệnh cách chi tâm, hắn thọ mệnh hẳn là có thể dùng qua 3 vạn năm. 2 vạn 8 cũng không tệ, bất quá, Lục Châu hiện tại so phía trước cẩn thận nhiều, có lam pháp thân cái này hấp huyết quỷ hai vạn tám hắn cũng không cảm thấy nhiều chờ lam pháp thân đạp vào thiên giới làm không tốt cái này hai vạn tám còn không đủ nhét kẽ răng hiện tại là có thể tích lũy liền tích lũy nghịch chuyển tạp sau này cũng sẽ là bánh trái thơm ngon lục châu lòng bàn tay xuống phía dưới đem chấn thọ thung điều chỉnh làm gấp trăm lần lưu chuyển tốc độ hư ảnh lóe lên giống là biến mất tại chỗ xuất hiện tại nam sơn đạo chẳng bắc bộ sơn phong bên trên lục châu ngừng lại bốn mệnh cách năng lực lại có thể lẫn nhau cộng hưởng. Song linh hầu tốc độ tăng thêm, tính là niềm vui ngoài ý muốn. Cái tốc độ này, trừ đạo lực lượng lượng, đã đạt đến một cái mới độ cao. Hà La Ngư năng lực là, Lục Châu thoáng điều động Hà La Ngư chỗ mệnh cách khu vực. Kia mệnh cách sáng lên, cái khác ba mệnh cách liền sẽ lập tức đem lực lượng một cùng vận chuyển đi qua, hình thành cộng hưởng. Ông, Lục Châu xuất hiện 10 đạo hư ảnh, Hà La Chi Ngư, 10 thân một đầu, nguyên lai là 10 đạo cái bóng, lục châu lắc đầu. Dùng đến mê hoặc một ít không hiểu việc bên ngoài đi còn có thể dùng, đối phó cao thủ, khó tránh khỏi có chút gân gà. Lục Châu lại đem ánh mắt thả tại thứ 18 mệnh cách vọng nguyệt kình bên trên. Tổng cộng mở ra 6 cái đại mệnh cách, lục ngô, ung hòa, thiên ngô chiếm hai ô, hà la ngư, vọng nguyệt kình, vọng nguyệt kình là năng lực gì đâu. Lục Châu thôi động thứ 18 mệnh cách, thứ 18 mệnh cách cũng là chân nhân mệnh cách, tầm quan trọng không cần nói cũng biết làm mệnh cách sáng lên thời điểm, bốn đạo mệnh cách lại lần nữa cộng hưởng. Vù vù tiếng nổ lớn, mệnh cách lực lượng phóng hướng chân trời, không trung bên trong trời u ám, quang trụ dồn thẳng vào chân trời, như kinh lôi hương. Cổ lãng thành lôi, phun mạt thành mưa, thủy tộc sợ, tất chạy trốn, cá không dám làm người. Cổ kim chú, một lát đi qua, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Chấm hỏi ngoặc kép, cái này không có rồi, lục châu cao mày, cảm giác cái này hai đại mệnh cách, cũng không có bộc phát ra tính thực chất lực lượng, liền không có. Sau đó Lục Châu lại kiểm tra hạ cảnh giới tu hành, y nguyên ở vào vững chắc trạng thái. Cuối cùng là hài lòng gật đầu, 500 năm thỏa mệnh, không có vô ích hao tồn. Lục Châu nhìn về phía phương Bắc, là thời điểm đi một chuyến trùng thiên phong câu thiên tác đạo. Trước đem mệnh quan qua, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Nam Sơn Đạo Tràng, không dự định mang những người khác đi, thậm chí liền bạch trạch cũng không có mang, hư ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng lấy trùng thiên phong bay đi trùng thiên phong một trái một phải chiếm cứ nam bắc cao vót tận trời cắm phá thiên khung hàng trăm hàng ngàn tên tu hành người tại phía nam trùng thiên phong giữa sườn núi không ngừng lịch luyện ý đồ bò lên trên câu thiên tác đạo câu thiên tác đạo ở vào trùng thiên phong nhất đỉnh ra cùng mặt khác một chỗ trùng thiên phong tương liên là thanh niên đương thời nhất tuyệt hảo cực hạn chỗ một trong không ít tuổi trẻ tu hành người tới tới lui lui bay lên bay xuống quá khó lần này chỉ tiến một phần mười, tranh thủ lần sau có thể tiến thêm một bước. Trưởng môn nói, muốn chỉ ít một phần tư, mới coi như có tư cách tranh đoạt đệ tử hạch tâm ghế. Cái này kém quá xa, đừng uể oải, cái này dù sao cũng là chân nhân mới có thể vượt qua câu thiên tác đạo, ta nhóm khẳng định khó qua, đạt tiêu chuẩn liền được, đám người gật gật đầu. Đằng sau, một vị lão giả dựa vào cự thạch, không ngừng mà uống chút rượu, nhìn lấy trẻ tuổi tu hành người. Lão giả xuyên rất ít, y phục đơn sơ, cũng là khất cái, nhưng mà so khất cái sạch sẽ nhiều, tóc có chút xóa tung, tinh thần cao vút, mặt nhiều nếp nhăn lại không lôi thôi. Phần đông tu hành người nhận là, lão giả này cũng là đến sấm câu thiên tác đạo. Lão nhân ra, người đều tại cái này nhìn không hạ 10 năm, thế nào không thử một chút. Một tuổi trẻ người đi tới, lão giả cười nói, ta đang chờ người, các loại người. Các loại người nào, có cái này công phu các loại, đều đủ ngươi thất bại mấy lần, vừa vặn thừa cơ tổng kết một lần thất bại kinh nghiệm, vì lần sau cố gắng trẻ tuổi người nói lão già chỉ là bảo trì mỉm cười dựa vào cự thạch ý vị thâm trường nói ta tại các loại một vị người hữu duyên người hữu duyên người này nhất định có thể qua câu thiên tác đạo lão giả nói ra ha 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 phần đông tu hành người nở nụ cười lão nhân gia thật biết nói đùa chân nhân trừ phi nhàm chán mới đến đây đùa ngài là tại chờ chân nhân a trẻ tuổi người nói lão giả cười không nói chính khi mọi người trêu ghẹo đồng thời một thân ảnh từ xa không lướt đến, mấy hơi thở, xuất hiện tại trùng thiên phong phụ cận. Những kia tuổi trẻ tu hành người đều không có bắt giữ đến. Kia thân ảnh tốc độ quá nhanh, đã vượt qua hắn nhóm tu vi. Lão giả lộ ra tiếu dung, nói, đến, lục châu đến gần trùng thiên phong thời điểm, cố ý giảm xuống tốc độ, hướng lấy phía trên bay đi. Bay đến giữa sườn núi, nhìn đến có đặt chân bình đài, cùng với mấy trăm tên tu hành người, liền bay đi. Không có người nhận thức lục châu, cũng liền không có người đi chào hỏi. Ở đây thường xuyên có người đi có người đến, mỗi cái đoạn thời gian người đều không ít. Lục châu rơi xuống lúc, liền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời câu thiên tác đạo, than nhỏ, đây chính là câu thiên tác đạo. Không sai, thân sau lão giả, đến bên cạnh hắn. Lục châu hồ nghi liếc mắt, nhìn lão giả kia một mắt, nói ra, ngươi nhóm đều là tới qua câu thiên tác đạo ngươi. Lão giả mỉm cười, nói ra, ta, đang chờ ngươi, ưng. Ta tại chờ một vị chân nhân. Lục châu nghi hoặc khó hiểu tỉ mỉ dò xét lão giả trước mắt, gặp hắn hồng quang đầy mặt, thần thái sáng láng, cũng không phải khất cái, nhân tiện nói, lão phu không nhận ra ngươi. Kỳ quái hơn là, những kia tuổi trẻ người tin tức đều xuất hiện trước mắt, duy duy nhất cái này lão đầu không có bất luận cái gì biểu hiện. Lão phu, lão giả kia mắt bên trong có ánh sáng, cười ha hả nói ra, ta nhận ra ngươi. ưng ừ, Lục Châu càng phát cảm thấy người này phi thường quái dị. Hắn muốn qua mệnh quan, kia liền phải bảo đảm chính mình an toàn cái khác tu hành người tu vi theo không kịp, có thể tới một phần tư, đã không sai, đối chính mình không có uy hiếp. Nhưng mà lão giả này, phản pháp quy chân, một thân không có khí tức ba động. Này chỗ khoảng cách trùng thiên phong đỉnh chỗ không xa, phổ thông người đừng nói lên đến, cho dù là có thể lên đến, cũng là dừng lại không bao lâu. Lão giả tu vi thâm bất khả chắc, không thể khinh thường. Vốn là qua mệnh quan, có thể dùng mời chân nhân hộ pháp. Nhưng mà dạng kia chỉ hội bại lộ chính mình, không tiện lắm chỉ bất quá cái này người là thế nào nhận ra lão phu nghĩ lại cũng có thể là là ngưỡng mộ chính mình hâm mộ người ghi nhớ một ít chi tiết nhận ra chính mình lão giả nói ra ngồi lão giả đánh gãy lục châu suy nghĩ lục châu cũng không vội vã vượt qua câu thiên tác đạo liền đi tới ngồi tại lão giả đối diện trên đá lớn nói ra người không phải tới qua câu thiên tác đạo hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một mắt thử nghiệm vượt qua câu thiên tác đạo tu hành người lão giả dao động xuống nói ra câu thiên tác đạo đối ta vô dung Lục Châu nghe nói, tâm sinh kinh ngạc, xem hắn sắc mặt thong dong, tự tin bình tĩnh, hẳn không phải là nhân vật bình thường, vì vậy nói, nguyên lai là vị cao nhân. Không dám nhận, lão giả chắp tay, ngươi nói ngươi nhận ra lão phu, đặc biệt ở chỗ này chờ lão phu. Lục Châu lại lần nữa xác nhận, lão giả gật đầu, Lục Châu tỉ mỉ tìm kiếm não hải bên trong ký ức, đối trước mắt người chút nào không có ấn tượng, đánh hơi thần thông phía dưới, mùi của hắn cũng là xa lạ, không có bất luận cái gì chồng lên nhau dấu hiệu trăm phần trăm xác định hắn ta nhóm là lần thứ nhất gặp mặt lão phu cùng ngươi chưa bao giờ thấy qua lục châu dùng cực kỳ chắc chắn ngữ khí nói ra cái này không trọng yếu lão giả đưa tay chỉ chỉ câu thiên tác đạo không điều này rất trọng yếu lục châu nói ra lão giả liền giật mình tiếp theo nhịn không được cười lên ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ phức tạp nhìn lấy lục châu lại chuyển thành cười ha ha than nhỏ nói vẫn là như cụ a lục châu nói ra Lục Thiên Thông. Hắn cảm thấy lão đầu hẳn là là nhận lầm người, lại đem chính mình nhận thành. Lục Thiên Thông. Hắc liên chân nhân Lục Thiên Thông, đích xác là một cái hiếm có nhân tài, nhưng cùng chúng ta mấy người cái này vị người hữu duyên, vẫn là chênh lệch rất xa, lão giả nói ra. Người hữu duyên, liền là ngươi, lão giả thấm thiên nói, ta ở chỗ này chờ 10 năm. 10 năm đến, ta mỗi ngày đều lại ở chỗ này, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, nhìn trẻ tuổi người qua câu thiên tác đạo, bay lên bay xuống, té ngã lại ngã xuống. Rốt cuộc đợi đến ngươi, Lục Châu càng phát cảm giác cái này người là cái bệnh thần kinh. Lại nhải, không phải là lập tức liền móc ra một bản bí tịch nói, tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ. Lão giả từ trong ngực lấy ra một cái màu nâu cái túi, cười híp mắt nói ra, người hữu duyên, ta nhìn ngươi thiên phú không tồi, dừng lại. Lục Châu lập tức đưa tay, đứng lên, lão phu không có công phu cùng ngươi lãng phí thời gian. Nói muốn đi, lão giả thấy thế liền đi tới, ngăn lại lục châu nói ra đừng đừng nghe ta một câu ta có biện pháp giúp ngươi qua câu thiên tác đạo lục châu liếc lão đầu một mắt nói ra ngươi ngươi đối câu thiên tác đạo hiểu rõ nhất định không bằng ta thậm chí khả năng liền tại chàng cái này tuổi trẻ tu hành người cũng không bằng biết người biết ta bách chiến bách thắng ngươi không hiểu rõ câu thiên tác đạo cho dù ngươi thiên phú kinh người cũng phải ăn một phen đau khổ lão giả nói ra phụ cận mấy tên trẻ tuổi người quay đầu nhìn thoáng qua lục châu xoay người lại Nhìn lấy lão giả, hỏi: "Lão phu không cùng vô danh hạng người lui tới." Lão giả hiểu ý, cười nói: "Giải Tấn An, Lục Châu đối với danh tự này vẫn là không có ấn tượng, chỉ là tiếp tục nói, ngươi thế nào dùng kết luận lão phu liền là người cần thiết các loại người hữu duyên?" Giải Tấn An ha ha nói: "Mất cân bằng hiện tượng xuất hiện về sau, thanh niên chân nhân hao tổn hai vị, ta liền chắc chắn trong vòng 10 năm, thanh niên tất hội có tân chân nhân xuất hiện. Cái này vị chân nhân, chính là người hữu duyên." mà ngươi chính là lục châu một bên im lặng một bên nội tâm hơi kinh cái này lão đầu thần cơ diệu toán thế nào biết rõ lão phu liền là vị kế tiếp chân nhân lục châu bất động thanh sắc nói ra không phải là mười năm này người đối vô số cá nhân đều nói qua lời giống vậy a à? ách giải tấn an nhào hạ lông mày nói tránh đi ngươi nhìn cái này câu thiên tác đạo dài bao nhiêu lục châu thị lực quan chắc hạ nói ra ước chừng ngàn trượng mười phần sai giải tấn an nói ra nhìn giống như ngàn trượng kỳ thực vô hạn, vô hạn. Có chướng nhãn trận pháp, Lục Châu nói ra, không phải vậy, Giải Tấn An nói ra, trùng thiên phong cùng thiên khải chi trụ trăm sông đổ về một biển, câu thiên tác đạo có thể nhìn trộm nhân tâm. Muốn thuận lợi vượt qua câu thiên tác đạo, cần phải đến có một dạng hơn người bản sự, tu vi cũng cần phải đến là 18 mệnh cách trở lên, những này là Lục Châu biết rõ. Giải Tấn An tiếp tục nói, cái này hơn người bản sự, cần đủ dùng phục vụ khách hàng tâm ma của ngươi nếu không dù là ngươi là hai mươi mệnh cách cũng phải thất bại đây cũng là rất nhiều chân nhân rõ ràng đã qua câu thiên tác đạo cũng không nguyện ý lại tới nơi này nguyên nhân không có người nguyện ý ứng đối nhược điểm của mình lục châu nhìn về phía câu thiên tác đạo không nói gì giải tấn an lần nữa nói ta ở chỗ này chờ 10 năm trừ muốn giúp ngươi vượt qua câu thiên tác đạo còn có một thứ đồ vật vật quy nguyên chủ vật quy nguyên chủ lục châu nghi ngờ nói không tặng cho ngươi giải tấn an liền uốn nắn sau đó lại lần giơ tay lên bên trong cái túi đưa về đằng trước chính là này trong túi vật lục châu đưa tay liền muốn cầm giải tần an thu hồi cái túi mỉm cười nói trước qua câu thiên tác đạo này vật quá mức quý giá như là qua không ngươi liền không phải người hữu duyên này vật cho ngươi chỉ hội mang đến nguy hiểm lục châu nhíu mày một giây trước còn chắc chắn lão phu liền là người hữu duyên hiện tại lại biến cái bộ dáng đây chính là cái thần côn gạt người lục châu mất đi cùng hắn tiếp tục trò chuyện ý nghĩ quay người muốn đi. Giải tấn an nhìn lấy bóng lưng của hắn, nhịn không được nói ra, người là thập toàn chi thân, câu thiên tác đạo độ khó, muốn so với bình thường người, muốn khó hơn nhiều, người cần phải đến cẩn thận, thập toàn chi thân. Thập toàn chi thân, người lần chi kiếp, ta tại bắc trùng thiên phong chờ ngươi, giải tấn an nói xong, đạp không lướt về phía bắc bộ. Kia ba lượng tên trẻ tuổi người nghe đến hai người đối thoại. Một người trong đó tiến lên phía trước nói, người tốt, mời hỏi các hạ cũng là tới qua câu thiên tác đạo có việc, Lục Châu nói ra, không không không, ta nhóm chỉ là muốn học một ít kinh nghiệm cùng tâm đắc, tuyệt đối không có mạo phạm ý tứ, cái này mấy người trẻ tuổi có thể không phải người ngu, nghe được Lục Châu cùng giải tấn an đối thoại, nếu là thật, kia trước mặt người liền là 18 mệnh cách cao thủ. Hắn nhóm trẻ tuổi người là đến rèn luyện, cái này 18 mệnh cách đại cao thủ, là chân chính đến ra chiến trường, hai cái hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ba tên trẻ tuổi người tin tức xuất hiện tại trước mắt của hắn, hỏi, rất khó khăn. Ai, khó chết đều ta một lần xa nhất cũng mới qua một phần tư ngươi còn tốt ta liền một phần năm đều không có đến liền té xuống ta chỉ có một phần sáu ba người mặt lộ ủy oài lục châu nhíu mày nói ra trẻ tuổi người nhớ lấy phập phòng không yên càng về sau tâm tính càng trọng yếu sư phụ của các ngươi không có dạy các ngươi ba người nhìn lẫn nhau một cái đồng thời khom người thụ giáo lục châu không tiếp tục để ý ba người mũi trần điểm một cái hướng lấy trùng thiên phong phía trên lao đi Ba tên trẻ tuổi người cũng theo lấy bay đi lên, cao thủ qua đường cáp treo, đây chính là hiếm thấy học tập cơ hội. Lục Châu rơi tại Trùng Thiên Phong nhất đỉnh chỗ, mấy trăm tên tu hành người vây quanh một tảng đá lớn, câu thiên tác đạo dùng cự thạch vì cơ, cấu kết đối diện Trùng Thiên Phong, hình thành một đầu hẹp dài đường cáp treo. Cái này vừa rơi xuống công phu, liền nắm chắc 10 tên tu hành từ này đường cáp treo rơi xuống, rơi xuống nhất định độ, đột nhiên thanh tỉnh, dọa đến lưng phát lạnh, liền điều động nguyên khí, lại bay tới ngồi tại phủ cận nghỉ ngơi lòng vòng như vậy có cao thủ qua đường cáp treo để đề, đề cao thủ tới 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 đặt cược cược bao xa hữu thường năm tại này ngồi trang tu hành người lập tức yêu a à, ta cược một khối hỏa linh thạch áp hắn không thể qua một phần tư ta cược hắc rượu thạch mười phần áp hắn không thể qua một phần ba hữu viễn không bay tới một dạng hồng sắc đồ vật rơi tại kia làm cái người trước mặt đám người chấn kinh huyết nhân tham viễn không giải tấn an thanh âm không mặn không nhạt bình tĩnh nói một phần huyết nhân tham, ta cược hắn có thể qua câu thiên tác đạo. Đám người xôn xao, kia làm cái người cũng là tâm sinh kinh ngạc đánh giá vừa bay lên đến Lục Châu. Đây ý là nói, người này muốn qua chân nhân mệnh quan. Hắn nuốt nước miếng, nói thật, liền tính hắn nhận là không có khả năng, nhưng mà cũng không có cái gì quá lớn là gan cùng đối diện cao thủ cực cái này huyết nhân tham. Cái này chú quá lớn. Tiền, tiền bối, ta, ta không đánh cược nổi a. À. Một mảnh cắt tiếng đánh tới giải tần an thanh âm lại lần nữa bay tới, không sao, người thua, liền thay ta hướng cái này vị người hữu duyên chúc mừng, liền tại trùng thiên phong bên trong, gọi 10 lần, đến mức hô cái gì, chính người nghĩ, ta như thua, cái này huyết nhân tham, liền về ngươi. Chấm hỏi ngoặc kép, có cái này tốt sự tinh, kia làm cái người có điểm không thể tin được, nói ra, tiền bối, ngài cái này không phải tặng không ta nhân xâm nha. Cũng không có đơn giản như vậy, tại hắn qua mệnh quan thời điểm, người nhóm tất cả mọi người không được đến gần đường cáp treo, giữ yên lặng, giải tần an cười nói, ngươi có thể dùng phân ra một bộ phận huyết nhân tham, kia làm cái người nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, cái này dễ thôi. Có thể tại ở đây thường niên làm cái, thuyết minh hắn nhóm có thế lực của mình, mà có thể rất tốt duy trì trùng thiên phong một đời ổn định. Làm cái người nhìn khắp bốn phía nói, ta như thắng, huyết nhân tham lưu lại một phần năm, còn lại huyết nhân tham, thiên giới năm mệnh cách trở lên người chia đều. Đồng ý, đồng ý, tất cả mọi người lần lượt đồng ý, thắng thua là một chuyện khác, có thể có náo nhiệt như vậy sự tình người nào không nguyện ý tham dự nhìn một chút nam mệnh cách dùng hạ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn cái này huyết nhân tham đối bọn hắn để thăng có hạn lại nói kẻ yếu không có tiếng nói lục châu nhìn lấy trùng thiên phong phía bắc nói ra ngươi ngược lại là rất cam lòng cái này chắc chắn lão phu có thể thành không 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 kỳ thực ta không cho rằng ngươi có thể một lần qua giải tấn an cười nói ta xem trọng ngươi nhưng mà hôm nay không được chưa chắc một lần liền đủ lục châu sắc mặt thong rong. Làm cái người tham dự đánh bạc, tự nhiên đến hào hứng, nói ra, các hạ giống như không hiểu rõ lắm câu thiên tác đạo. Phạm chân Nhân qua câu thiên tác đạo, dùng thời gian 2 năm, mỗi một tháng qua một lần, tổng cộng 24 lần mới vượt qua câu thiên tác đạo, thành tựu chân Nhân, Tần chân Nhân dùng 13 tháng, cũng chính là 13 lần, Thác Bạt chân Nhân dùng 8 tháng, cũng chính là 8 lần, Diệp chân Nhân càng nhiều lần, 5 cái tháng thời gian tính gộp lại 11 lần, bình quân mỗi tháng hai lần lục châu nghe nói nội tâm liền giật mình còn có việc này kia vừa rồi có phải là trang có điểm lớn giải tấn an nói ra bất quá ta nhìn chúng người hữu duyên ba đến năm lần tất thành đám người xôn xao làm cái người hướng lấy đối diện cung kính nói tiền bối nói đùa ta không cho rằng có người có thể cái này ít lần liền thông qua câu thiên tác đạo giải tấn an cười không nói lục châu không có tiếp tục để ý tới đám người mà là chắp tay đạp lên câu thiên tác đạo làm hắn chân rơi tại kia tráng kiện vô cùng trên xiềng xích thời điểm, một cỗ lạnh buốt cảm từ lòng bàn chân truyền ra, chút nào không thua kém tại tuyết sơn chi đỉnh hàn đàm chi thủy bên trong thấu xương băng hàn. Cái này lạnh, lục châu tâm sinh kinh ngạc, thật là thập toàn chi thân, người lần chi kiếp, hàn đàm chi thủy là đệ nhất mệnh quan kinh lịch cực hạn chỗ. Cái này chủng độ lạnh lẽo, đối lục châu có hạn. Lục châu điều động một chút thiên tướng lực lượng, chống cự hàn khí. Đạp lấy đường cáp treo, hướng phía trước đi tới làm hắn vừa đi ba bước bốn phía tràng cảnh biến không lấy vết tích làm cái người cùng quan sát tu hành người toàn bộ đều giống như biến mất ưng ừ, lục châu giống là đi tại một đầu tiền đồ tươi sáng bên trên bốn phía không người tiếp tục hướng phía trước huyễn trận trực giác nói cho hắn câu thiên tác đạo tuyệt không phải huyễn trận đơn giản như vậy đệ nhất mệnh quan cùng thứ hai mệnh quan rèn luyện là mệnh cung thứ ba mệnh quan rèn luyện chính là ý chí cho nên lục châu kiên định không thay đổi hướng về phía trước dậm chân két hình ảnh vỡ vụn hắn lại xuất hiện trên câu thiên tác đạo hàn phong đại tuyết siêu siêu vạch qua tai bờ trùng thiên phong cùng quan sát tu hành người lại lại xuất hiện lục châu tiếp tục hướng phía trước hình ảnh lại lần nữa nhất biến kim đình sơn lục châu lại trong một ý nghĩ xuất hiện tại kim đình sơn dưới chân chính ngây người công phu một thân ảnh từ xa chỗ phá không đánh tới đại đao bổ về phía lục châu sư phụ ngài sống đủ nên lên đường lục châu ngẩng đầu nhìn lên kia cầm đao chém hắn người lại là chính mình đại đệ tử vu chính hải lúc này xuất trưởng đánh qua trưởng ấn thẳng tắp bay về phía vu chính hải ầm vu chính hải bay ngược ra ngoài sư phụ chấm than ngoặc kép vu chính hải kinh hô lục châu lại tại lúc này khí huyết cuồn cuộn đan điền khí hải bên trong khí tức loạn cả một đoàn kia một bàn tay lại phản vệ trở về đều là ảo giác đều là khảo nghiệm lục châu không ngừng đối chính mình ám chỉ nín hơi ngưng thần ý thủ đan điền dùng e rằng ngại thiên tài trí thần thông cố tại chưa hết thảy quốc thổ tất cả thanh âm muốn nghe hay không tùy ý tự tại cái gọi là thập phương hết thảy thế giới vô lượng chúng sinh chết đời này kia thiện thú ác thú phúc tướng tội tướng tất đều là minh xét thiên tướng lực lượng bám vào hai mắt cùng hai lỗ tai con mắt quét tứ phương kim đình sơn vẫn y như cũ từng sừng sững phía trước ngăn trở câu thiên tác đạo thiên thư thần thông vậy mà vô hiệu Lục Châu có thể cảm giác được thiên tương chi lực di động, giống như nước trắng như nhau, kích thích thần kinh của hắn, khiến cho hai mắt trong sáng, khả năng nghe hơn người. Kim đình núi từng cọng cây ngọn cỏ, nhất sơn nhất thủy đều ở trong sự quan sát của hắn. Cho tới nay, thiên tương chi lực đều là giết địch vũ khí sắc bén, chưa bao giờ lỡ tay. Mà nay lại mất đi hiệu lực, Lục Châu như thế nào không sợ hãi, sư phụ. Ngài thực sự lão, vu chính hải giữ đao chạy trốn mà đến, hóa thành mấy đạo thân ảnh, đem Lục Châu bao vây. Lục Châu đưa tầm mắt nhìn qua, lần thứ hai bản thân ám chỉ đều là ảo giác. Nháy mắt một cái, lại mở, Vu Chính Hải đao cương đã đánh úp lại. Hắn có thể rõ ràng cảm giác xuất đao cương mạnh mẽ và tính nguy hiểm. Lục Châu lấp lánh tránh ra đao cương, bịch, đao cương rơi xuống đất, cắt ngang kim đỉnh núi, Lục Châu xuất hiện ở Vu Chính Hải phía sau người, lại đập một trường. Này một trường vừa ở Vu Chính Hải trên người, Lục Châu liền cảm giác được đan điền khí hải trong, lại nổi lên sóng lớn, quay cuồng không thôi vô chính hải tung tóe sau khi ra ngoài liền biến mất không thấy gì nữa. Được một câu thiên tác đạo, Lục Châu nhìn bốn phía xung quanh, tìm phá giải ảo trận phương pháp. Đáng tiếc bất kể hắn làm sao tìm được, cũng không tìm tới phương pháp phá giải, trận pháp này giống như là thế gian hoàn mỹ nhất trận pháp, không hề sơ hờ. Hắn theo bậc thềm sử dụng đại thần thông, đi tới ma thiên các trong, lại xẹt qua đông tây nam bắc bốn các, không có một bóng người. Ma thiên các vật sở hữu, chân thành tha thiết thậm chí làm cho lục châu nảy sinh một loại ảo giác chứa câu thiên tác đạo là đang nằm mơ mà thiên các bên trong tất cả mới là thật thực nhất định phải tới nhanh chóng nếu không sẽ càng ngày càng khó lấy phân biệt thật giả lục châu thầm nghĩ lục châu lần thứ hai phát huy thiên tương chi lực vẫn như cũ là không hề có tác dụng hắn chỉ có thể phát huy kim liên lực lượng trở lại kim đình dưới chân núi sư phụ quay người vừa chuyển thấy được vu chính hải cánh tay trần quỳ trên mặt đất vẻ mặt vết thương lục châu trực tiếp đi tới sức phán đoán của hắn tự nói với mình vu chính hải này là giả khi hắn đi qua vu chính hải bên cạnh lúc vu chính hải phịch một tiếng dập đầu ở đất gào khóc khóc giống lên sư phụ ta van cầu ngài lục châu không để ý đến hắn tiếp tục tìm kiếm bốn phía khả năng xuất hiện sơ hở vẫn như cũ là không thu hoạch được gì vu chính hải sản xuất tại chỗ không động lục châu xoay người lại ánh mắt lần nữa rơi xuống ở thút thít vu chính hải trên người vu chính hải ngẩng đầu thiếu niên khi hình dáng, hai mắt nước mắt, toàn thân vết thương, vẻ mặt máu tươi. Đây là vô chính hải nhập môn không lâu hình dáng, này bức họa mặt ẩn núp ở trong đầu chưa bao giờ lật lên, hôm nay lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh rõ ràng lộ ra ở trước mặt. Ta muốn giết bọn họ báo thù. Bịch, 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 dập dưới ba vang lên đầu. Thời gian dần trôi qua, vật đổi sao rời. Tất cả dường như vừa nặng về tới lúc trước. Nửa thật nửa giả, như mộng như ảo. Này, là tâm ma, nếu như là tâm ma, vì sao tất cả chân thật như vậy hay hoặc là lần thứ hai vượt qua trở về từ từ gió mát lướt nhẹ qua bên tai lướt nhẹ qua tâm tư ngón tay nhẹ nhàng một ấn tẩm xuất huyết vết giết đồ chứng đạo lục châu hư ảnh xuất hiện đột ngột đi vào vu chính hải trước mặt hắn lần thứ hai cho mình một ám chỉ đây là tâm ma đây không phải thật sự đồ đệ giết đồ chứng đạo thần cản thì giết thần phật ngăn giết phật lòng bàn tay của hắn giơ lên vu chính hải ngẩng đầu kia non nớt khuôn mặt Trẻ em khi không nên có trưởng thành, trong mắt Tiến nhanh không thể tin vẻ mặt, thấy được sư phụ trưởng ấn đánh úp lại, kinh ngạc nói: "Sư phụ, không cần nhận được tâm ma quấy nhiễu." Kim quang lóng lánh trưởng ấn hướng phía Vu Chính Hải Ngũ Quan đánh đi. "Hô, trưởng ấn ở khoảng cách Vu Chính Hải nửa tấc nơi dừng lại." Năm ngón tay run lên, "Ôi, Lục Châu than thở một tiếng, nói: "Phi sư nếu như là giúp ngươi, liền sẽ hại ngươi. Ngươi muốn báo thù, đã dựa vào chính mình, ngươi nếu như không có năng lực" vi sư cũng không giúp được ngươi. Vu Chính Hải tiếp tục dập đầu, thịch thịch rung động, ngươi muốn phát triển, ngươi muốn tu hành, ngươi nhất định phải tới chịu nhục. Chịu đựng cộng A468 trong khổ đau mới là trên số người người, lục châu gần từng chữ. Vu Chính Hải tự lẩm bẩm, chịu đựng cộng A468 trong khổ đau mới là trên số người người, nhẫn nại nhục. Bị, trọng, trong rừng truyền đến không cho là đúng âm thanh, đại sư huynh, người ăn được đau khổ sao, thân áo bào màu xanh ngu thượng nhung thân nhẹ như yến, hướng phía vu chính hải mau chóng vút đi lục châu lại nhìn vu chính hải khi vu chính hải lại biến thành trưởng thành hình dáng rút lên bích ngọc đao và ngu thượng nhung kích thích đấu lên đại sư huynh nhị sư huynh đừng đánh đoan mộc sinh từ không trung lướt qua đến bịch bịch đao cương và kiếm cương đồng thời đem đoan mộc sinh đánh bay đoan mộc sinh nhổ ra máu tươi rơi trên mặt đất hướng lục châu cầu cứu sư phụ lục châu giữa đôi lông mày nhăn từng cái bóng dáng xuất hiện ở kim đỉnh núi dưới chân Minh Thế Nhân, dù sao theo ta không sao. Triều Nguyệt lắc đầu nói, đánh đi đánh đi, phân ra thắng bại, đã sẽ không đánh. Diệp Thiên Tâm, Tư Vô Nhai, Trư Hồng Trung, Tiểu Diên Nhi, Hải Loa đều xuất hiện ở trong tầm mắt. Vẻ mặt của bọn họ phức tạp, mang tâm sự riêng. Nhập môn của bọn họ thời gian mỗi người bất đồng, bình thường logic dưới, sẽ không cùng một lúc xuất hiện ở kim đình núi Ma Thiên Các. Tất cả đều là biểu hiện giả dối, Lục Châu nhắm mắt lại, lại mở, hình ảnh lại xuất hiện biến hóa, tròi nghỉ mắt, kim đình núi. Mà chính mình trở nên tuổi già sức yếu, tóc trắng xóa. Này không phải là vượt qua mới tình cảnh sao, bên tai truyền đến đồ đế môn âm thanh, sư phụ làm sao còn không có chết, ta không có được bá vương thương, sao có thể rời đi luôn. Sư huynh, không làm được như vậy được rồi, sư muội, người còn nhỏ. Sư phụ bồi dưỡng chúng ta, là muốn giết chúng ta phá chi lá, lục châu đạp dựng lên, lướt qua ra tròi nghỉ mát. Nhanh chóng đi tới chân núi, cương khí bộc phát, lúc trước vĩ đại cương khí khe hở, đem 10 người đồng thời đánh bay. Lục Châu rơi xuống đất, thực sự muốn giết đồ chứng đạo, sư phụ, người trái lại động thủ a? Ngài không phải muốn giết chết chúng ta sao? Sư phụ, người không giết chúng ta, chúng ta liền giết ngươi. Vu Chính Hải, ngu Thượng Nhung, Đoàn Mộc Sinh. Toàn bộ dược vào không trung, Lục Châu đưa tầm mắt nhìn qua, trầm giọng quát, láo sược, quanh người người lần thứ hai tông té ra ngoài. Lục Châu cảm giác được đan điền khí hải trong càng sao động bất an, quay cuồng không thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, mười đại đệ tử phi ra ngoài lại tan biến, lại lần thứ hai kéo nhau trở lại đây. Cứ như vậy, Lục Châu không ngừng đem đồ đệ môn đánh bay, mãnh liệt cắn trả cảm giác, làm cho đan điền của hắn khí hải chịu đựng áp lực càng lúc càng lớn, càng cảm giác được lòng có dư lực không đủ. Một âm thanh ở trong đầu vang lên, người chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là giết, hoặc là bị giết. Lục Châu, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời bốn phương tám hướng bay tới đồ đệ môn lại một đường thanh âm thần bí từ một cái khác phương hướng chuyển đến ngươi là vẹn toàn thân chân nhân của ngươi mệnh quan so với những người khác khó gấp mười lục châu phất tay áo đem mười tên đồ đệ đánh bay này một lần hắn kêu lên một tiếng đau đớn khóe miệng nhổ ra máu tươi hắn ngẩng đầu hỏi nào vẹn toàn không ai biết phải hỏi chính ngươi ta nhìn không thấy ngươi tâm kiếp không có cách nào phán đoán thanh âm thần bí tan biến, câu thiên tác đạo, nam bộ trùng thiên phong, cùng với bắc bộ trùng thiên phong. Ao ao kinh ngạc nhìn vào đứng ở chính giữa nhất Lục Châu. Bọn họ chỗ đã thấy tình cảnh, cùng Lục Châu hoàn toàn bất đồng. Lục Châu nhổ một bãi nước miếng máu tươi, đứng ở cáp treo chính giữa, lù lù không động. Câu thiên tác đạo trong, cuồng phong phẫn nộ tuyết, thổi qua bên tai. Lục Châu lạc đường ở cáp treo trong, lạc đường ở tâm ma của hắn bên trong. Lạc đường ở hắn chỗ ảo tưởng trong hoàn cảnh giống như hắn không được thanh niên người tu hành có một ít lo lắng chịu đựng a à, có thể qua một phần hai nói thật ta rất bái phục đúng vậy có thể qua một phần hai đã rất ghê gớm mặc dù thất bại lại đến vài lần có lẽ đã thành công thật sự là tam sinh hữu hạnh có thể tận mắt thấy một vị chân nhân sinh ra tu hành một đường từ từ bọn họ chỗ ước mơ không ngay cả có một khi một ngày có thể biến đổi cường sao thấy được lục châu hình dáng như vậy mọi người ở đây ngược lại giúp hắn ngắt một thanh mồ hôi không thiếu người đã bắt đầu cố gắng động viên tinh thần mặc dù là đại lý đánh cuộc hắn thua nhà cái cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú lục châu hắn thấy được lục châu sắc mặt cũng không tốt lắm một ngụm máu tươi thương tới đàn điền khí hải thế là nói xuống hai người tiếp ứng tiền bối phòng ngự thu thập tự động thêm năm thất bại điểm kích tay động thêm năm không ủng hộ đọc hình thức lục châu giận dữ lại lần nữa bạo phát cương khí kia cương khí hình thành vầng sáng phóng hướng chân trời thập đại đệ tử lập tức tại không trung bay ngang ra ngoài, không thấy bóng dáng. Sư, liền là sư, đồ, vĩnh viễn là đồ, dĩ hạ phạm thượng, khi sư diệt tổ, cái này là vĩnh viễn không thể vượt qua hồng tuyến. Cái này một tay hoàn kích, đồng dạng phản phệ đến trên người hắn. Hoa, lục châu cong người xuống, hướng sau liền lùi lại ba bước. Cái này ba bước giống là nhảy vọt thiên sơn vạn thủy, làm cho xa xa rời đi kim đình sơn ma thiên các, kim đình sơn sơn thủy lâu các, đều rời xa mà đi xuống phía dưới lại phun một ngụm huyết, đan điền khí hải, lại nát, trong lỗ tai vang lên vù vù âm thanh, giống là ù tai, đầu ở vào bỏ không trạng thái. Thanh âm thần bí lại lần nữa đánh tới, thậm chí có một vẻ lo âu, lui về. Nhanh, lục châu hít sâu một hơi, ngực chập trùng không biết, thở hồng hộc, liền giống là một cái làm hồi lâu việc nhà nông lão nhân, nghĩ muốn ngồi xuống hào hào nghỉ ngơi. Hắn không cảm giác được đau đớn, không cảm giác được đan điền khí hải vỡ vụn sau đó đau đớn chỉ là nhẹ giọng thở dài một lần lắc lắc nhìn về phía ma thiên các ngọn tháp có lẽ ngươi nói đúng chân nhân không có tưởng tượng bên trong kia dễ dàng cái gì thập toàn chi thân cái gì chân nhân đều chẳng qua là trên con đường tu hành một đạo khảm thôi đi qua lực tiếp tục đi khó qua kia liền dừng lại nghỉ ngơi một chút ngã sấp xuống liền bò dậy câu thiên tác đạo nam bắc trùng thiên phong tu hành người hai mặt nhìn nhau trao mày hắn có phải hay không điên rồ cái này không phải hiện tượng tốt sợ rằng sẽ ảnh hưởng hắn tương lai tu hành. để hắn trở về. bắc trùng thiên phong bên trên, giải tấn an cao mày, sắc mặt cũng là khó coi. nhìn qua câu thiên tắc đạo chính giữa, gió tuyết bên trong, trôi nổi tại giữa thiên địa lục châu, nhỏ bé giống như lục bình, như một hạt cát bụi. cuồng phong nộ tuyết tùy thời có thể đem cái này một hạt cát bụi xóa khỏi thế gian. nhân loại trung quy quá mức nhỏ bé, nghĩ muốn dùng sức một mình đối kháng thiên địa, thực tại thật quá khó khăn. lui về, giải tấn an lại lần nữa truyền âm thanh âm kia truyền đến chính giữa hình thành kinh lôi gầm thét lục châu lại không hề bị lay động khờ hững nói người nói cho ta cái gì là chân nhân trùng thiên phong nam bắc chúng tu hành người không một có thể trả lời hắn nhóm đã thấy không rõ lắm lục châu thân ảnh chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ tại gió tuyết bên trong đau khổ trèo trống ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép giải tấn an không biết rõ hắn vì sao còn muốn tại đau khổ trèo trống hoàn toàn có thể chờ lần sau có kinh nghiệm cùng tâm lý chuẩn bị lại qua mệnh quan cũng hội dễ dàng một chút cái này dạng đi xuống như bị tâm ma phản vệ tấn thăng thất bại ngược lại là nhẹ nặng thì một thân tu vi mất hết sau này rốt cuộc không thể nào tiến lên nửa bước lục châu hai mắt bỗng nhiên biến đến thâm thúy có thần hư ảnh lóe lên lại tiến một phần ba đám người lên tiếng kinh hô hắn nhóm không nhìn thấy lục châu chỗ hoàn cảnh chỉ có thể nhìn thấy một lau người ảnh như quỷ mị tiến lên hắn phản vệ quá mức lợi hại vì sao còn có thể điều động nguyên khí không có người biết cũng không cách nào hồi đáp giải tần an không lại khuyên cáo mà là an tĩnh nhìn hồi lâu sau thì thảo tự nói vẫn là như cũ a lục châu đến kim đình sơn trước cương ép điều động nguyên khí bất quá là làm pháp thân sau cùng dễ dụa đan điền khí hải vỡ vụn sẽ hội làm hắn mất đi tất cả nguyên khí pháp thân tu vi đầy trời cái bóng từ bốn phương tám hướng đánh tới vu chính hải ngu thượng nhung đoàn mộc sinh minh thế nhân lục châu than nhẹ một tiếng nói ra cổ nhân có nói con không dạy lỗi của cha dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng có lẽ đi hắn dừng động tác lại đình chỉ điều động nguyên khí đình chỉ hết thay kỳ kinh bát mạch bên trong nguyên khí biến mất đan điền khí hải bên trong nguyên khí biến mất tường khí hải biến mất hắn nhắm mắt lại kim đình sơn phong thanh càng ngày càng xa sư phụ bên tai truyền đến đệ tử nhóm tiếng hô hoán cũng là càng ngày càng xa sư phụ tại thượng xin nhận đồ nhi cúi đầu có sơ nhập ma thiên các bái sư. Vu Chính Hải, được sư một lời, tất thù cả đời, có trở về lúc ưng thuận hứa hẹn Diệp Thiên Tâm. Ngoặt kép chấm, cho đến thanh âm toàn bộ tiêu thất, kỳ kinh bát mạch thành bình thường nhất kinh mạch, đan điền khí hải thành huyết nhục chi khu. Cái gì là chân nhân? Lục Châu cảm giác được toàn thân ở vào một loại rời rạc trạng thái, giống là từ trong thân thể rút ra như vậy. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thiên địa ở giữa, dây tóc một dạng lực lượng, dẫn dắt sơn xuyên đại địa, nhân loại, thủ mộc, phi cầm tẩu thú. Kỳ kinh bát mạch bên trong lưu chuyển tiên huyết, dừng lại. Trái tim khiêu động dừng lại, nhiệt độ cơ thể biến mất, chi, nhất tầng xương trắng phủ đầy lục châu ngũ quan, tóc, cùng với thân thể. Lục châu lao xuống xuống dưới, trở về thân thể bên trong. Cố gắng mở to mắt, kia dây tóc một dạng lực lượng, lại phục tùng ý chí của hắn, từ bốn phương tám hướng tụ hợp. Cạch, băng xương vỡ vụn, kỳ kinh bát mạch cấp tóc khôi phục lưu động, đan điền khí hải trọng tân biên dệt, so trước kia càng càng minh mông, càng thêm thần bí khó lường. Nguyên khí giống là nước suối đồng dạng, từ đan điền khí hải bên trong bắn ra, tuôn hướng toàn thân, lạnh lẽo đều tại hô hấp ở giữa xua tan. Lục Châu đột nhiên mở to mắt, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía trước, tất cả huyễn tượng cùng tâm ma không còn tồn tại. Hắn trọng tân trở lại câu thiên tác đạo bên trên, trọng tân trở lại Nam Bắc. Trùng thiên phong bên trong, thiên địa ở giữa, bành trướng nguyên khí, dùng lục châu làm trung tâm, dùng câu thiên tác đạo làm cầu nối, trên phạm vi lớn tụ khép lại lên, hình thành câu thiên chi thế trùng thiên gió lốc. Thiên A xong rồi, chấm than ngoặc kép, tìm đường sống trong chỗ chết, từ xưa đến nay đệ nhất nhân vậy. Đây chính là chân nhân sao, đừng nhao nhao, hiện tại là thời điểm then chốt, đám người cảm giác được chính mình thân thể tại run dày. Hắn nhóm muốn tận mắt chứng kiến một vị chân nhân sinh ra. Cũng chính là lúc này, một đạo bạch sắc thân ảnh từ trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy bên trong bạch bào tu hành người cầm trong tay trường kích ánh mắt nghiêm nghị quan sát câu thiên tác đạo bên trong lục châu cân bằng người là cân bằng người lui lại kia bạch bào tu hành người hai cái đại thần thông lấp lóe phảng phất từ cửu thiên phía trên trong chớp mắt xuất hiện tại mọi người trước người đạm mạc mở miệng rốt cuộc tìm được ngươi trường kích đưa ngang trước người hướng lấy lục châu thẳng tắp đâm tới mắt thấy liền muốn đâm trúng lục châu mặt Giải tấn an thân ảnh xuất hiện ở phía trước, lòng bàn tay hướng về phía trước tìm tòi, ngăn tại trường kích phía trước. Âm, cương khí dập dờn, sông lên cửu thiên, hạ cắt đại địa. Giải tấn an lộ ra mỉm cười, có cái gì đại không được, gấp gáp như vậy, bạch bào tu hành người cao mày nói, ngươi là ai? Ta là người, cân bằng người làm việc, người tốt nhất đừng nhúng tay, bạch bào tu hành người nói ra. Thêm một cái chân nhân mà thôi, phía trước bốn cái không có gặp người nhóm xuất thủ, lúc này gấp đến độ sọ ai cũng nhanh giải tấn an không hiểu nói bạch bào tu hành người hừ lạnh truyền âm nói hắn đến gần qua danh câu ta có đầy đủ lý do hoài nghi hắn là ma thần hàng thế giải tấn an dở khóc dở cười người có thể thật thú vị ma thần hai chữ hát bao nhiêu năm mười vạn năm đều người gặp qua sao lăn lòng bàn tay hướng về phía trước âm bạch bào tu hành người lại bị giải tấn an đẩy đến lăng không sau bay cổ họng ngòn ngọt tiên huyết dâng lên Bạch bào tu hành người nhìn chằm chằm giải tấn an nói ra, ngươi đến cùng là ngươi nào? Ngươi nhóm cân bằng người không phải có bản lĩnh nhìn xuyên ta diện mục thật sự. Cho ngươi một cơ hội, giải tấn an hai tay một triển. Bạch bào tu hành người ngược lại thu hồi trường kích, lắng lại nộ hỏa, nói ra, chuyện này ta từ hội hướng thánh điện báo cáo. Ngươi giữ được hắn một lúc, không bảo vệ được hắn một thế, giải tấn an nhíu mày, thật phiền phức, ông quỷ dị năng lượng cộng hưởng âm thanh, từ phía sau truyền đến. Giải tấn an ồ lên một tiếng, quay đầu nhìn thời điểm, chỗ nào còn có thể nhìn đến Lục Châu thân ảnh. Lại quay đầu trở lại, Lục Châu đã xuất hiện tại bạch bào tu hành người trước mặt, toàn thân tắm rửa tại nhàn nhạt lam quang bên trong, gió tuyết che khuất hết thay. Lòng bàn tay đè xuống, dồn thẳng vào bạch bào tu hành người mặt, người nghĩ báo tin, kia liền lưu lại đi. Năm ngón tay câu thiên, tuyệt thánh khí trí treo giữa ngón tay, màu xanh thảm thiên tướng lực lượng, hoành áp mà tới. Bạch bào tu hành người nghĩ muốn động, lại phát hiện không gian giống là bị cố định trụ như vậy, không thể động đậy. Âm, trường ấn đụng ở trên lồng ngực của hắn, thân thể hướng sau hơi cong, như lưu tinh trụy lạc, trong chớp mắt đâm vào trùng thiên phong dưới chân. Oanh, giải tấn an ngạc nhiên nói, đại chân nhân, bá, lục châu thân bên trên lam quang toàn bộ tiêu thất, thay vào đó là kim quang. Trùng thiên phong câu thiên tác đạo bị gió tuyết bao trùm, che khuất bắc bộ trùng thiên phong tu hành người tầm mắt. Rất nhiều tu hành người lần lượt lướt vào không trung, Nhìn ra xa quan sát, hắn nhóm rất hưng phấn, cũng rất muốn đến gần, nhưng mà trực giác nói cho bọn hắn, chân nhân cấp bậc chiến đấu tốt nhất đừng tùy tiện đến gần, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lục Châu Đan Điền Khí Hải đã tái tạo hoàn thành, phá trước rồi lập, không phá thì không xây được. Chân nhân người, phản pháp quy chân, tại Đan Điền Khí Hải vỡ vụn thời điểm, hắn cảm giác được chính mình giống là trở về đến bình thường nhất nhân loại trạng thái. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lạnh nóng biến hóa, kỳ kinh bát mạch huyết dịch lưu động, cũng có thể cảm nhận được trái tim khiêu động, cùng với thở ra nhiệt lãng. Tu hành người đến cảnh giới nhất định, thường thường có thể dùng dài thời gian ích cốc, ngăn cách lạnh nóng, không cần hô hấp. Đến chân nhân cảnh giới, những này cảm giác quen thuộc trở về. Chân nhân người, chân thực làm người, mỗi người đều hẳn là là huyết nhục chi khu, có sinh có tử. Cân bằng người cũng không ngoại lệ, lục châu lạnh lùng quan sát va chạm mặt đất bạch bào tu hành người, không quay đầu lại, hỏi, đại chân nhân. Giải tấn an cười ha ha cười không ngừng, tiếng cười tại hai tòa trùng thiên phong ở giữa quanh quẩn, giống cái bệnh thần kinh giống như. Thật không nghĩ tới, ngươi không chỉ một lần thành công vượt qua câu thiên tác đạo, lại vẫn có thể thành tựu đại chân nhân. Chân nhân sở dĩ vì chân nhân, chính là đạo lực lượng, cũng chính là giữa thiên địa hết thảy thôi diễn biến hóa quy tắc. Ngươi đối quy tắc lĩnh ngộ, vượt qua đối thủ, chính là đại chân nhân, giải tấn an nói ra. Lục Châu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào nằm trên mặt đất bạch bào tu hành người, gật đầu. Cái này không khó lý giải, giống như hai người so đấu tốc độ phi hành, như là tốc độ đồng dạng, hai người là tương đối bất động. Trên quy tắc cũng thế, người có thể bất động không gian, đối phương cũng có thể, triệt tiêu lẫn nhau. Tương đương với quy tắc không tồn tại, nhưng nếu là đại chân nhân, bộ này phân quy tắc sẽ hội lớn hơn đối thủ, khó dùng triệt tiêu. Kia thánh nhân đâu, Lục Châu hỏi một câu, giải tấn an khẽ giật mình, liền theo sau lắc đầu nói, không muốn mơ tưởng xa vời nha, mặc dù ta không biết rõ ngươi là thế nào tấn thăng đại chân nhân, nhưng mà tốt xấu trước vững chắc một lần. Đừng tưởng rằng đánh rơi cân bằng người, liền xem là thiên hạ vô địch. Siêu, giải tấn an đến Lục Châu bên người, Lục Châu có thể rõ ràng cảm giác được ra lão giả này đối chính mình không có nguy hại, chân nhân trực giác, cùng với trời sinh bản năng trực giác phán đoán. Nếu không hắn không hội tại chính mình qua mệnh quan thời điểm, mở miệng nhắc nhở, trợ giúp chính mình. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua giải tấn an, chẳng lẽ cái này lão đầu, thật trước đây quen biết lão phu. Tu vi cao như thế, không có đạo lý là hâm mộ người. Kia người này đến cùng là người nào, đến từ ở đâu, lại có gì con mắt. Triết học tam vấn còn không tới kịp hỏi ra lời, phanh, kia bạch bào tu hành người như ly huyễn chi tiễn, bay vào không trung bên trong. Giải tấn an cười một tiếng nói ra, đừng chạy. Giải tấn an tại không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, liền không gian cũng theo lấy chấn động, ngăn lại kia bạch bào tu hành người đường đi. Lục Châu bay đi, nói, như thực bàn giao, người vì sao muốn giết lão phu. Bạch bào tu hành người che ngực, đề phòng xem lấy lục châu cùng giải tấn an, nói ra, người ảnh hưởng thiên địa cân bằng, ta phụng thánh điện mệnh lệnh, tiêu trừ ngươi cái này không xác định nhân tố, giải tấn an gắt một cái nói, đánh rắm. Thánh điện có lệnh, cân bằng người không đến can thiệp cửu liên sự tình, người tự mình chạy tới, đã phạm đại tội. Bạch bào tu hành người nhướng mày, quay đầu lại nói, ngươi là thái hư bên trong người. Giải tấn an nói, tùy ngươi nghĩ ra sao, bạch bào tu hành người lòng bàn tay mở ra, trường kích vèo một tiếng bay vào lòng bàn tay, năm ngón tay khẽ chụp, kim quang vờn quanh. Nhìn đến kim sắc cương khí xuất hiện, lục châu cao mày nói, ngươi đến từ kim liên. Ngươi cho rằng hắn có thể bảo toàn được ngươi, bạch bào tu hành người cấp tóc lướt đến, cả cái người ngang hướng bay đi, lục châu cảm thấy cường đại không gian lôi kéo lực đánh tới, giữa thiên địa dây tóc lực lượng, giống là thủy lãng, cuốn quanh lấy chính mình. Thiên tướng lực lượng cấp tốc lưu chuyển toàn thân, triệt tiêu không gian lôi kéo lục châu lòng bàn tay vừa nhấc hư ảnh lóe lên đến bạch bào tu hành người trước mặt một bàn tay trùng điệp đánh ở trên lồng ngực của hắn âm giải tấn an theo lấy rơi xuống nói ra người trốn không thoát không nghĩ tới hắn tốc độ càng nhanh một chân đá vào cân bằng người thân bên trên cân bằng người phun ra tiên huyết lục châu một theo lấy rơi xuống nam bắc trùng thiên phong tu hành người lần lượt bay đi muốn nhìn rõ ràng một ít mặt đất bị cân bằng người đập ra một cái hố sâu Sắc mặt cực kỳ khó coi lại có một ít không cam, nói ra, đại chân nhân. Lục châu nói ra, không muốn mưu toàn chống cự, đạo lực lượng, đối lão phu vô hiệu. Khủ khủ, khủ khủ, khủ khủ, cân bằng người phun ra tiên huyết, khó có thể lý giải được nói, sơ nhập chân nhân, chính là đại chân nhân. Ngươi quả nhiên là ảnh hưởng thiên địa cân bằng, nhất không xác định nhân tố. Lục châu cao mày nói, lão phu lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lão phu tra hỏi, ngươi cứ thành thật trả lời, nếu không, cân bằng người lắc đầu biểu tình nghiêm túc nhìn hai người một mắt. Trầm mặc lại, hắn cúi đầu, nhìn xuống mặt đất, lại nhìn một chút không chung. Hắn không giải thích được nói thầm lấy, ta là cân bằng người, ta hiệu chung. Thánh điện, ta là cân bằng người, ta hiệu chung thánh điện, ta nguyện lấy mạng sống ra đánh đổi, tiêu trừ hết thảy tiềm ẩn không ổn định nhân tố. Ta là cân bằng người, ta hiệu chung thánh điện, đi. Giải tần an lướt qua lục châu, một cỗ nhu hòa lực lượng mang lấy lục châu hướng lấy trùng thiên phong bay đi lục châu cảm thấy kỳ quái chính là muốn ngăn cản nhưng mà gặp cân bằng người phá thành mảnh nhỏ hóa thành kim sắc toái phiến tiếp theo một cỗ lực lượng mạnh mẽ dùng hắn làm trung tâm bắn mạnh tứ phương giống là thái dương giống như quang hoa lấy cực kỳ khoa trương tốc độ bao trùm phương viên mấy ngàn trượng đông đảo tu hành người cấp tốc hướng lấy câu thiên tác đạo tránh né cái khác thì là trốn tại trùng thiên phong phía sau những kia cách đến xa xôi trong chớp mắt bị đáng sợ phong bạo lực lượng cuốn đi không biết sinh tử giải tấn an quay người tế ra siêu lớn tinh bàn, mượn lực lui lại. Lục Châu nhìn thoáng qua, nói, còn là lão phu tới đi. Hắn thoáng dùng lực, đem giải tấn an lôi qua, hư ảnh lóe lên, ông, một vòng so thái dương quang mang còn muốn trói mắt tinh bàn, ngăn trở nguyên khí phong bạo. Tứ đại mệnh cách ngay ngắn cộng hưởng, ông hót rung động, những kia trốn trên trùng thiên phong tu hành đám người, lần lượt ngước đầu nhìn lên, nhìn đến làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Thiên mạc tinh bàn, đem cái kia khổng lồ phong bạo, toàn bộ ngăn tại bên ngoài, như tê liệt lực lượng, từ hai bên vạch qua, giống là hồng thủy vạch quá lớn thạch. Hai tòa trùng thiên phong cùng câu thiên tác đạo, chính là cái này cực lớn đỉnh lũ bên trong định hải thần châm. Cái này qua duy trì liên tục khoảng chừng một khắc đồng hồ trái phải, mới dần dần lắng xuống. Lục Châu cũng tại thời khắc này chung thời gian bên trong, cảm thụ được 18 mệnh cách lực lượng, cùng với cường độ. Cũng may cả cái qua hiếu kinh vô hiểm, thậm chí không có điều động thiên tướng lực lượng hắn thưởng thức thuộc về mình tinh bàn phía trên mỗi một cái mệnh cách đều là hắn bỏ ra rất lớn cố gắng kết quả bọn hắn đều đại biểu cho lục châu trưởng thành hiện nay lục châu cuối cùng thành đại chân nhân hắn thu hồi tinh bàn ngắm nhìn bốn phía sơn phong không thấy thụ mộc không thấy dòng sông cũng không thấy toàn bộ san thành bình địa trụi lủi mấy ngàn trượng phạm vi bên trong liền giống là vừa xem qua thổ giải đất bình nguyên cái gì cũng không có chỉ có hai tòa trùng thiên phong cùng câu thiên tác đạo an an ổn ổn từng sừng sững ở giữa thiên địa. Còn có đông đảo tu hành người, hít sâu một hơi, sống sót sau tai nạn xem lấy bốn bề hoàn cảnh, lần lượt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Giải tấn an nhịn không được vỗ tay nói, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn mạnh, giải tấn an hướng lấy nam bộ trùng thiên phong lao đi. Lục Châu chỉ dùng một cái đại thần thông, liền từ ngàn trượng bên ngoài, đến đám người trước mặt. Cơ hồ hạ ý thức, tất cả mọi người đồng thời hạ gối quỷ xuống, bái kiến chân nhân.